Chương 1016, giáo chủ. Chủng tộc gian khác nhau. Trương Huyền bưng chén trà, hơi hơi thổi khí, vì cái gì không nói, các ngươi lịch sử cùng chúng ta Hè Oi Bức bất đồng, lá trà ở Hè Oi Bức đã có được 12 cái thế kỷ truyền thừa, hơn nữa hiện tại, tuyệt đại đa số người đều ái uống trà, chẳng phân biệt biên giới, nhưng thật ra ngươi, có phải hay không có chút quá dậm chân tại chỗ? Ngươi là ở châm chọc chúng ta tiểu thế giới sao? Andre cười cười, đem ly cà phê đặt ở trước người trên bàn. Không không không, Trương Huyền lắc lắc ngón tay, ta chỉ là đang nói, chủng tộc giữa, sẽ không có lớn như vậy khác nhau. Được rồi, Andre không kiên nhẫn phất phất tay, bản thân hắn tưởng lấy chính mình góc độ tới thiết nhập đề tài, từ chủng tộc chi gian khác nhau, tới nói chút những thứ khác, tỉ như người cùng thực nghiệm thể chi gian, nhưng hiện tại, hắn đề tài đã bị Trương Huyền hoàn toàn quấy dày. Trương Huyền, người cùng ta, đều là minh bạch người, có chút lời nói, liền cùng ngươi nói rõ. Trương Huyền làm một cái thỉnh thủ thế. Andre quét mắt trước người ly cà phê, ra tiếng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi che giấu bí mật này đại biểu cho cái gì, 18 tầng địa ngục hạ nhân, tuyệt đối có được thay đổi thế giới thế cục năng lực. Khống chế sử đại nhân, ngươi nói như vậy, liền có chút khoa trương đi. Trương Huyền vẻ mặt không tin, hắn là cố ý nói như vậy. Andre lắc lắc đầu, ngươi còn quá yếu ớt, cho nên cũng không minh bạch những cái đó thực lực mạnh mẽ giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cho nên, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một cái hóa hình cảnh hậu kỳ thực lực, thật sự có thể bảo vệ cho bí mật này sao? Hiện tại chuyện này, biết đến người cũng không nhiều, nếu không phải ta giúp ngươi cất giấu, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể an tâm vượt qua trước 2 tháng. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn khống chế sử đại nhân ngươi. Trương Huyền ôm ôm quyền. Không cần như vậy âm dương quái khí. Andre sắc mặt thật không đẹp, ta biết ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì, ngươi vọt vào luyện ngục chỗ sâu trong, đem đeo khắc cứu ra tới, đơn giản chính là muốn tìm người cho ngươi chống lưng, nhưng ngươi cho rằng, nếu giáo chủ đã biết trên người của ngươi bí mật sau, thật sự sẽ vì ngươi chống lưng sao? Ngươi phải biết rằng, ngươi cùng áo tang, là uống trà, nhưng ta cùng giáo chủ, đều là uống cà phê. Trương Huyền nhún vai, kia Andre đại nhân, không bằng ngươi liền đem việc này nói cho giáo chủ hảo. Lại làm thần ẩn hội toàn thể tới tiến hành một cái biểu quyết, nếu đại đa số người đồng ý ta đem về địa ngục 18 tầng sự nói cho ngươi, như vậy ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trương Huyền dám nói như vậy, liền có tuyệt đối tự tin, Andre, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chuyện này nói ra đi. Địa ngục 18 tầng bí mật, Andre một khi có thể nắm giữ, kia đối hắn mà nói, làm hắn từ bỏ cái này khống chế sử, hắn đều sẽ không do dự. Lại như thế nào sẽ đem chuyện này nói cho người khác đâu. Nếu việc này chân truyền đi ra ngoài, kia cùng hắn Andre, đã có thể một chút quan hệ đều không có. Andre mắt lộ ra âm ngoan, Trương Huyền, người đây là cố tình muốn cùng ta đối nghịch, người tin hay không, nếu ta nguyện ý, ta có thể ở giáo chủ đại nhân tới rồi phía trước làm thịt ngươi. Andre trong tay, một đạo kim hoàng sắc khí nhận hình thành, phun ra nuốt vào khí mang. Hiện tại sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, Andre cũng không tính toán cùng Trương Huyền năn nỉ ỉ ôi. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, hắn không sợ Andre, nếu hiện tại thật muốn đánh lên tới, chân chính hưu chết về tay ai, kia còn nói không chuẩn đâu. Trương Huyền vẫn luôn kiêng kỵ, là cùng Andre trở mặt lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, bất quá hiện tại chính mình nếu đối giáo chủ có ân, Andre thật tính toán mạnh bạo, Trương Huyền cũng không ngại đua thượng một phen. Nhìn xem giáo chủ có thể hay không đem chính mình thế nào. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất có thiên phú, nhưng thiên phú, không đại biểu thực lực. Không trưởng thành lên thiên tài, thật sự là quá nhiều, mặc cho cỡ nào kinh diễm, đến sau lại, bất quá là một đống thi phấn, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Andre khống chế sử, ngươi là muốn giết ai a? Một đạo hét lớn một tiếng, từ ngoài cửa vang lên. Cửa phòng bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Đường Hào nguyên bản một đầu kim sắc tóc dài trải qua tu bổ, đã biến thành tấc đầu, có vẻ tinh thần không ít, trên người hắn quần áo cũng một lần nữa đổi mới, đổi thành quý tộc lễ phục. Ở Đường Hào phía sau, một người thân xuyên màu trắng trường bào trung niên nam nhân, vẻ mặt vui mừng nhìn Đường Hào. Vừa thấy ngoài cửa hai người, Andre tức khắc tản mất trong tay màu vàng lưỡi dao sắc bén, vội vàng từ ghế dựa thượng đứng dậy, đối diện trước làm cái lễ, Andre, gặp qua giáo chủ đại nhân. Đến nỗi Trương Huyền cùng áo tang hai người, như cũng ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Lớn mật, nhìn thấy giáo chủ đại nhân, vì sao còn không hỏi hảo. Giáo chủ bên cạnh, đi theo một người ngưng khí cảnh cao thủ, thấy áo tang cùng Trương Huyền chưa động,
ra tiếng quát lớn nói. Ha ha, Áo Tang sờ sờ chính mình đấu lập tuyến đầu, ta thân là hè oi bức thần ẩn hội thành viên, chỉ bái nhà ta đại nhân. Miễn, Bạch Y giáo chủ ra tiếng, hắn thanh âm, phi thường nhu hòa, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, hắn diện mạo, làm người xem một cái, sẽ tự động đem này hóa thành bình thường một loại, thuộc về cái loại này ném đến trong đám người, rốt cuộc tìm không ra tới cái loại này, ta đeo tuy rằng thân cư giáo chủ chi chức, còn không dám ở hè oi bức sở tranh đại nhân trước mặt làm càn, Áo Tang hành tẩu các nơi, đại biểu sở tranh đại nhân, nếu hướng ta vấn an, ta nhưng chịu không dậy nổi a. Kia này một vị đâu? Giáo chủ căn bản nhìn về phía Trương Huyền, Andre nói, ngươi là hắn chỉ định mục tốt, vì sao không hướng giáo chủ vấn an? Cũng miễn, giáo chủ lại lần nữa ra tiếng, vị này Trương Tiểu Hữu đã cứu ta nhi tử, với ta có ân, nơi nào có hướng ta vấn an vừa nói, nhưng thật ra ta, muốn cảm tạ Trương Tiểu Hữu ân cứu mạng. Giáo chủ nói, đôi tay đặt ở trước người, hướng Trương Huyền chắp tay thi lễ. Giáo chủ đại nhân khách khí. Trương Huyền ha ha cười, ta lần này cứu người, đơn giản là tưởng ở thần ẩn hội thảo cái hảo chức vị, nếu giáo chủ đại nhân nguyện ý nói, cho ta nói thêm mấy cấp, làm ta làm khống chế sự gì đó thì tốt rồi. Ha ha, giáo chủ cười một tiếng, người này, thật đúng là cái gì đều dám nói, bất quá này sẽ nội chức vị, cũng không phải là ta nói tính, đề cấp một chuyện, chẳng sợ ta đáp ứng, cũng yêu cầu mặt trên trục tầng đồng ý mới được, bất quá ta đến có thể ở tư nhân phương diện cho ngươi một ít trợ giúp. Nếu có tu hành thượng hoang mang, có thể tùy thời tới tìm ta. Vậy quên đi đi, Trương Huyền vẻ mặt nhụt chí, ta chính mình luyện cũng khá tốt, tìm ngươi không biết khi nào đâu, bất quá nếu có người muốn giết ta nói, ngươi nhưng đến bảo ta a. Hẳn là, giáo chủ gật đầu, ngươi cứu ta nhi tử một mạng, ta cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo ngươi một mạng, hảo, lần này ta tới, chính là trông thấy ân nhân, đãi ở chỗ này, cũng ảnh hưởng các vị nói chuyện phiếm nhã hứng. Liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, Andre, tùy ta đi ra ngoài đi một chút đi. Minh bạch, Andre cung kính một chút thân mình, theo sau quay đầu, trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, đi theo giáo chủ, hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 1017, đặt chân chấn. Giáo chủ chân trước mới vừa đi, Đường Hào liền nhảy lại đây. Ngọa tào, ca, ngươi cũng quá trâu bỏ đi, ngươi không biết, ta vừa mở mắt, phát hiện ta đã từ bên trong ra tới thời điểm. Ta đều sợ ngây người a. Đường Hào vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt giữa, tất cả đều là đối Trương Huyền kính ngưỡng. Như thế nào, tồn tại ra tới, cảm giác như thế nào? Trương Huyền lại lần nữa nâng chung trà lên, thổi thổi khí. Đương nhiên là sảng, Đường Hào hít sâu một hơi, ca, ta chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai chỉ là này một mảnh tiểu thế giới, đều như vậy tốt đẹp, nguyên bản ta cảm thấy thế giới này quá nhàm chán, hiện tại hoàn toàn cũng chưa cái này ý tưởng. Trương Huyền cười cười, nói một chút đi, hiện tại muốn làm cái gì? Đương nhiên là đi ăn bữa tiệc lớn, ca, ngươi không biết, ta này đã hơn một năm, ăn những cái đó quá thời hạn đồ hộp, đều mau ghê tởm đã chết, cần thiết ăn đốn bữa tiệc lớn. Đường Hào xông tới lôi kéo Trương Huyền cánh tay, đi ca, ăn bữa tiệc lớn, ta cần thiết đến cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Hảo, Trương Huyền gật đầu, nhìn mắt Áo Tang. Áo Tang lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, ngươi đã thích ứng nơi này. Ta còn có khác sự phải làm, liền không cùng ngươi tại đây chơi, chính ngươi chú ý an toàn. Ok, Trương Huyền hướng Áo Tang khoa tay múa chân một cái thủ thế. Đường Hào mang theo Trương Huyền, một đường đi vào thần ẩn hội cái này tiểu thế giới lối vào. Hai người từ lúc ấy Trương Huyền tiến vào kia phiến đại môn rời đi, vài phút sau, lại đi vào kia hẻm núi giữa, một trận phi cơ trực thăng ngừng ở nơi này, phi cơ trực thăng bên trong hoàn toàn phong kín, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Theo phi cơ trực thăng cất cánh, hơn một giờ sau rớt xuống, chờ cabin môn mở ra sau, Trương Huyền mới nhìn đến, chính mình đã thân ở một cái trấn nhỏ giữa. Này trấn nhỏ bốn phía xanh biếc, một cái sông nhỏ xỏ xuyên qua toàn bộ trấn nhỏ, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, trấn nhỏ giữa kiến trúc, liền giống như giờ sở xem kia chuyện cổ tích Grimm chung miêu tả giống nhau, phối hợp này bốn phía xanh biếc, nhìn sông nhỏ nước chảy, làm người tựa như đặt mình trong thế giới cổ tích giữa. Nông phu trang điểm cư dân ở trấn nhỏ giữa qua lại xuyên qua, bọn họ nói cười cười, trong miệng nói thuộc về bọn họ nơi này dân bản xứ ngôn ngữ, trên mặt che kín hạnh phúc tươi cười. Ca, chúng ta xưng nơi này vì đặt chân trấn, trước kia phi cơ không giống hiện tại như vậy phổ biến, ra vào thần ẩn hội người, đều sẽ ở cái này trấn nhỏ nghỉ tạm một phen, dần ra, này cũng liền trở thành một cái truyền thống,
cơ hồ đại gia ở ra vào trước sau, đều sẽ lựa chọn nơi này nghỉ ngơi một chút. Đường Hào cấp Trương Huyền giải thích nói, bao gồm rất nhiều người, đối nơi này sinh ra cảm tình, rời đi thần ẩn hội sau, liền sẽ lựa chọn tới trấn nhỏ này định cư, cho nên, người đừng nhìn đây là cái cùng thế vô tranh trấn nhỏ, bên trong chính là có rất nhiều cao thủ tồn tại. Ta đã nhìn ra, Trương Huyền gật đầu, liền ở vừa mới qua đi kia mấy cái có vẻ cùng thế vô tranh nông phu giữa, trong đó một người ánh mắt, luôn là như có như không chiều Trương Huyền bên này xem ra, đem Trương Huyền không ngừng đánh giá, đồng thời ở cái này người trên người, cũng sẽ phát ra một loại không giống bình thường hơi thở. Đi thôi ca, nơi này chính là tụ tập vài tên đầu bếp, chúng ta trước hảo hảo ăn một bữa no nê, ha ha ha. Đường Hào hưng phấn vọt vào đặt chân trong trấn, ngựa quen đường cũ theo một nhà hàng chạy tới. Này trấn nhỏ giữa, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một tòa tiểu kiều, kéo dài qua đồ vật, mỗi một chỗ, liếc mắt một cái nhìn qua, đều là một chỗ cảnh đẹp, có thể nói vô góc chết không thể bắt bẻ. Trương Huyền cũng không có đi theo Đường Hào một đường chạy chậm, mà là bước chậm tại đây trấn nhỏ giữa, tinh tế đánh giá nơi này hết thảy, có thể bị thần ẩn hội tuyển tọa lạc chân trấn địa phương, Trương Huyền tự nhiên sẽ không cho rằng nơi này giống Đường Hào nói đơn giản như vậy, chỉ là đại gia thói quen, liền lựa chọn nơi này. Trải qua ở phòng thí nghiệm chung nửa tháng tiếp xúc, Trương Huyền phát hiện, này Đường Hào, hoàn toàn chính là một cái lăng đầu thanh, không có một chút tâm cơ cái loại này, loại người này, nếu không có hắn cha che chở, chỉ sợ ở thần ẩn hội sống được, còn không bằng ở phòng thí nghiệm cùng đám kia thực nghiệm thể tiếp xúc đâu, rốt cuộc trên nhiều khía cạnh, người so với kia chút thực nghiệm thể, còn muốn đáng sợ. Một cái đơn giản quán ăn chung, chỉ ít ỏi ngồi vài người. Đường Trương Huyền đi vào tới khi, Đường Hào đã lựa chọn một cái bàn ngồi xong. Này cái bàn ở vào quán ăn cửa sổ vị trí, cái bàn rất lớn. Ca, mau tới, ăn ta đã muốn hảo. Đường Hào thấy Trương Huyền tiến vào, không ngừng hướng Trương Huyền phất tay, hưng phấn ra tiếng. Trương Huyền đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thực mau, liền thấy một mâm mỹ thực bị bưng đi lên. Đường Hào tại đây đã hơn một năm tới, thật là bị thèm điên rồi, vừa thấy này đó mỹ thực, kia đôi mắt đều phát lục quang. Ca, ta liền ăn trước. Đường Hào thanh âm vừa ra, nắm lên trước mặt một cái đùi gà, trực tiếp liền hướng trong miệng tắc, kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, thật làm người hoài nghi hắn có phải hay không đói chết quỷ chuyển thế. Trương Huyền cũng không có khách khí, nửa tháng phòng thí nghiệm sinh hoạt, làm Trương Huyền cũng tưởng niệm này đó mỹ thực, hai người đối với trên bàn những cái đó mỹ thực liền bắt đầu càn quét lên. Nửa giờ sau, một bàn mỹ thực, bị hai người càn quét sạch sẽ. Đường Hào cho chính mình cùng Trương Huyền phân biệt đảo thượng một ly đầu người mã, ca, ta này mệnh, đều là ít nhiều ngươi mới lấy trở về, này ly ta kính ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sớm muộn gì bị kia chỉ rừng cây vương ma chết, ngày đó từ bên ngoài tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, cũng là ít nhiều ngươi, bằng không ta hiện tại đã sớm bị ăn thi cốt vô tồn. Trương Huyền lắc lắc đầu, ngươi nếu kêu ta một tiếng ca, liền không cần khách khí như vậy. Ha ha ha, Trương Huyền. Thật là hảo thủ đoạn a. Một đạo nữ tính tiếng cười, đột nhiên từ quán ăn nội vang lên, đây là một cái ngồi ở góc giữa thực khách. Trương Huyền cùng Đường Hào hai người, theo bản năng đem ánh mắt chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Kia ngồi ở góc chung thực khách, cũng đồng thời xoay người, chiều Trương Huyền hai người xem ra. Đây là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu châu Âu nữ tính, có được một đầu lửa đỏ tóc dài, thân xuyên bó sát người áo giáp da, phá lệ nóng bỏng, ở nữ nhân cái trán có một đạo đao sẹo, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, nếu không có này nói đao sẹo, nữ nhân này không thể nghi ngờ là một cái nóng bỏng mỹ nhân nhi. Trương Huyền, ngươi là Andre đại nhân chỉ ra và xác nhận ngục tốt, vốn là tùy đại nhân tới sẽ chung đưa tin, hiện tại lại là leo lên giáo chủ quan hệ, lợi hại a. Tóc đỏ nữ nhân vỗ tay. Đường Hào nhìn chằm chằm tóc đỏ nữ nhân, suy tư một chút, mới nhớ tới nữ nhân tên, Eugenia. Chuyện của chúng ta, cùng ngươi nhưng không quan hệ đi. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thần phạt xử, có cái gì tư cách, ngồi ở chỗ kia cùng ta nói chuyện. Xin lỗi, đeo khắc thiếu gia, Nga không, nghe nói ngươi đã gia nhập hè oi bức quốc tịch, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi vì Đường Hào công tử, ta trực thuộc với Andre đại nhân dưới trướng, Andre đại nhân nhưng chưa cho chúng ta đã dạy, đối mặt giáo chủ hài tử, một cái đối thần ẩn hội không hề cống hiến người, phải làm đến tất cung tất kính a. Eugenia hơi hơi mỉm cười. Chương 1018, đừng hỏng rồi quy củ. Trương Huyền, người ta đều là Andre đại nhân dưới trướng, người hiện tại cách làm, giống như có điểm không thích hợp đi, lúc ấy là Andre đại nhân hứa lấy trọng thưởng,
người mới bằng lòng đi vào cứu người, như thế nào lần này đem người cứu ra, công lao tất cả đều ghi tạc ngươi trên đầu. Eugene Nhi Á phát ra một tiếng cười khẽ. Ca, là Andre phái người đi vào cứu ta. Đường Hào nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười cười, không nói gì, vừa mới ở thần ẩn hội cái kia khách sạn chung, Trương Huyền cùng Andre, có thể nói đã là xé rách ra mặt, lúc ấy nếu không phải Đường Hào cùng giáo chủ kịp thời xuất hiện, hai bên khẳng định liền đánh lên. Hiện tại Andre đại sứ chút ngáng chân, Trương Huyền hoàn toàn có thể dự đoán được, ở hắn mấy năm nay kiếp sống chung, như vậy sự, hiển nhiên không ở số ít. Đường Hào nhìn Trương Huyền biểu tình, ra tiếng nói, ca, ta mặc kệ ngươi có phải hay không người khác chuyên môn an bài tới cứu ta, ta chỉ biết, nếu không có ngươi, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ai, Trương Huyền lắc lắc đầu, thật là một cái ngay thẳng hài tử a, Đường Hào, ngươi nghiên cứu chúng ta hẻ oi bức văn hóa, có biết hay không một câu, gọi là có người địa phương. Liền có giang hồ, Đường Hào lập tức tiếp thượng Trương Huyền nói cha, ca, ngươi là nói, hôm nay nơi này là có người chuyên môn chờ chúng ta. Qua, nơi này như thế nào mùi thuốc súng như vậy nùng a, vừa vào cửa, ta liền thấy được một cái ti tiện hẻ oi bức huyết thống. Quán ăn đại môn bị người đẩy ra, một người thân cao tiếp cận 2 mét, ăn mặc ngực, đầy người cơ bắp người trẻ tuổi đi đến, chiều Trương Huyền bên này xem ra, đương nhìn đến Đường Hào sau, người này lập tức sửa miệng, tấm tắc, ta giống như nói sai lời nói, cái kia đem quốc tịch đổi thành hẻ oi bức phế vật cũng tại đây a. Đó chính là hai cái hẻ oi bức huyết thống. Người này vừa vào cửa, Đường Hào mày liền nhíu lại, nhỏ giọng hướng Trương Huyền nói, ca, đây là Mại Lạc giáo chủ đệ tử, kêu Jason, Mại Lạc giáo chủ vẫn luôn cùng ta ba đều không đối phó. Ở Jason phía sau, đi theo một đạo so với Jason, có chút nhỏ gầy thân ảnh, người này ngẩng đầu, là tiêu chuẩn hẻ oi bức người gương mặt. Ta nói Jason, người phía sau đi theo, giống như cũng là một cái ti tiện hẻ oi bức huyết thống a. Eugene Nhi Á cười một tiếng nói, tính thượng hắn, nơi này hẳn là có ba cái ti tiện huyết thống. Eugene Nhi Á, đừng nói chuyện lung tung. Jason phía sau người cười cười, ta đã thoát ly hẻ oi bức cái kia ti tiện dân tộc, hiện tại ta, tên là Khoa Kim, không cần đem ta cùng những cái đó hạ đẳng hẻ oi bức người phóng tới cùng nhau. Jason đi vào quán ăn sau, đi nhanh chiều Trương Huyền cùng Đường Hào bên này đi tới, ở khoảng cách hai người 3 mét khoảng cách khi, Jason đột nhiên dừng lại bước chân. Hướng Đường Hào nhe răng cười, phế vật, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở luyện ngục bên trong, không nghĩ tới mạng ngươi thật đúng là đại, bất quá tốt là, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, 3 tháng sau, lần này tuyển cử không ai nhục nhã đâu, nếu ngươi tồn tại ra tới, như vậy cái này nhục nhã đối tượng, cũng liền có người được chọn a, ha ha. Cùng lúc đó, đặt chân chấn bên cạnh, giáo chủ Đeo, cùng Andre, quay chung quanh trong thôn cái kia sông nhỏ bên cạnh chậm rãi đi tới. Andre. Người này, cùng ngươi mâu thuẫn rất lớn. Đeo mở miệng. Đúng vậy, Andre gật đầu. À, Đeo nhìn mắt đặt chân trong trấn tâm quán ăn phương hướng, người an bài không ít người, nhìn dáng vẻ, là không nghĩ làm hắn dễ dàng như vậy rời đi à. Andre vẻ mặt nghiêm túc nói, giáo chủ đại nhân, người này, không thể không chết. Nhưng hắn cứu Đeo khắc, ngươi cho rằng, ta có thể nhìn hắn chết ở chỗ này sao? Đeo đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn Andre. Andre lắc lắc đầu, giáo chủ đại nhân, Trương Huyền thuộc ta dưới trướng, căn cứ giáo nội quy định, ta có quyền thẩm phán hắn sinh tử, đây là ta khống chế sự quyền lợi, chẳng sợ giáo chủ đại nhân ngươi cũng không quyền ngăn cản. Ta là không có quyền ngăn cản, nhưng ta có thể tùy thời ra tay, vì cứu ta nhi tử ân nhân báo thù. Đeo nói, ta minh bạch, Andre gật đầu, cho nên, ngươi liền đem Mại Lạc tìm tới, đúng không? Đeo ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía sông nhỏ đối diện. Một người đồng dạng thân xuyên màu trắng áo choàng, tay cầm một quyển kinh thư trung niên nam nhân, từ nhỏ hà đối diện chậm rãi đã đi tới, ở xẹt qua sông nhỏ khi, hắn cả người liền dường như phiêu phù ở trên sông giống nhau. Mại Lạc, Đeo nhìn tên này nam nhân, ra tiếng. Mại Lạc so với Đeo, có vẻ phi thường cường tráng, này một thân màu trắng áo choàng, mặc ở hắn trên người, có vẻ phá lệ biệt nữ, thân cao 2 mét có hơn, cả người cơ bắp bạo khởi, chẳng sợ liền áo choàng đều che không được. Tương đối với áo choàng, Mại Lạc càng thích hợp mặc vào một thân áo giáp da, kiềm giữ một thanh trường rìu, mới có thể làm người xem thoải mái một chút. Đeo, đã lâu không thấy. Mại Lạc hướng Đeo lộ ra một cái tươi cười, nghe nói người nhi tử tồn tại từ cái kia luyện ngục ra tới, thật là thật đáng mừng a. Đeo gật gật đầu, là thật đáng mừng, cứ như vậy, 3 tháng sau bình chọn đem một lần nữa cử hành,
Mại Lạc ngươi cũng có cơ hội rời đi kia phiến cằn cỗi núi lớn, lựa chọn một ít địa phương khác đi, tỉ như ta nơi châu Âu đại lục. Nga, ta lão bằng hữu đeo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy. Mại Lạc lộ ra một bộ khoa trương biểu tình, ta như thế nào sẽ mơ ước ngươi nơi vị trí đâu. Ta quá thích ta hiện tại sinh sống, vô ưu vô lự, chính là ta muốn. Đúng không, đeo ánh mắt chiều Andre nhìn lại, nếu thật là ngươi nói như vậy, ta phía dưới người cũng sẽ không đều nguyện trung thành ngươi, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Andre ánh mắt không hề sợ hãi cùng đeo đối diện, hắn bước chân, chậm rãi chuyển qua Mại Lạc phía sau. Mại Lạc đem trong tay kinh thư thu được trong lòng ngực, mở miệng nói, ta lão bằng hữu đeo, ngươi có chút quá cổ hủ, ngươi người không nghĩ đi theo ngươi tiếp tục cổ hủ đi xuống, cho nên lựa chọn ta, đạo lý này, đủ đơn giản sao. Đeo hừ lạnh một tiếng, nói đến cùng, các ngươi đã bị ích lợi hoàn toàn che giấu, Andre, ta mặc kệ ngươi tưởng chính là cái gì, chẳng sợ ngươi cho rằng, 3 tháng sau đại bỉ ta này một mạch nhất định sẽ thua, nhưng ở ta còn tại vị này đoạn trong lúc, ngươi là chịu ta quản hạt. Ngươi là có thể khống chế thủ hạ của ngươi ngục tốt sinh sát quyền to, nhưng đừng quên, ngươi chết sống, giống nhau là ta một câu sự, nếu ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên ngươi nhịn một chút, đừng quên sẽ chung quy củ, nếu ngươi có một chút phá hư quy củ. Ta sẽ lập tức làm thịt ngươi, 3 tháng sau, nếu ta thật sự lạc vị, ngươi lại phát huy, cũng không muộn. Đương nhiên, giáo chủ đại nhân, Andre hành lễ, ta thân là khống chế sử, khẳng định muốn làm gương tốt. Sẽ không tùy ý phá hư sẽ chung quy củ, đương nhiên, ta cấp dưới, cũng muốn thủ quy củ, nếu có người không tuân thủ quy củ, ta thân là khống chế sử, hành xử chính mình quyền lợi, giáo chủ đại nhân, nhưng ngàn vạn không thể trách ta a. Andre nói xong, cười lạnh, nhìn về phía trong trấn quán ăn phương hướng. Chương 1019, Ngu Xuẩn. Làm thần ẩn hội ở địa phương nhất có địa vị mấy người, Trương Huyền cùng Đường Hào hành tung, tự nhiên không thể gạt được bọn họ 3 cái. Quán ăn nội sự, tự nhiên cũng là Andre, cố ý an bài. Đeo nhìn Mại Lạc nói, Mại Lạc, ta nhi tử vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, từ luyện ngục chung ra tới, ta không hy vọng phát sinh điểm cái gì không thoải mái sự, người hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ân, ta đương nhiên minh bạch, Mại Lạc gật đầu, chẳng qua, người trẻ tuổi chi gian, thích giao lưu, chúng ta này đó lão đông tây, vẫn là làm tốt chính mình sự, làm cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình đi chơi, rốt cuộc. 3 tháng sau bình chọn, ngươi cùng ta, đều đến dựa vào những người trẻ tuổi này a. Tốt nhất như thế, đeo đôi tay bối ở sau người, không gặp hắn như thế nào dùng sức, cả người liền phóng lên cao, đảo mắt biến mất ở Andre cùng Mại Lạc trước mắt. Mại Lạc híp mắt nhìn đeo rời đi phương hướng, nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại tinh tiến không ít. Mại Lạc đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Andre ở Mại Lạc phía sau cung kính hỏi. Ngươi có phải hay không yêu cầu trước nói cho ta, cái kia tên là Trương Huyền hè oi bức nhân thân thượng, rốt cuộc có cái gì bí mật? Mại Lạc trừng mắt nhìn mắt Andre, nếu chỉ là bình thường ân oán, lấy người Andre làm việc phong cách, còn sẽ không đem ta tìm tới. Đích xác có chút bí mật, Andre gật đầu, bất quá Mại Lạc đại nhân, hiện tại biết chuyện này, đối với ngươi mà nói, cũng không phải thực hảo, sẽ ảnh hưởng đến ngươi 3 tháng sau bình chọn, nếu 3 tháng sau, Mại Lạc đại nhân ngươi thành công bình chọn. Ngồi trên châu Âu đại lục giáo chủ một vị, ta bảo đảm, tin tức này, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Mại Lạc cực có thâm ý chừng mắt nhìn Andre liếc mắt một cái, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Mại Lạc nói xong, bước lên mặt nước. Mại Lạc đại nhân yên tâm, Andre khom người, nhìn theo Mại Lạc rời đi. Đương Mại Lạc đi rồi, Andre ánh mắt, dần dần trở nên âm ngoan lên, hắn môi khẽ nhúc nhích, không có thanh âm truyền ra, nhưng căn cứ hắn khẩu hình. Vẫn là có thể phân biệt ra lời hắn nói. Rác rưởi. Đặt chân chấn giữa quán ăn nội. Đường Hào cùng Jason cách xa nhau 3 mét. Như thế nào, người một cái phế vật, nhìn chằm chằm ta, là tưởng đối ta động thủ không thành. Jason phía sau, một cái mãng xà hư ảnh chậm rãi hiện lên, đồng thời, Jason ánh mắt, cũng trở nên giống như rắn độc giống nhau âm lãnh, mới nhập ngự khí rác rưởi. Uy uy uy, ta suy nghĩ, rác rưởi không rác rưởi. Quan các ngươi gì sự a? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái. Khi nào, một cái ngục tốt, cũng dám đánh gãy ta nói. Jason chiều Trương Huyền xem ra, hắn phía sau cự mãng hư ảnh, chiều Trương Huyền phun xả tin. Eugenia cười khúc khích, cố ý kích thích Jason nói, Jason, ngươi cũng không nên xem thường vị này ngục tốt, hắn chính là có hóa hình cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa hành sự không gì kiêng kỵ,
rõ ràng thuộc Andre đại nhân dưới trướng, lại dám trực tiếp kỳ hảo đeo giáo chủ, ta lo lắng ngươi chọc hắn, bị hắn hiện tại liền vặn gãy cổ a. Nhân gia hiện tại chính là đeo giáo chủ ân nhân đâu, ngươi đừng quên, nơi này là châu Âu đại lục, không phải mại lạc giáo chủ địa phương. Làm hắn thử xem, Jason vừa nghe lời này, ánh mắt càng thêm âm ngoan, một cái nho nhỏ ngục tốt, khi nào có thể bừa bãi đến dám đối với ta động thủ. Kia đã có thể nói không chừng, rốt cuộc, nơi này là châu Âu đại lục, không phải mại lạc giáo chủ địa phương. Eugenia lại lần nữa đưa ra điểm này. Kia cũng không phải một cái nho nhỏ ngục tốt dám làm càn địa phương. Jason hét lớn một tiếng, phía sau cự mãng hư ảnh, phát ra tê tê tiếng động, bỗng nhiên chiều Trương Huyền đánh tới. Não tàn, Trương Huyền nhìn Jason, không chút khách khí phun ra hai chữ. Thân là một cái giáo chủ đệ tử, nhẹ nhàng như vậy đã bị người lợi dụng, khơi mào hai cái giáo chủ chi gian mâu thuẫn. Eugenia hiển nhiên phi thường rõ ràng Jason tính cách, nhìn đến Jason nhìn không được đối Trương Huyền ra tay. Nàng một chút ngoài ý muốn thần sắc đều không có. Jason phía sau cự mãng vào tới Trương Huyền trước người. Trương Huyền không có lưu thủ, một con hùng ưng ở Trương Huyền phía sau triển khai cánh, ưng chảo chuẩn xác chộp vào Jason cái kia cự mãng ba tấc chỗ. Ti tiện dân tộc, dám hướng Jason đại nhân động thủ. Đi theo Jason phía sau, tên kia đã sửa đổi quốc tịch hẻ oi bức người khoa kim hét lớn một tiếng, cả người chiều Trương Huyền vào tới. Vài vị, nếu muốn đánh nói. Bên ngoài địa phương đại điểm, ta này tiểu điếm, chịu không nổi các ngươi như vậy lăn lộn a. Một đạo thanh âm vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng lại rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Này người nói chuyện, là nhà này quán ăn lão bản. Trương Huyền trong lòng giật mình, chỉ là lần này, Trương Huyền liền dám khẳng định, người này thực lực, tuyệt đối so với Andre hiếu thắng. Jason cùng Khoa Kim đồng thời ngừng tay chung động tác, hiển nhiên, bọn họ biết cái này quán ăn lão bản thân phận. Quán ăn lão bản là cái râu xồm trung niên nam nhân, thấy đại gia dừng lại động tác, híp mắt lộ ra một bộ hòa ái tươi cười, nếu ăn cơm nói, ta hoan nghênh, nhưng nếu muốn đánh, nhưng ngàn vạn không cần ở ta này nháo sự nga. Nói xong, quán ăn lão bản bưng một cái không bàn, đi vào sau bếp. Khoa Kim đứng ở Jason bên cạnh, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Huyền, lần này tính ngươi gặp may mắn, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể gặp may mắn tới khi nào. Một cái ti tiện dân tộc. Một cái thấp kém ngục tốt thân phận, bất luận cái gì một cái, đều làm ngươi ở Jason đại nhân trước người, chỉ có quỷ phục phân. Câm miệng, Đường Hào hét lớn một tiếng, hè oi bức kiêu ngạo, há là ngươi loại người này có thể lý giải, luôn mồm đem ti tiện treo ở bên miệng, ngươi là cái gì thân phận, ở trước mặt ta, nói loại này lời nói. Đeo khắc, ngươi thiếu tại đây cho ta làm bộ làm tịch, bãi ngươi thiếu ra tư thế. Jason mở miệng, ngươi bất quá chính là đầu cái hảo thai. Thật đúng là cho rằng chính mình có cái gì năng lực, đừng quên, 3 tháng sau, chính là bình chọn, đến lúc đó, chúng ta lại hảo hảo chơi, ta nhìn xem lúc ấy, ngươi thiếu ra bộ tịch, còn có thể hay không lấy ra tới. Hắn có thể hay không cười ra tới ta không biết, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, bất quá ngươi kêu Jason đúng không, ta cảm thấy, lấy ngươi đầu óc, đến lúc đó, khẳng định cười không nổi, nếu hắn giống ngươi như vậy xuẩn nói, tuyệt đối vô pháp ở luyện ngục sống lâu như vậy thời gian. Ngươi nói cái gì? Jason ánh mắt một ngưng, hắn không nghĩ tới, cái này ngục tốt, còn dám chủ động khiêu khích chính mình. Ta nói ngươi là cái ngu xuẩn, nếu ngươi không rõ ta ý tứ nói, ta đây lại nói trắng ra điểm, ngươi chính là một cái. Ngốc tương đương so, Trương Huyền đồng thời, vươn một cái toàn thế giới thông dụng ngón tay. Khoa Kim giận dữ, ti tiện đồ vật, ngươi dám. Câm miệng. Bang. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Khoa Kim che lại chính mình sườn mặt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt Trương Huyền, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ, người này, là như thế nào xuất hiện đến chính mình trước người. Ngồi ở góc trung Eugenia, rất có hứng thú nhìn bên này, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên là hóa hình cảnh đỉnh thực lực a. Hơn nữa xem hắn nện bước, bình thường ngưng khí cảnh lúc đầu, còn không nhất định là đối thủ của hắn, ha ha, rốt cuộc có chút lạc thú. Chương 1020, nhận rõ thân phận của ngươi. Khoa Kim nhãn trung tràn ngập một loại không dám tin tưởng thần sắc, hắn không phải kinh ngạc Trương Huyền thực lực, mà là không thể tin được, cái này nho nhỏ ngục tốt, cũng dám hướng chính mình động thủ. Hắn dựa vào cái gì? Chính mình chính là Jason đại nhân người. Khoa Kim cắn răng, ngươi. Bang! Lại là một cái tát chiều đến Khoa Kim trên mặt. Ta nói, ngươi câm miệng. Trương Huyền lắc lắc thủ đoạn, nghe ta nói. Khoa Kim bị đánh sững sờ,
thật liền theo bản năng nhắm lại miệng. Trương Huyền giơ lên tay, lại một cái tát chịu đến Khoa Kim trên mặt. Ngươi luôn mồm đem ti tiện treo ở bên miệng, không nghĩ tới, nhất ti tiện người, chính là chính ngươi. Trương Huyền mắng xong, lại là một cái tát chịu qua đi. Mỗi cái dân tộc, đều có dân tộc nên có vinh dự, loại này dân tộc vinh dự, không phải bất luận cái gì một người có thể vũ nhục, ngươi nên đánh. Này liên tục hai cái bàn tay qua đi, đừng nói Khoa Kim, chính là Jason, đều đứng ở một bên, xem có chút phát ngốc. Trương Huyền lại lần nữa phất tay. Bang, bang, bang. Ba đạo liên tục giòn tiếng vang ở Khoa Kim trên mặt vang lên, lúc này đây, không có lý do gì, chỉ là ta đơn thuần muốn đánh ngươi mà thôi, nếu ngươi không phục, tận khả năng đánh trở về. Trương Huyền đôi tay cắm vào túi quần, hơi hơi mỉm cười. Khoa Kim thân thể chậm rãi run rẩy lên, trên mặt nóng rát đau đớn, không ngừng mà kích thích hắn. Khoa Kim trong ánh mắt, dần dần tràn ngập nổi lên sát ý, một cái thật lớn bọ ngựa thân ảnh, ở hắn phía sau ngưng tụ. Ta muốn, giết ngươi! Khoa Kim hét lớn một tiếng. Dựa theo thần ẩn hội quy củ, ngươi đối ta nổi lên sát tâm, ta có phải hay không có thể, hợp lý tể rớt ngươi? Trương Huyền hàm răng một mắng, đặt ở hữu đâu nội tay tia chớp được đến vươn, trực tiếp tạp trụ Khoa Kim yết hầu. Khoa Kim phía sau kia vừa mới ngưng tụ ra tới bọ ngựa cự ảnh, cũng nháy mắt tan đi. Khoa Kim đôi tay nắm tay, muốn phản kích, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình khí, thế nhưng vô pháp ngưng tụ, ở đối phương tạp trụ chính mình bàn tay to thượng, có một cổ mênh mông lực lượng không ngừng xuất hiện, khóa lại chính mình trên người sở hữu khí cơ. Này, Khoa Kim trừng lớn hai mắt, hắn không tin đây là một cái ngục tốt nên có thực lực, thật là đáng sợ. Vẫn luôn ngồi ở trong một góc dẫn chiến xem diễn Eugenia giờ phút này đột nhiên đứng dậy, quát, Trương Huyền, ngươi vượt rào. Khoa Kim chỉ là thả chút tàn nhẫn lời nói mà thôi, cũng không có đối với ngươi ra tay, ngươi như vậy hành động, là cố ý phá hư sẽ chung quan hệ. Bị Trương Huyền sở biểu hiện ra thực lực sở dọa đến Jason cũng đúng lúc phản ứng lại đây, đúng vậy, ngươi bất quá là một cái Andre dưới chướng ngục tốt, trực tiếp hướng ta người động thủ, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Ta hiện tại lấy mại lạc giáo chủ đồ đệ thân phận mệnh lệnh ngươi, bắt tay cho ta buông ra. Đối với Jason nói, Trương Huyền không dao động, hắn như cũng nhéo Khoa Kim yết hầu. Khoa Kim hai chân cách mặt đất, sắc mặt đã trở nên phá lệ khó coi lên. Ta làm ngươi buông tay, không nghe thấy sao? Jason lại lần nữa quát. Quán ăn lão bản từ sau bếp đi ra, hướng đại sảnh nhìn thoáng qua, vẻ mặt thảnh thơi nói, nhớ kỹ, đừng nháo hư ta đồ vật. Bằng không ta nhưng sẽ không khách khí Nga. Đương nhiên, Trương Huyền cười trả lời, sản tự duy bảo thượng thế kỷ thập niên 70 bộ đồ ăn, tồn lưu đến nay không có nhiều ít, đánh hư một cái, trên đời này liền ít đi một cái, như thế đồ vật, chúng ta đương nhiên sẽ tiểu tâm yêu quý. Quán ăn lão bản vừa nghe lời này, trước mắt sáng ngời, người cũng hiểu cái này. Hơi hiểu một chút, có rảnh, chúng ta có thể tế lưu. Trương Huyền lên tiếng, ánh mắt lại thả lại đến Khoa Kim trên người. Quán ăn lão bản gật gật đầu, hảo, thật lâu không đụng tới ngươi như vậy hiểu công việc người trẻ tuổi, có cơ hội, nhiều tới ta này ngồi ngồi. Quán ăn lão bản nói xong, cầm lấy một chương sạch sẽ mâm, dùng một mảnh mới tinh sát chén bố tinh tế trà lau. Trương Huyền, ngươi quá làm càn, một đạo tiếng quát, từ quán ăn ngoài cửa truyền đến, Andre đẩy ra quán ăn đại môn, bước đi tiến vào, phát ra quát lớn, thân là ngục tốt, đối mại lạc giáo chủ người động thủ, ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy? Cho ta buông ra. Công nhiên trái với thần ẩn hội quy định, ta hiện tại liền có thể bắt ngươi. Ok, ok, Trương Huyền nhún vai, buông ra bắt lấy Khoa Kim tay. Khoa tóc vàng ra một trận dồn dập ho khan thanh. Andre bước nhanh đi tới, Trương Huyền, ngươi cả gan làm loạn, coi thần ẩn hội quy củ như không có gì, nếu không phải niệm ở ngươi mới vừa lập công lớn, ta hiện tại là có thể muốn ngươi mệnh. Ta còn có chuyện không hỏi ngươi, lúc này đây. Ta tổng cộng an bài các ngươi 30 người cùng nhau tiến vào luyện ngục, tìm kiếm đeo khắc thiếu gia, hiện tại chỉ có ngươi một cái ra tới, dư lại 29 người ở đâu. Bao gồm lần này sự, ngươi trực tiếp vượt quyền hội báo cấp giáo chủ, ở ngươi trong mắt, còn có hay không ta cái này khống chế xử. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không tiếp Andre nói cha, mặc kệ là vừa rồi Eugenia nói, vẫn là hiện tại Andre nói, bọn họ đều là tưởng cấp đường hào truyền lại một cái Trương Huyền là phụng mệnh tiến đến cứu người tin tức mà thôi. Andre xem Trương Huyền không nói lời nào, tiếp tục nói, họ Trương, ngươi cho rằng có người cho ngươi chống lưng, chính là ngươi tự tin. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta không nói lời nào,
người trước sau là một cái ngục tốt, không cần lại làm ta nhìn đến người dĩ hạ phạm thượng, đây là thần ẩn hội, không phải ngươi dương oai địa phương. Andre nói xong, xoay người hướng Jason nói, ta cái này mặt người không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn chấp nhặt. Jason hừ lạnh một tiếng, Andre, ngươi phía dưới người thiếu quản giáo, cùng ngươi có trực tiếp trách nhiệm, lúc này đây, ta không cùng các ngươi so đo, tiếp theo, đã có thể không dễ dàng như vậy tính. Yên tâm, nhất định sẽ không có tiếp theo. Andre vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Jason hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, ngươi về sau cho ta chú ý một chút. Kẻ hèn một cái ngục tốt, thật đúng là đem chính mình đương cái gì nhân vật không thành, Khoa Kim, chúng ta đi. Đúng vậy, Khoa Kim thấp hèn đầu, đi theo Jason phía sau, đi ra quán ăn. Andre hướng Trương Huyền làm ra một cái tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt sau, cũng xoay người rời đi. Đường Hào đứng ở nơi đó, xem lo lắng xuông. Ca, ta hiện tại liền đi tìm ta ba, làm hắn đem Andre trước hạ. Đường Hào thanh âm này vừa ra, liền nghe quán ăn ngoại một đạo thanh âm vang lên, thanh âm này ôn hòa, làm người nghe đi lên cảm giác phá lệ thoải mái. Cơm ăn bậy có thể, lời nói không cần nói bậy, hai người xuất hiện đi. U, đang ở trà lau mâm quán ăn lão bản đột nhiên ngẩng đầu, đeo giáo chủ đại giá quang lâm, thật là làm ta này bồng tất sinh huy. Như thế nào không tiến vào ngồi ngồi? Không cần, đeo thanh âm tiếp tục từ quán ăn ngoại vang lên, người nơi này bộ đồ ăn, đều là thu tàng phẩm, không cẩn thận chạm vào hư mấy cái, ta nhưng bồi không dậy nổi, vẫn là ở bên ngoài đứng nhẹ nhàng một chút. Trương Huyền cùng Đường Hào liếc nhau, theo sau chiều quán ăn ngoại đi đến. Vừa ra quán ăn, liền nhìn đến thân xuyên áo bảo trắng đeo đứng ở cửa. Chương 1021, kéo người nhập bọn. 3. Sao ngươi lại tới đây? Đeo khắc đi ra phía trước. Ta không tới, hôm nay đã có thể ra đại sự. Đeo ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, Trương Tiểu Hữu, ngươi lệ khí có chút trọng a, vừa mới Andre chỉ là thử đi chọc giận ngươi, ngươi liền khởi sát tâm, ngươi như vậy, chính là thực dễ dàng bị Andre bắt được cơ hội. Giáo chủ nói chính là, Trương Huyền gật gật đầu, hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng ở tới thần ẩn hội phía trước, Trương Huyền liền lường trước đến lần này thần ẩn hội hành trình sẽ không đơn giản, nhưng tới lúc sau, Trương Huyền phát hiện, thần ẩn hội nội tình sâu, những người này thực lực chi cường, vẫn là viễn siêu hắn tưởng tượng. Liền chính mình vừa mới ở quán ăn nội, bất quá là thoáng toát ra một chút sát ý, đã bị đeo giáo chủ bắt giữ tới rồi, này phân nhạy bén, Trương Huyền tự hỏi kém khá xa, đây là một cái siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đeo chỉ là thần ẩn hội một mảnh khu vực giáo chủ. Ở giáo chủ mặt trên, còn có khác tồn tại, thả không đề cập tới như vậy giáo chủ, ngay cả chính mình vừa mới ăn cơm quán ăn, kia lão bản cũng là cái siêu cấp cao thủ. Nguyên bản Trương Huyền cho rằng, này lão bản thực lực không ở Andre dưới, nhưng hiện tại xem đeo giáo chủ cùng quán ăn lão bản nói chuyện thái độ, này lão bản thực lực, không ở đeo giáo chủ dưới A. Thần ẩn hội trải rộng toàn cầu, ai biết đang âm thầm, ẩn tàng rồi nhiều ít quán ăn lão bản như vậy nhân vật. Ngươi cùng Andre có mâu thuẫn, đeo hướng Trương Huyền hỏi. Trương Huyền gật đầu, ta từ 18 tầng trong địa ngục ra tới, ân, chính là tác tô tư phất lôi sa mạc phía dưới cái kia. Đeo sắc mặt sửng sốt, theo sau đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hô, cái gì? Đeo này một tiếng kinh hô, hoàn toàn không có phía trước đạm nhiên thần sắc, một cổ vô hình chi khí từ trên người hắn hướng chung quanh phát ra, hắn kia một thân màu trắng trường bào, không gió tự động, bay phất phới. Có thể thấy được, Trương Huyền nói ra tin tức này, đối đeo tới nói, có bao nhiêu chấn động. 18 tầng địa ngục, được xưng hữu tử vô sinh chi ngục, từ xưa đến nay, có thể từ 18 tầng trong địa ngục ra tới, chỉ có Trương Huyền một cái. Trương Huyền chủ động cấp đeo nói ra tin tức này, đều không phải là một đầu nhiệt huyết, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hiện tại, Trương Huyền đã hoàn toàn cùng Andre xé rách ra mặt, vậy cần thiết đến tìm một cái tạm thời chỗ dựa. Trương Huyền thân là Andre sở mệnh ngục tốt, hiện tại cùng Andre nháo thành như vậy, phàm là có cái đầu óc người, đều có thể nhìn ra, nơi này tồn tại không ít miêu nị. Andre hiện tại tuy rằng cực lực che giấu Trương Huyền cùng 18 tầng địa ngục bí mật, nhưng ngày đó, đi trước 18 tầng địa ngục người nhiều như vậy, nếu đeo có nghĩ thẩm tra, tuyệt đối có thể điều tra ra. Trương Huyền tưởng thực minh bạch, cùng với làm đeo đến lúc đó tra ra, còn không bằng chính mình chủ động nói ra, như vậy ở phương diện nào đó tới giảng. Còn chiếm cứ một ít quyền chủ động. Cổ có ra cát lượng, cửa thành mở rộng ra, một tay không thành kế,
làm Tư Mã Ý sở không rõ hư thật, lựa chọn lui binh. Hôm nay, Trương Huyền liền noi theo cổ đại tiên hiền, chủ động ném ra chính mình bí mật, đồng dạng làm đeo sở không rõ hư thật, ở đeo sở không rõ Trương Huyền hư thật phía trước, chẳng sợ hắn mơ ước 18 tầng địa ngục bí mật, cũng sẽ không hướng Trương Huyền xuống tay. Ngươi nói, chính là thật sự, đeo lại lần nữa hướng Trương Huyền xác nhận. Trương Huyền hỏi ngược lại, bằng không ngươi cho rằng, ta vốn là thần ẩn hội định ra tội nhân, Andre lại như thế nào sẽ đột nhiên mệnh ta đương kia ngục tốt, trông giữ 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục hạ, rốt cuộc có cái gì? Đeo hô hấp, đều trở nên có chút thô nặng. Thần ẩn hội tuy rằng trông giữ 18 tầng địa ngục, nhưng kia phía dưới đồ vật, đối bọn họ mà nói, vẫn luôn là cái mê, ai cũng không biết kia phía dưới có cái gì, ai cũng không biết kia phía dưới biến thành cái dạng gì, thậm chí không biết, rốt cuộc có như thế nào tồn tại, còn lưu tại phía dưới. Ta không thể nói, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta rời đi 18 tầng địa ngục, cũng có hai người tùy ta cùng nhau rời đi, bọn họ không muốn làm người ngoài biết, đeo giáo chủ, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng bị người nhớ thương thượng đi. Đeo vừa nghe lời này, ánh mắt lộ ra nùng liệt kiêng kỵ, ai ngờ kia 18 tầng địa ngục hạ cất giấu, là cái dạng gì quái vật, đeo tuy rằng tự giữ thực lực cường đại, nhưng cũng không cho rằng chính mình đã tới rồi thiên hạ vô địch nông nỗi. Huống hồ, lùi một vạn bước tới giảng, liền tính đeo cho rằng chính mình đã thiên hạ vô địch, nhưng như cũ không cho rằng, chính mình có thể làm lơ 18 tầng địa ngục năng lực. 18 tầng địa ngục, tuy về thần ẩn hội trông giữ, nhưng nơi đó mặt bị giam giữ nhân, cũng không phải là thần ẩn hội thân thủ trảo đi vào, phàm là nhốt ở địa ngục giữa nhân vật, đều là đương thời kiệt xuất nhất đáng sợ nhất tồn tại. Khó trách Andre vẫn luôn như vậy nhằm vào ngươi, chuyện này, nếu không có ngươi chủ động nhắc tới, ta đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì, nhìn dáng vẻ, này Andre, là muốn độc chiếm bí mật này à. Đeo ánh mắt lộ ra suy tư, nếu không phải lần này ngươi cứu ra đeo khắc, Andre hẳn là đã đối với ngươi xuống tay đi. Cho nên ta yêu cầu một cái minh hữu. Trương Huyền đúng sự thật mở miệng, bí mật này, ta một người thủ không được, Andre mơ ước phía dưới đổ vật, hắn nếu từ ta trong tay không chiếm được, cũng sẽ đi tìm người, ta đảo không sao cả, nhưng ta phía sau, còn có rất nhiều người, ngươi hẳn là điều tra quá ta thân phận. Đeo gật gật đầu, địa ngục cũ vương, lật đổ vương sẽ thống trị, là thế giới ngầm vương giả, sáng tạo thế lực quang minh đảo, không thể không nói, mấy năm nay, ở ngươi dẫn dắt hạ, thế giới ngầm là so dĩ vãng muốn ngừng nghỉ rất nhiều. Quang minh đảo đối ta ý nghĩa, không riêng gì một cái bình thường thế lực đơn giản như vậy, ta và ngươi làm bút giao dịch, ngươi giúp ta bảo vệ quang minh đảo, ta giúp ngươi đáp tuyến, làm ngươi có thể cùng phía dưới người, lưu một chút. Trương Huyền nói, chỉ mặt đất. Đeo khẽ cau mày, ngươi tưởng kéo ta xuống nước, ngươi nên biết, nếu sự tình quan 18 tầng địa ngục, nơi này đồ vật, có bao nhiêu phức tạp. Ta minh bạch, Trương Huyền gật đầu, bất quá lại chuyện phức tạp, chậm rãi loát. Luôn có loát thuận thời điểm, hơn nữa, người thu hoạch cũng càng nhiều, không phải sao. Đeo trầm tư một phen, theo sau hít sâu một hơi, về chuyện này lợi hại, hắn đã lấy cực nhanh tốc độ, ở trong đầu qua một lần, người có thể bảo đảm, ta cùng phía dưới người lưu thượng sao. Tuyệt đối có thể, Trương Huyền gật đầu, bất quá có chuyện, ta yêu cầu trước tiên hướng người xác nhận một chút. Người nói, người thân là giáo chủ, có tư cách mở ra địa ngục nhà giam, đem bên trong người thả ra sao? Trương Huyền hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi đồ vật. Ở địa ngục nhà giam thời điểm, Trương Huyền liền có tiến vào thần ẩn hội ý tưởng, đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn đều theo Andre nói đi nguyên nhân. Mới đầu, Trương Huyền cho rằng thần phạt sử có thể đem người đưa vào địa ngục, cũng có thể mở ra địa ngục đại môn. Kết quả Trương Huyền phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều, này địa ngục, tiến vào đơn giản, ra tới khó, đừng nói thần phạt sử, chính là khống chế sử, cũng vô pháp mở ra địa ngục đại môn. Nếu không Andre, cũng sẽ không như vậy để ý chính mình trên người che giấu bí mật. Chương 1022, ta hy vọng ngươi có thể huấn luyện hắn. Hiện tại, Trương Huyền cùng giáo chủ đưa ra tin tức này, đương hắn nhìn đến đeo giáo chủ lộ ra thần sắc khi, tức khắc liền minh bạch, này mở ra địa ngục nhà giam phương pháp, giáo chủ khẳng định cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một chút. Trương Huyền chịu quá huyền thiên đám người ân điển. Năm đó, Trương Huyền nhân mùa đông một kiện áo bông, nhớ ân 20 năm, hiện tại, huyền thiên đám người đối hắn có đại ân, hắn lại có thể nào không báo. Trương Huyền muốn đem huyền thiên đám người từ nhà giam chung thả ra, làm cho bọn họ nhiều nhìn xem bên ngoài này xuất sắc thế giới, đây là Trương Huyền tới thần ẩn hội lớn nhất mục đích. Giáo chủ thở dài, địa ngục nhà giam,
sự tình quan trọng đại, ta thần ẩn hội chỉ là thay trông giữ, nói thật, theo ta được biết, muốn khai lung thả người, cho dù là hội trưởng đều không thể đơn độc làm được. Ý của ngươi là, Trương Huyền mày gắt gao nhăn lại. Ngươi hẳn là biết, trên thế giới này, có tứ đại đứng đầu thế lực, phân biệt là chúng ta thần ẩn hội, phản tổ minh, thần thánh thiên quốc, còn có các ngươi hẻ oi bức thị tộc, chúng ta sống ở thời đại này, đã có rất nhiều bí tân bị chôn giấu ở lịch sử sông dài giữa, địa ngục nhà giam vì sao mà kiến, vì sao dựng lên, không ai biết được, ta đã từng xem qua điển tịch, địa ngục nhà giam, có 4 đem chìa khóa, phân biệt đặt ở tứ phương thế lực trong tay, thần thánh thiên quốc có một phen, phản tổ minh có một phen, thần ẩn hội có một phen, cuối cùng một phen, ở thị tộc nơi đó, này 4 đem chìa khóa, thiếu một phương, đều không thể mở ra địa ngục nhà giam. Đeo giáo chủ nói đến lúc này, cũng biểu hiện thực bất đắc dĩ. Thiếu một phương đều không thể mở ra, Trương Huyền nghe đeo giáo chủ nói, ý thức được vấn đề phức tạp tính. Cho nên nói, ngươi trên tay nắm giữ bí mật này, thật sự là quá kinh người. Đeo giáo chủ trịnh trọng mở miệng, thực trắng ra nói, hiện tại thế cục, tứ đại thế lực phi thường cân đối, lấy tình huống hiện tại mà nói, liền tính là nổi lên một cái cùng tứ đại thế lực tề bình tồn tại, đều sẽ làm tứ đại thế lực cảm giác được hoảng hốt, huống chi là địa ngục những cái đó khủng bố tồn tại đâu, một khi bọn họ xuất hiện, sẽ ở quá ngắn thời gian nội đảo loạn hiện tại tứ phương thế chân và cục diện, thậm chí lấy những người đó cường hoành, đều có thể đem tứ đại thế lực đạp lên dưới chân cũng nói không chừng. Cho nên, trừ phi là có cực đại nhu cầu, hoặc là có nắm chắc khống chế địa ngục nhà giam người, đại gia mới có thể lựa chọn khai lung. Đeo giáo chủ nói đến lúc này, rất có thâm ý nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, ngươi hiện tại cụ bị điều kiện này, cụ bị một cái, cùng địa ngục phía dưới những người đó nói điều kiện thiên nhiên ưu thế, ta phỏng đoán, bọn họ cũng rất muốn dựa ngươi ra tới đúng không? Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, lần này ra tới kia hai người, là 18 tầng phía dưới lãnh tụ thân tín, bọn họ hiện tại ở đâu, ta cũng không biết, tính thời gian, lại có mấy ngày, bọn họ liền phải phản hồi địa ngục nhà giam. Đến lúc đó, ta muốn lại phóng hai người ra tới. Hảo, đeo giáo chủ đem tay đặt ở Trương Huyền trên vai, tuy rằng ngươi này hồ nước, muốn nhiều hồn có bao nhiêu hồn, nhưng ta còn là lựa chọn tiếp thu đề nghị của ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Đeo tìm không ra, hắn có thể cự tuyệt Trương Huyền lý do, có thể cùng địa ngục phía dưới người tiếp xúc một lần, này đủ để cho đeo giáo chủ tung ra rất nhiều ích lợi, một khi có thể cùng phía dưới người đạt thành nào đó hợp tác, đừng nói đeo giáo chủ. Chỉ sợ cũng liền này tứ đại thế lực thủ lĩnh, đều sẽ trịnh trọng đối đãi, nếu nói đạt không thành hợp tác, đeo lại vô dụng, cũng có thể cùng những người đó tâm sự về luyện khí phương diện sự. Hiện giờ, thiên địa không giống dĩ vãng, có thể luyện khí đến đeo cái này cảnh giới người, mỗi đi một bước, đều phải tinh tế sờ soạng, nếu có tiền nhân có thể chỉ đạo một chút, đối với đeo mà nói, rất có thể muốn thiếu đi nhiều năm đường vòng, thậm chí có thể làm hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn đều nói không chừng. Trương Huyền sắc mặt vui vẻ, hướng đeo ôm quyền nói, vậy đa tạ đeo giáo chủ, ta tạm thời sẽ không cấp Andre cái gì cơ hội thừa dịp, nếu ngươi có thể hộ ta quang minh đảo an nguy, chờ ta giải quyết Andre, ta liền thực hiện hứa hẹn. Có thể, đeo giáo chủ gật đầu, bất quá, ngươi tưởng như thế nào giải quyết Andre. Trương Huyền trong mắt hiện lên một mặt sát ý, không chút suy nghĩ liền trả lời nói, đương nhiên là làm hắn từ trên đời này biến mất. Rất khó, đeo ra tiếng. Ngươi không hiểu thần ẩn hội thể chế, khống chế sự cấp bậc, ở thần ẩn hội bên trong, đã có so cao trình tự, mỗi một người khống chế sự chết, đều sẽ dẫn tới mặt trên đi chú ý điều tra, trừ phi ngươi có nắm chắc vô thanh vô tức xử lý Andre, nếu không, ngươi khẳng định sẽ bị cao tầng theo dõi. Trương Huyền lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc, nga. Kia thỉnh đeo giáo chủ giải thích nghi hoặc. Ha ha, đeo giáo chủ khẽ cười một tiếng, ngươi cũng đừng cùng ta diễn, tuy rằng ngươi cùng đeo khác tuổi xấp xỉ. Nhưng người xã hội lịch duyệt, lão luyện viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, người căn bản là chưa từng muốn động thủ giết chết Andre, ở trước mặt ta nói ra lời này, bất quá là muốn cho ta tới cấp người tìm biện pháp mà thôi, rốt cuộc, ta là hiểu biết thần ẩn hội. Trương Huyền cười cười, không nói gì. Đeo giáo chủ tiếp tục nói, biện pháp, ta có thể cho người tìm, nhưng này trong đó, cũng yêu cầu người xuất lực, 3 tháng sau, sẽ nghênh đón sẽ nội 5 năm một lần bình chọn. Bình chọn. Trương Huyền thực cảm thấy hứng thú, vừa mới dây sân liền cùng Đường Hào nói chút bình chọn gì đó. Đeo giáo chủ giải thích nói, thần ẩn hội trải rộng toàn cầu, tự nhiên cũng sẽ có khu vực một phân, mỗi một người giáo chủ, đều sẽ trưởng quản một mảnh khu vực, đương nhiên, đã có khu vực một phân, kia cũng liền có tốt xấu một phân,
ta trưởng quản thần ẩn hội châu Âu phân bộ, kiêm nhiệm một nửa Tây Bộ lục địa, cho nên, mặc kệ là Andre, vẫn là địa ngục nhà giam nơi kia phiến tắc tô tư phất lôi sa mạc, đều ở ta quản hạt trong phạm vi, mà Mại Lạc, cũng chính là Jason sư phó, trưởng quản một mảnh hoang vắng nơi. 3 tháng sau bình chọn, mỗi một người giáo chủ trưởng quản khu vực sẽ bị một lần nữa phân chia, người hiểu ta ý tứ đi. Trương Huyền nghe xong, xem như minh bạch này cái gọi là bình chọn là có ý tứ gì, gật gật đầu. Đeo giáo chủ nói tiếp, hiện tại, Andre đã cùng Mại Lạc đáp thượng tuyến, Mại Lạc mơ ước ta sở trưởng quản châu Âu khu vực, nếu 3 tháng sau, ta bị từ khu vực này hoa đi, ngươi cũng liền trở thành trên cái thất thịt cá, cho nên ta hy vọng ngươi, có thể tại đây 3 tháng nội, đối đeo khắc, tiến hành một lần huấn luyện, liền dùng các ngươi quang minh đảo kia một bộ, ma quỷ huấn luyện. Trương Huyền cười, nhìn dáng vẻ, ngươi đối chúng ta quang minh đảo hiểu biết không ít a. Thần ẩn hội tồn tại, là giữ gìn thế giới ngầm hòa bình cùng ổn định, các ngươi quang minh đảo, tự nhiên sớm tại chúng ta chú ý phạm trù trong vòng. Đeo giáo chủ không chút nào che giấu nói, ta biết các ngươi kia huấn luyện phương thức, tuy rằng đối đeo khắc thực lực sẽ không có quá lớn tăng lên, nhưng nếu có thể từ cái kia huấn luyện ra tới, đối hắn tâm tính, sẽ là một cái thiên đại chuyển biến. Chương 1023, đeo khó xử. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không rõ, lấy thực lực của ngươi, nếu huấn luyện đường hào nói, hiển nhiên muốn so đem hắn giao cho ta hiệu quả hảo, hơn nữa, các ngươi giáo chủ phân chia khu vực, quan đường hào bọn họ chuyện gì. Thần ẩn hội truyền thừa, đeo giáo chủ mở miệng, thần ẩn hội truyền thừa đến nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử, trừ bỏ thừa kế bên ngoài, ngươi cho rằng còn có cái gì truyền thừa, có thể tồn tại lâu như vậy thời gian. Mỗi một người giáo chủ, đều sẽ bồi dưỡng chính mình người nối nghiệp thành tựu, đem quyết định cái này giáo chủ ở sẽ chung địa vị, bình chọn qua đi, giáo chủ môn đồ, cũng muốn dần dần đi quen thuộc giáo chủ chức trách, chờ đợi tiếp nhận chức vụ, ta không có quảng thu môn đồ, chỉ có đeo khắc một người kế thừa ta y bát, hiện tại đeo khắc đã trưởng thành, hắn sẽ tham gia lần này bình chọn, kỳ thật nói trắng ra là, lần này bình chọn, chính là lựa chọn tương lai giáo chủ. Đeo giáo chủ đem ánh mắt phóng tới đeo khắc trên người, dừng một chút, lại lần nữa ra tiếng, đến nỗi ngươi nói ta vì cái gì không tự mình huấn luyện hắn, đạo lý rất đơn giản, ta không đành lòng, nếu ta nhẫn tâm nói, hắn cũng sẽ không chỉ có hiện tại như vậy gầy yếu thực lực, nếu ta nhẫn tâm nói, ngươi chứng kiến đến đeo khắc, cũng không phải là hiện tại như vậy nhậm người khi dễ bộ dáng. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, ngươi biết ngươi nói ma quỷ huấn luyện, ý nghĩa cái gì sao? Ta hoàn toàn biết, làm người sợ hãi 50% tỷ lệ tử vong. Đeo giáo chủ gật đầu, nhưng ta càng minh bạch, nếu đeo khắc không chịu đến thay đổi, lần này bình chọn, hắn giống nhau sẽ chết, cho nên ta tình nguyện làm hắn ở trưởng thành chung chết, cũng không nghĩ cùng ngày bị người nhục nhã đến chết. Này cũng trách ta, này 20 năm qua, không có kết thúc một cái phụ thân nên có trách nhiệm, bất quá, đứa nhỏ này có thể ở cái kia luyện ngục sống đến bây giờ, ta tin tưởng, các ngươi ma quỷ huấn luyện, hắn cũng có thể căng qua đi. Đeo giáo chủ nói đến này, thực vui mừng nhìn Đường Hào liếc mắt một cái. Trương Huyền cũng là nhận đồng gật gật đầu, Đường Hào ở luyện ngục một mình sinh hoạt đã hơn 1 năm, tuy rằng nghe đi lên đơn giản, liền giấu ở phòng thí nghiệm, nhưng đã hơn 1 năm, ngăn cách với thế nhân, không có một cái có thể người nói chuyện, không biết chính mình khi nào sẽ chết, mỗi ngày đối mặt những cái đó tàn bạo thực nghiệm thể, trong đó tinh thần áp lực, so trực tiếp thêm tại thân thể thượng áp lực còn muốn khủng bố nhiều. Đeo giáo chủ một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, 3 tháng sau bình chọn, nếu ta có thể tiếp tục đảm nhiệm châu Âu phân bộ giáo chủ, ta nhưng bảo ngươi vô ưu, Andre, ta cũng sẽ giúp ngươi diệt trừ, nhưng nếu ta bảo không được vị trí này, chúng ta nói hết thảy, đều chỉ là nói suông. Trương Huyền cười nói, giáo chủ đại nhân, ngươi đây là muốn lấy ta đương thương xử a? Ngươi kéo ta chảy vũng nước đục này, ta bắt ngươi đương thương, hai ta lẫn nhau huề nhau, ai đều không nợ ai, còn nữa, ngươi giúp ta, cũng là giúp ngươi chính mình, không phải sao? Thành giao, Trương Huyền hướng đeo giáo chủ vươn tay. Kia kế tiếp 3 tháng, liền giao cho ngươi, đeo giáo chủ cầm Trương Huyền tay. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không có tất yếu tại đây tiếp tục lãng phí thời gian. Trương Huyền mở miệng nói, 3 tháng, nghe đi lên thời gian khá dài, bất quá đối với ma quỷ huấn luyện tới nói, thời gian có vẻ thực gấp gáp. Ngươi yên tâm, tại đây đoạn thời gian, ngươi kia tòa đảo, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, mà hè oi bước bên kia. Ngươi cũng cứ yên tâm đi, cửu cục tuy rằng so ra kém tứ đại thế lực, nhưng bọn hắn át chủ bài, cũng tuyệt phi ngươi có thể tưởng tượng, Andre không dám phái người đi hè oi bức tìm người nhà ngươi phiền toái,
người đại nhưng buông sở hữu nỗi lo về sau. Đeo giáo chủ vỗ bộ ngực hướng Trương Huyền bảo đảm. Hảo, vậy làm phiền giáo chủ đại nhân. Trương Huyền lại lần nữa ôm quyền tạ nói. Ân, đeo giáo chủ rất có thâm ý nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Người lần này tạ, nhưng thật ra nhiều bao hàm vài phần chân thành. Phía trước ngươi tuy rằng một ngụm một cái giáo chủ đại nhân, nhưng ở ngươi trong mắt, cũng không có đem ta cái này giáo chủ để vào mắt đi. Thậm chí hướng lớn nói, ngươi liền thần ẩn hội, cũng chưa để vào mắt. Ngươi người này, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, như một bãi nước lặng. Trên thực tế, này một bãi nước lặng phía dưới, ẩn núp chính là một con cự thú, ta thậm chí có dự cảm. Này tứ đại thế lực cân đối cục diện, rất có thể sẽ bởi vì ngươi tiểu tử này, xuất hiện nào đó biến động a. Đeo giáo chủ liền không cần phủng sát ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta chính mình là người nào, ta rất rõ ràng, tứ đại thế lực, ta không nhiều lắm tưởng, nếu không có nhiều như vậy đánh giám, ta chỉ nghĩ cùng lão bà của ta đãi ở bên nhau, quá quá chúng ta tiểu nhật tử. Không, đeo ánh mắt một chút ngưng trọng lên, trên thế giới này, thật là có mệnh tồn tại, ngươi mệnh, không phải bình phàm mệnh, tiểu nhật tử không phải thuộc về ngươi. Trương Huyền đánh gãy đề tài, ha ha, đeo giáo chủ. Này đó chúng ta có thời gian lại lưu đi, hiện tại thời gian cấp bách, người nhi tử, ta liền mang đi a. Giao cho ngươi, 3 tháng sau, ta sẽ làm người thông chi ngươi bình chọn địa điểm. Đi, Trương Huyền một phen nắm Đường Hào bả vai, đi nhanh chiều trấn nhỏ ngoại đi đến. Đeo nhìn chính mình nhi tử rời đi bóng dáng, thở dài, đeo khắc, hy vọng ngươi có thể đi theo vị này địa ngục quân vương bên người, học được điểm đồ vật đi, giáo chủ y bát, không phải dựa nhân từ tới kế thừa, ta. Đeo trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, này một ngụm máu tươi, còn không có rơi xuống đất, đã bị đeo dùng khí ngưng lại, thuần thục từ cổ tay áo lấy ra một cái chai, lấy khí đem này đó huyết rót vào trong bình, sau đó thu hảo. Đeo lau khóe miệng vết máu, cười khổ một tiếng, nếu không có 2 năm trước bị phản tổ Minh đánh lén, thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm thả ngươi một người mất tích 1 năm lâu, ta hộ ngươi tiểu, nhưng về sau lộ. Còn phải chính ngươi đi đi, địa ngục quân vương, nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a, ta liền như vậy một cái nhi tử, ngươi nếu có thể làm hắn trưởng thành, ta liều mạng, cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn. Một trận phi cơ trực thăng, ở đặt chân trấn bên cạnh cất cánh, mục đích địa lựa chọn ở khoảng cách nơi này gần nhất một cái sân bay. Ngồi ở trên phi cơ, cabin hoàn toàn phong bế, nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, chỉ có thể nghe được cánh quạt tạp âm không ngừng lên đỉnh đầu phía trên vang lên. Trương Huyền trong đầu, không khỏi hồi tưởng khởi đeo giáo chủ vừa mới lời nói. Trương Huyền khóe miệng, không cấm chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, ta thật là tưởng cùng lão bà của ta an an ổn ổn quá một ít nhật tử, nhưng ngươi nói cũng không tồi, ta sẽ không cam tâm liền như vậy đi qua ta tiểu nhật tử, nếu muốn quá, cũng là đem cái gọi là tứ đại thế lực, toàn bộ đạp lên dưới chân, lại đi quá, lũng tây lý thị thù, ta đời này đều sẽ không quên. Bọn họ gây ở Tần Nhu trên người hết thảy, ta sẽ làm bọn họ gấp bội còn trở về. Ngồi ở khoảng cách Trương Huyền cách đó không xa Đường Hào, thân thể đột nhiên đánh cái bệnh sốt rét, liền ở vừa mới, hắn cảm giác được một cổ làm hắn tim đập nhanh đồ vật, rồi lại không thể nói tới cụ thể là cái gì. Chương 1024, Sa mạc Chi Thành. Quang Minh đảo ma quỷ thí luyện. Cái này thí luyện, dưới mặt đất thế giới giữa, truyền thật sự thịnh. Có người nói. Hành tẩu tại thế gian địa ngục hành giả, tất cả đều tiếp thu quá như vậy thí luyện. Đều nói, sở dĩ địa ngục hành giả được xưng là địa ngục hành giả, là bọn họ có thể từ thí luyện chung bò ra tới, nơi đó, liền có thể so với địa ngục. Nhưng thực tế thượng, địa ngục hành giả sở đã chịu thí luyện, đều không phải là chân chính ma quỷ thí luyện, kia chỉ là ma quỷ thí luyện yếu bất bản mà thôi. Chân chính ma quỷ thí luyện, sao có thể, có như vậy nhiều người thông qua đâu? 50% tỷ lệ tử vong, thật sự là quá nghe rợn cả người, lựa chọn tiến vào thí luyện, chẳng khác nào đem sinh tử không để ý. Có người từng chuyên môn hỏi qua một cái từ ma quỷ thí luyện ra tới người, muốn biết ma quỷ thí luyện kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Được đến đáp án là, đầu tiên, thỉnh các người rời xa ta 5 mét bên ngoài, 5 mét nội khoảng cách, đối ta mà nói là nguy hiểm khoảng cách, là có thể công kích phạm vi, xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy, mà là ở thí luyện trong lúc. Này đã trở thành ta bản năng, tiếp theo, về bên trong đồ vật, ta thật sự đã nhớ không rõ, ta chỉ có thể may mắn ta từ nơi đó tồn tại ra tới, nơi đó không nên thuộc về nhân loại, thực đáng tiếc, ta không thể cùng các ngươi nói quá nhiều, ta ước bác sĩ tâm lý đã tới rồi. Cái này phỏng vấn,
chỉ có ngắn ngủn một đoạn lời nói. Theo sau, phỏng vấn người thấy được đối phương sở ước bác sĩ tâm lý tới thời điểm, là xuyên suốt một bộ cao cường độ phòng hộ dụng cụ, hơn nữa tại tiến hành tâm lý cố vấn thời điểm, là đem hai người dùng một mặt cao cường độ chống đạn pha lê cách ly khai. Khoảng cách tiếp thu phỏng vấn, người này đã từ ma quỷ thí luyện ra tới gần một năm thời gian, thả thân phận của hắn, là một người du lịch ở vô tận hải dương thượng hải tặc, một cái nhất đẳng ngầm thế lực lãnh tụ. Có thể đem một cái giết người không chớp mắt hải tặc, hoàn toàn ma thành cái dạng này, khiến cho hắn tinh thần tiếp cận hỏng mất bên cạnh, có thể thấy được, này cái gọi là ma quỷ thí luyện, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, như cũ có rất nhiều người, nghĩ mọi cách, đều phải tham gia quang minh đảo ma quỷ thí luyện, bởi vì ma quỷ thí luyện, thật là có thể triệt triệt để thay đổi một người, từ trong tới ngoài, từ thân thể thượng, đến tinh thần thượng. Ban đầu, ma quỷ thí luyện, chỉ là quang minh đảo dùng để đào tạo người một nhà, đến sau lại, mỗi một lần ma quỷ huấn luyện, đều sẽ có rất nhiều thế lực tiến đến tham gia, quang minh đảo cũng không bùn xỉn, đơn giản khiến cho đại gia, cùng nhau tham gia. 2 tháng 14 hào, lễ tình nhân ngày này, quang minh đảo tuyên bố một cái tin tức, đến thế giới các đại địa hạ thế lực. Ma quỷ thí luyện, đem ở 3 ngày sau bắt đầu, muốn tham gia ma quỷ huấn luyện, cần ở trong vòng 3 ngày, đuổi tới thí luyện đảo, 3 ngày sau, thí luyện đảo hoàn toàn phong tỏa. Hè oi bức lưỡi dao sắc bén, một cái thuộc về hè oi bức phía chính phủ ngầm nhất đảng thế lực, bất đồng với cửu cục siêu nhiên tồn tại, lưỡi dao sắc bén sẽ tuân thủ thế giới ngầm quy củ, cũng sẽ giải quyết một ít thuộc về thế giới ngầm vấn đề. Lưỡi dao sắc bén tuyển chọn, là từ cả nước các nơi rút đi tinh anh, cùng nhau huấn luyện, tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ có số ít mấy cái, có thể tiến vào lưỡi dao sắc bén giữa. Hàn đội, người thật sự muốn tham gia lần này ma quỷ thí luyện sao? Kia chính là sẽ chết người a. Sợ chết, liền sẽ không tới lưỡi dao sắc bén, nên xuất phát. Thuộc về lưỡi dao sắc bén chuyên dụng sân bay thượng, một thân chiến thuật phục Hàn Ôn Nhu có vẻ anh tư táp sảng, nàng nhìn mắt phía sau đông đảo lưỡi dao sắc bén đội viên, lần này đi trước thí luyện đảo, tham gia ma quỷ thí luyện, sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào, đi, không ai sẽ khen ngươi, bởi vì ngươi là chính mình đi tìm chết, không đi, cũng không ai sẽ đi cười nhạo ngươi, bởi vì ngươi lựa chọn một cái sáng suốt con đường, các ngươi có người nhà, có ái nhân, có lý tưởng, có tương lai, nhưng các ngươi muốn ở đi sau đổi ý. Xin lỗi, ta Hàn Ôn Nhu, sẽ cái thứ nhất băng rồi ngươi, mà quỷ thí luyện đại biểu chính là cái gì, ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng, hiện tại, các ngươi tự hành lựa chọn đi, bước ra này một bước, liền không có đường rút lui. Hàn Ôn Nhu nói xong, khi trước bước lên ngừng ở trước mặt phi cơ. Đi theo Hàn Ôn Nhu phía sau lưỡi dao sắc bén đội viên, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ở biết được quang minh đảo ma quỷ thí luyện muốn khai triển sau, lưỡi dao sắc bén ở trước tiên liền phát hạ thông chi, hiện tại đi theo Hàn Ôn Nhu phía sau những người này, đều là tự nguyện lựa chọn tham gia ma quỷ thí luyện. Mọi người liếc nhau sau, có người nghĩa vô phản cố đi theo Hàn Ôn Nhu bước lên phi cơ, có người bắt đầu do dự, có người, tắc đánh lên lui chống lớn. Tác tô từ phất lôi sa mạc giữa. Nguyên bản một mảnh biển cát, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn đại biến dạng. Hiện tại nếu lại nói nơi này là sa mạc, lần đầu tiên tới người, khẳng định là không tin. Cát đất hoàn cảnh, ở phí lôi tư gia tộc cường đại tiền tài hạ, đã hoàn toàn bị thay đổi, nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành một tòa sắt thép thành thị. Khoảng cách cải biến nơi này, bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, đã đứng lên quá nhiều cao ốc building, nguồn năng lượng trạm, tín hiệu tháp, nơi này liền cùng bình thường thành thị không có khác nhau. Thành thị bốn phía, nhổ trồng tới mấy vạn che trời đại thụ. Tới chống đỡ nơi này gió cát, tuy rằng quang nhổ trồng tiền chính là một cái con số thiên văn, nhưng hiển nhiên, tiền loại đồ vật này, căn bản là không phải quang minh đảo yêu cầu suy xét. Có người trong lúc vô ý phát hiện thành phố này, thậm chí lựa chọn tới thành phố này mua phòng. Làm rất nhiều ngầm thế lực kỳ quái chính là, quang minh đảo, thế nhưng đồng ý làm những cái đó người thường đem phòng mua ở chỗ này, giá cả tương đương thấp, chỉ cần không đến 2 vạn Magi Kim, hơn nữa đem phòng mua ở chỗ này người. Quang minh đảo còn sẽ vì này cung cấp công tác, thả đãi ngộ xa xỉ. Hành vi này, hiển nhiên không riêng gì ngầm đồng ý người thường tại đây mua nhà, càng là biến tướng hấp dẫn thường trú dân cư A. Một cái ở sa mạc thành thị, chính là bởi vì như vậy đãi ngộ, ở ngắn ngủn thời gian nội, thế nhưng vì thành phố này, đưa tới thượng vạn dân cư. Bất quá này cũng không khó lý giải, tác tổ từ phất lôi sa mạc nơi địa phương, bản thân nhân dân sinh hoạt trình độ liền rất nghèo khó. Cho dù là một tòa kiến ở sa mạc giữa sắt thép thành thị,
cũng so đại đa số địa phương sinh hoạt điều kiện muốn hảo rất nhiều, đặc biệt là ở vào nơi này không xa Hoàng Kim Thành, bởi vì thành phố này xuất hiện, Hoàng Kim Thành dân cư sói mòn gần 1/3. Đương những cái đó ngầm thế lực phát hiện người thường đều có thể tới mua phòng thời điểm, bọn họ cơ hồ ở trước tiên, liền dũng hướng về phía nơi này, ở chỗ này mua sắm một bộ phòng, cư trú xuống dưới. Phải biết rằng, này tòa sa mạc thành thị phía sau màn người, kia chính là Quang Minh đảo A, kia chẳng phải là nói, chỉ cần ở tại nơi này, liền tương đương với có được một đạo bùa hộ mệnh. Đương chính mình cùng đường hết sức, chỉ cần hướng tòa thành này một trốn, kia ai còn dám ở Quang Minh đảo hai đầu bờ ruộng thượng nháo sự. Có cách nghĩ như vậy người, không ở số ít, này cũng liền dẫn tới, như vậy một tòa sa mạc chi thành, ở mấy ngày thời gian nội, sở hữu nơi ở, toàn bộ bị trào hàng không còn. Tới mua người, tuyệt đại đa số, đều đến từ ngầm thế lực. Chương 1025, ta cần thiết đi. Vốn dĩ, này đó ngầm thế lực người cho rằng, chính mình ở sa mạc chi thành mua một bộ phòng, liền có thể an tâm trụ hạ. Ai từng tưởng, Quang Minh đảo đột nhiên hạ quy định, muốn ở chỗ này cư trú, nhất định phải ở chỗ này công tác. Nếu không, mua phòng tiền trở về, phòng ở cũng thu hồi đi. Này một quy định vừa ra, những cái đó người thường đảo không có gì, bọn họ còn hy vọng có công tác đâu, nhưng lại cấp những cái đó ngầm thế lực người khó hỏng rồi, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tìm tới những người này, thay thế công tác. Kết quả, Quang Minh đảo lại nói, chỉ có phòng chủ mới có thể công tác. Thả bởi vì sa mạc chi thành vật tư thiếu thốn nguyên nhân, chỉ có phòng chủ, mới có thể trường kỳ cư trú. Này một cái quy củ, lập tức đem những cái đó ngầm thế lực thủ lĩnh kế hoạch cấp quấy dày, vô pháp trường kỳ cư trú. Về sau thật muốn chọc phải cái gì phiền toái, kia khẳng định là muốn trường kỳ cư trú A. Có chút người không có biện pháp tiếp thu, lựa chọn rời đi, lui mà cầu thứ thay đổi người tới mua phòng, nghĩ mặt sau nhiều ít có thể đương cái chỗ tránh nạn, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Mà có một số người, còn lại là trực tiếp lựa chọn tại đây mua phòng. Thế cho nên, này tòa sa mạc chi bên trong thành, xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Một cái đơn giản thủy tinh công nghiệp xưởng nội, một người ngầm nhị đẳng thế lực lãnh tụ là một cái tổ trưởng, mà một cái nhất đẳng thế lực lãnh tụ, trở thành một cái tiểu công, này công tác đều là Quang Minh đảo an bài, muốn đổi mới, chỉ có thể hướng Quang Minh đảo xin. Công tác thời điểm, còn sẽ có Quang Minh đảo người tuần tra. Tên kia nhị đẳng ngầm thế lực lãnh tụ phát ra mệnh lệnh, Bruno, người đi đem vừa tới kia phê cương kiểm kê một chút. Cái này Bruno, là một cái khác nhất đẳng thế lực lãnh tụ. Đương tên này nhị đẳng thế lực lãnh tụ hạ xong mệnh lệnh sau, vội vàng chạy chậm lại đây, thấp giọng nói, Bruno lão đại, ta chính là làm bộ dáng, ngươi nhưng đừng thật sự a, từ từ này phê vật liệu thép ta đi điểm là được, ngươi tìm một chỗ uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút. Kết quả Bruno nghe được lời này, vội vàng xua tay, đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng, ở chỗ này, ngươi là ta đại ca, ngươi nhưng đừng cho ta cơ hội làm ta lợi dụng sơ hở a. Nếu bị Quang Minh đảo người biết, đêm nay phải đem ta đuổi ra ngoài, đại ca, ngươi nếu còn nhìn chúng tiểu đệ nói, liền cho ta nhiều an bài điểm sống, chờ ta tấn chức lên rồi, là có thể đem lão bà hài tử đều tiếp nhận tới, nghe nói Quang Minh đảo chuẩn bị cái trường học, ta muốn đem hài tử đưa vào đi, về sau vậy vô ưu vô lự. Bruno nói xong lời này sau, vội vàng qua đi kiểm kê kia phê vật liệu thép. Như vậy một màn, chỉ là toàn bộ sa mạc chi thành hoàn cảnh chung vẽ hình người mà thôi, chuyện như vậy, cơ hồ mỗi cái địa phương đều ở phát sinh. Đương nhiên, cũng có người bày ra thế giới ngầm lãnh tụ cái giá, kết quả bị Quang Minh đảo không lưu tình chút nào đuổi đi ra ngoài, hơn nữa nói rõ, nháo sự giả, vĩnh không được vào thành, hơn nữa, sẽ bị Quang Minh đảo coi là địch nhân. Lần này, nhưng đem những cái đó thế giới ngầm lãnh tụ cấp sợ hãi, bị Quang Minh đảo coi là địch nhân, kia ngủ đều ngủ không an ổn a. Ở sa mạc chi thành trên đường phố, một người ngầm nhất đẳng thế lực lãnh tụ, đẩy một cái toa ăn, mặt lạnh, hè oi bức ăn vặt mặt lạnh, cùng đảo chủ đến từ cùng cái quốc gia, mặt lạnh. Mặt lạnh ăn vặt quán đối diện, còn có một cái dưa hấu quán, như cũ một người thế giới ngầm lãnh tụ giao hàng, dưa hấu. Cùng quân vương đến từ cùng cái địa phương dưa hấu. Sản tự quân vương quê nhà, tới nếm thử chứ danh Selen Sa Dưa. Một đám dưới mặt đất thế giới có uy tín danh dự nhân vật, giờ phút này lắc mình biến hóa, trở thành đầu đường người bán rong. Một người tóc đỏ nữ nhân, đi ở sa mạc chi thành trên đường phố, ở nữ nhân bên người, còn đi theo một cái tóc vàng nam nhân. Tóc vàng nam nhân đối tóc đỏ nữ nhân có vẻ thực cung kính. Eugenia đại nhân, những người này thân phận tra được,
phần lớn đều thuộc về một ít ngầm thế lực. Này tóc đỏ nữ nhân, đúng là ở đặt chân chấn, châm ngòi Trương Huyền cùng Jason quan hệ Eugenia, Andre thủ hạ thần phạt xử. Hừ, Eugenia hừ lạnh một tiếng, hắn Trương Huyền làm như vậy, đơn giản là muốn đồng hóa này đó ngầm thế lực, trực tiếp thu người, sẽ khiến cho còn lại thế lực bắn ngược, chúng ta thần ẩn hội cũng sẽ nhúng tay, nhưng bọn hắn làm như vậy nói, chúng ta thần ẩn hội cũng tìm không thấy cái gì thích hợp lý do. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Tóc vàng nam nhân có vẻ có chút nôn nóng, này Trương Huyền, thân là ngục tốt, lại có dị tâm tồn tại, chiếu như vậy đi xuống, không ra một năm thời gian, trên thế giới đại bộ phận ngầm thế lực, đều sẽ biến thành quang minh đảo. Eugenia khinh thường cười, con kiến, chẳng sợ tụ lại nhiều, như cũ là con kiến, không có khả năng đối người khổng lồ sinh ra uy hiếp, một đám con kiến mà thôi, tụ ở bên nhau, lại có thể thế nào, huống hồ, hắn họ Trương, cũng sống không được lâu như vậy. Chỉ cần làm rõ ràng trên người hắn cấm chế là cái gì, hắn liền sẽ biến thành một khối thi thể. Lúc trước Trương Huyền cấp Andre giải thích là, địa ngục nhà giam người đem hắn trở thành một cái lời dẫn, muốn bài trừ địa ngục nhà giam phong tỏa, nhưng quá trình xảy ra vấn đề, làm Trương Huyền có thể tùy ý ra vào địa ngục nhà giam, cũng có thể tùy ý dẫn người ra vào, càng là có nào đó thủ đoạn, có thể hạn chế trong địa ngục tù phạm, cho nên, Andre mới không có giết Trương Huyền. Vẫn luôn tưởng từ Trương Huyền nơi này làm rõ ràng chuyện này. Ban đầu, Andre là tưởng cấp Trương Huyền tới mềm, làm Trương Huyền đầu nhập hắn dưới trướng, kết quả hiện tại xé rách ra mặt, Andre, liền nghĩ đến ngạnh, nếu chính ngươi không nói, ta đây có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói. Ở Quang Minh đảo trung tâm lâu đài cổ trung, lão Pistay cầm một số liệu văn kiện, mặt trên là ngày này sa mạc chi thành tân nhập trú dân cư số lượng, cùng với mỗi người thân phận bối cảnh. Pistuk. Hôm nay số liệu thế nào? Thân xuyên một thân áo đen tổ hiển từ một bên đi tới, khách khí hướng lão Pis hỏi. Quân vương các hạ, người thỉnh xem. Lão Pis đem trong tay văn kiện đưa cho tổ hiển, cũ vương đại nhân kế hoạch thực hành phi thường hảo, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu 30% ngầm thế lực, nếu không có sai lầm nói, cái này số liệu, cuối cùng có thể mở rộng đến 70%. 70%, đây là một cái phá lệ khủng bố số liệu. Toàn cầu 70% ngầm thế lực, đó là cái gì khái niệm? Tổ hiển gật gật đầu, Pistuk, chuyện này, ta không có tham dự, không phải thực hiểu, nếu là Trương Tiên Sinh chế định kế hoạch, chuyện này liền phiền toái ngươi nhiều tốt nhất tâm, Trương Tiên Sinh truyền đến tin tức, mà quỷ thí luyện muốn bắt đầu, ta tính toán tham gia, sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ngươi muốn tham gia ma quỷ thí luyện, Pistuk cả kinh, theo sau lắc đầu, này không được, ngươi là quang minh đảo chủ, ma quỷ thí luyện. Cái gì đều khả năng phát sinh, lấy thực lực của ngươi qua đi, quá nguy hiểm, ngươi biết, một khi ngươi chết ở thí luyện giữa, ý nghĩa cái gì sao? Ngươi đại biểu, không phải ngươi cá nhân, mà là toàn bộ quang minh đảo. Tổ hiển hít sâu một ngụm, ta minh bạch, nhưng Pistuk, ta đã quyết định, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ đi. Chương 1026, cùng ngoại giới tương đồng. Ngươi không thể đi, lão Pis duỗi tay ngăn ở tổ hiển trước người. Tổ hiển nhìn chằm chằm lão Pis, Pistuk, nếu ta nhất định phải đi đâu? Lão Pis lại lần nữa nhắc lại, người đại biểu chính là Quang Minh Đảo. Không phải chính ngươi, lần này thí luyện tỷ lệ tử vong ở 50%, ngươi căn bản không hiểu nơi đó mặt có bao nhiêu đáng sợ, huống hồ lần này thí luyện, càng là bất đồng với dĩ vãng, có dấu ở âm thầm thế lực sẽ nhúng tay, bọn họ sẽ bắt ngươi làm văn. Pistuk, ta ý đã quyết, tổ hiển đẩy ra Pis ngăn ở chính mình trước người tay. Trương Tiên Sinh nếu đem đảo chủ một vị giao cho ta, trên đảo này, chính là ta nói tính, ngươi có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể đối ta phát ra mệnh lệnh, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ chính mình thân phận. Tổ hiển nói xong, đi nhanh về phía trước, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại, còn có, ta không giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy suy nhược. Pis thở dài một hơi, lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Đương tổ hiển rời đi sau, bạch trì thân ảnh, xuất hiện ở phòng trước cửa. Pistuk, người khuyên hắn không có ý nghĩa, hắn này hơn 20 thiên, tự mình bồi dưỡng một ít tử sĩ, lần này đi thử luyện, đơn giản chính là tưởng đạt tới nào đó mục đích mà thôi, hắn cho rằng này đó tử sĩ có thể hộ hắn an toàn, thật sự là ấu trí buồn cười. Pist không có tiếp tục đang nói cái này đề tài. Đúng rồi, lão đại đã trở lại, Bạch Trì đột nhiên nói. Đã trở lại, ở đâu, Pist cả kinh, chợt lộ ra vui mừng, ăn Tết khi, bọn họ đều ở Ngân Châu đợi. Sơ bảy ngày đó đi tìm Trương Huyền, kết quả bị Lâm Thanh Hạm báo cho, Trương Huyền đã rời đi.
Trương Huyền này vừa đi, chính là hơn phân nửa tháng, trong lúc ai đều liên hệ không đến hắn, làm Peace đám người cũng là lo lắng không thôi. Hiện giờ, Trương Huyền bình an trở về, làm Peace vui sướng không thôi. Peace vội vàng hỏi, khi nào trở về, ta như thế nào không biết. Bạch Trì giải thích nói, lão đại ai cũng không có thông chi, một người chạy đến cấm địa đi, ngươi ngày hôm qua không phải hỏi ta như thế nào đột nhiên mở ra ma quỷ thí luyện sao, chính là lão đại cho ta biết. Ngươi biết Tiểu Huyền tính toán làm gì sao? Peace nghi hoặc, hắn không rõ, Trương Huyền vì cái gì đột nhiên thông chi mở ra thí luyện. Bạch Trì lắc lắc đầu, ta cũng không biết lão đại là cái gì an bài, hắn làm chúng ta ai đều đừng đi tìm hắn, hắn từ cấm địa ra tới sau, liền sẽ trực tiếp rời đi. Peace nhíu mày, suy tư nói, Tiểu Huyền hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Quang Minh đảo cấm địa, chính là Trương Huyền lúc ấy phân chia ra tới địa ngục nhà giam nhập khẩu. Địa ngục nhà giam nội. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, lão tử còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Thấp bé nam nhân phát ra một tiếng cười to, đúng là lúc trước Trương Huyền mới vào địa ngục nhà giam khi, mang theo Trương Huyền người nọ. Chính là, lâu như vậy cũng chưa trở về, tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi đem nhân ra đều đã quên. Sóng tỷ trắng Trương Huyền liếc mắt một cái. Địa ngục giữa, này đó lão quái vật nhóm tất cả đều nói một ít câu oán hận. Quái Trương Huyền lâu như vậy đều không tới xem bọn họ, nhưng nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng xem bọn họ ánh mắt, không có một cái là thật sự đi trách tội Trương Huyền, mỗi người trên mặt, đều tràn ngập ý cười. Trương Huyền duỗi tay gãi gãi đầu, ở đây này đó, tất cả đều là tiền bối của hắn, thà có ân với hắn, lúc trước hắn ở chỗ này, mọi người tận tâm tận lực bồi hắn luyện chiêu, trợ hắn tăng lên thực lực. Hảo, các ngươi những người này, một đám miệng đều nhạc khép không được. Còn tại đây trách tội Trương Huyền, ngoại giới việc nhiều, hắn có thể ngẫu nhiên trở về xem chúng ta một lần, đã là trọng tình trọng nghĩa. Huyền Thiên vung tay lên, xem Trương Huyền trong mắt, cũng toàn là vui mừng. Huyền Thiên lão đại, chúng ta không phải tại đây quá nhàm chán sao, Tiểu Huyền lần trước lấy tới vài thứ kia, chúng ta tất cả đều xem xong rồi, Tiểu Huyền, cái kia về nhà còn có hay không a, thật là đẹp mắt. Sóng tỷ cầm iPad tiến đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền cười ha ha một tiếng. Các vị tiền bối, lúc này đây, các ngươi đã có thể sẽ không nhàm chán, nhìn xem ta cho các ngươi mang đến cái gì. Trương Huyền dọn ra một cái đại cái dương, trong dương, thả mấy trăm bộ di động. Trương Huyền mở miệng nói, hiện tại, nhà giam phía trên đã kiến hảo tín hiệu tháp, tín hiệu hiện tại đã có thể truyền bá tiến vào. Trương Huyền nói đến này, cầm lấy di động, về sau, các ngươi chỉ cần có thể cầm cái này tiểu ngoạn ý, là có thể tùy thời hiểu biết bên ngoài phát sinh hết thảy sự tình. Có thể lên mạng, xem video, đúng rồi, ta thủ hạ người thành lập một cái quốc tế cơm hộp công ty, chuyên môn cho các người phục vụ, các người muốn mua cái gì tân đồ vật, tỉ như quần áo mới gì đó, đều có thể trực tiếp từ trên mạng chọn lựa, chuyển phát nhanh lại đây, ân. Cụ thể ý tứ liền cùng trước kia tiêu cục giống nhau, bất quá tốc độ càng mau, cùng ngày mua, ngày hôm sau là có thể đến hóa, đến lúc đó liền phiền toái đại gia đi đỉnh tầng tiếp một chút. Quần áo mới, sóng tỉ vừa nghe lời này. Đôi mắt tức khắc liền phát sáng. Trương Huyền một trận vô ngữ, quả nhiên, nữ nhân đối loại sự tình này vật, mặc kệ tuổi bao lớn rồi, đều không có cái gì sức chống cự, xuyên không quan trọng, cần thiết đều đến xem một chút. Chính mình lần trước đưa vật tư, cầm mấy ngàn kiện quần áo mới xuống dưới, kết quả sóng tỉ nghe được quần áo mới ba chữ, vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng. Mau mau mau, giáo giáo ta như thế nào sử dụng. Sóng tỉ cấp giống cầm lấy một cái di động. Tiến đến Trương Huyền trước mặt. Còn lại người, cũng tất cả đều vây quanh lại đây. Những người này, tuy rằng tuổi đều lớn, nhưng các thực lực mạnh mẽ, nhiều năm trước, đều là một phương anh kiệt, học tập năng lực cực cường, lại tại đây nhà giam chung nhàm chán lâu như vậy, một có cái gì tân đồ vật, kia học bay nhanh. Chỉ là nửa giờ, Trương Huyền liền đem đại bộ phận lên mạng công năng giao cho bọn họ, hơn nữa giáo hội bọn họ không hiểu đồ vật có thể dò hỏi độ nương, một khi học được hỏi độ nương, Trương Huyền cũng liền không có gì hảo tiếp tục dạy bọn họ. Các vị tiền bối, ta cho các ngươi sáng lập một cái cộng đồng tài khoản, bên trong tiền là hoa không xong, các ngươi tưởng mua cái gì mua là được, quá mấy ngày, một cái tân trạm phát điện cũng sẽ kiến thành, ta sẽ làm người đem một cái thành phẩm nạp điện cọc thả xuống dưới, nhân tiện sẽ phụ ra một bộ thiết kế đồ, đến lúc đó các ngươi có thể đem nạp điện cọc bên trong tuyến lộ tiến hành phân lưu, mãi cho đến các ngươi phòng trong, như vậy liền có thể thực hiện nằm ở trên giường chơi di động. Một khi thực hiện điểm này, các vị tiền bối, không chút nào khoa trương nói,
các ngươi liền làm được ngoại giới tuyệt đại đa số người bình thường sinh hoạt, ha ha. Trương Huyền cuối cùng, nhịn không được khai cái vui đùa. Nghe Trương Huyền nói này đó, đại bộ phận người đều có vẻ thực vui vẻ, có thể hiểu biết ngoại giới hết thảy, đối bọn họ mà nói, sống lâu như vậy, lại thấy không đến ngoại giới biến hóa, là một kiện phi thường dày vò sự, trong lòng tò mò, có thể so tịch mịch, càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Thấp bé nam nhân lại là thần sắc sửng sốt, Tiểu Huyền, người phí lớn như vậy công phu, là bởi vì ở trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể mở ra này địa ngục nhà giam đi. Thấp bé nam nhân lời này vừa ra, nguyên bản còn vang ở một bên những cái đó cao hứng phấn chấn thanh âm, lập tức liền toàn bộ biến mất. Chương 1027, thí luyện đêm trước. Mọi người tất cả đều nhìn Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, các vị tiền bối, ta lần này tới, một là cho các ngươi đưa vài thứ, đệ nhị, chính là nói cho các ngươi tin tức này, ta đã tiến vào thần ẩn hội, hơn nữa đảm nhiệm này địa ngục nhà giam ngục tốt chức, chỉ tiếc, bằng vào ta hiện tại thân phận, căn bản là vô pháp mở ra nhà giam. Ta phải đến tin tức là, chẳng sợ thần ẩn hội đương đại hội trưởng, muốn mở ra nhà giam, đều không có biện pháp, này địa ngục nhà giam đại môn, cùng sở hữu 4 đem chìa khóa, phân biệt ở đương thời tứ đại thế lực trong tay. Thần ẩn hội là một cái, thị tộc là một cái, mặt khác 2 cái, là thần thánh thiên quốc cùng phản tổ minh, chỉ có 4 đem chìa khóa tụ ở bên nhau, mới có thể mở ra này nhà giam đại môn. Trương Huyền đem từ đeo giáo chủ kia được đến tin tức toàn bộ đúng sự thật nói ra. Ngươi nói cái gì, phản tổ minh, sóng tỷ sắc mặt biến đổi, cái này tổ chức, không phải sớm hẳn là bị giết sao? Sao có thể còn tồn tại? Đích xác tồn tại, Trương Huyền gật đầu. Trương Huyền chú ý tới, sóng tỷ ở nhắc tới phản tổ minh 3 chữ thời điểm, nắm tay gắt gao nắm chặt khởi, một cổ lệ khí từ sóng tỷ ánh mắt giữa phát ra. Thấp bé nam nhân vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, sóng tỷ cùng phản tổ minh chi gian, có thù không đội trời chung. Nếu ngươi ở mặt trên gặp được phản tổ minh người, chém mấy cái đầu ném xuống tới, cho ngươi sóng tỷ xin bớt giận. Yên tâm, phản tổ minh sở làm việc, nhân thần cộng phẫn, nếu có cơ hội, ta đương nhiên muốn chém bọn họ mấy cái đầu. Trương Huyền gật đầu, phản tổ minh gen dung hợp thực nghiệm, làm hắn từ đáy lòng cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm. Huyền Thiên mở miệng nói, Tiểu Huyền, ngươi nói này đó, chúng ta cũng đã sớm đoán trước tới rồi, này địa ngục nhà giam vốn là sâu không lường được. Này thượng cấm, càng là pha tạp, nếu riêng là thần ẩn hội, cũng ngưng tụ không ra như vậy cấm chế tới, ngươi mang cho chúng ta kinh hỉ đã có rất nhiều, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ liền ngoại giới phòng ốc là bộ dáng gì, đều nhìn không thấy, ngươi không cần chuyên môn đi tìm giải thoát chúng ta phương pháp, chúng ta những người này bản lĩnh đều truyền cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể kế thừa chúng ta y bát, càng tốt trưởng thành đi xuống, nhớ kỹ một đạo lý, vĩnh viễn không cần cho rằng chính mình đã cũng đủ cường đại. Huyền Thiên nói đến lúc này, thở dài, lúc trước, nếu không có ta cho rằng chính mình đã vô địch khắp thiên hạ, lại như thế nào bị thần ẩn hội dẫn tới này địa ngục nhà giam giữa tới, muốn kê cao gối mà ngủ, biện pháp tốt nhất, chính là đem sở hữu hết thảy, đều đạp lên ngươi dưới chân, ngươi phải làm sự tình còn có rất nhiều, liền không cần lãng phí thời gian ở dưới bồi chúng ta này đó lão gia hỏa, chờ ngươi có gì tưởng không rõ thời điểm, lại đến tìm chúng ta tâm sự, trở về đi. Huyền Thiên trong miệng. Này đi tự rơi xuống, hắn một tay bắt được Trương Huyền bả vai, theo sau dùng sức nhắc tới. Ở chỗ này, dù cho vô pháp dùng khí, Huyền Thiên lực lượng, cũng không phải Trương Huyền có thể so sánh. Trương Huyền liền cảm giác, chính mình không hề sức phản kháng đã bị Huyền Thiên ném bay lên tới, theo sau một đầu chui vào phía trên cấm giữa, trước mắt cảnh sắc, đã hoàn toàn thay đổi. Trương Huyền biết, Huyền Thiên đây là không nghĩ làm chính mình có hổ thẹn cảm, rốt cuộc chính mình lúc trước đáp ứng rồi bọn họ. Muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, kết quả cuối cùng là, phát hiện này thế nhưng là một kiện cơ hồ làm không được sự, làm tứ đại thế lực nguyện ý đánh vỡ cách cục, thả ra địa ngục nhà giam người, này có thể sao? Trương Huyền trấn khai trên người cắt đất. Không có khả năng, muốn làm sự, liền nhất định có khả năng. Trương Huyền ánh mắt, nhìn về phía nơi xa một phương hướng. Ở sa mạc Chi Thành, một đống cao lầu đỉnh, Eugenia cùng thanh niên tóc vàng đứng ở cao lầu bên cạnh. Ngắm nhìn địa ngục nhà giam cái phương hướng. Eugenia đại nhân, hắn quả nhiên là từ địa ngục nhà giam ra tới. Eugenia nhìn nơi này, không có ra tiếng. Không bao lâu, một trận phi cơ trực thăng từ Quang Minh đảo phía trên dâng lên. Trương Huyền cùng Đường Hào ngồi ở cabin nội. Thế nào, hai ngày này, bữa tiệc lớn ăn đủ rồi sao? Trương Huyền cười nhìn về phía Đường Hào. Đường Hào gật gật đầu, ca,
ta đã chuẩn bị sẵn sàng, này 3 tháng, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng ta 3 thất vọng. Nhớ kỹ, Trương Huyền trịnh trọng đối Đường Hào nói, ma quỷ thí luyện, không riêng gì đối tham dự giả thân thể một loại tôi luyện, càng quan trọng, là mài giũa ý chí, ở nơi đó, ngươi sẽ làm ra vô số lựa chọn, mỗi một cái lựa chọn, đều liên quan đến sinh tử, ở nơi đó, ngươi chỉ cần bảo trì một cái tín niệm, đó chính là sống sót, ngươi có ngự khí thực lực, ở bên trong, cơ hồ không ai có thể đủ chính diện đối với ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng ngươi phải biết rằng, muốn giết rất một người, không riêng gì lau sạch cổ hắn. Phá hủy một người biện pháp, có rất nhiều. Ca, ta nhớ kỹ. Đường Hào gật đầu. Thí luyện đảo nơi địa phương, là ở vô tận biển rộng giữa, sở dĩ bị tuyển làm thí luyện đảo, là bởi vì này đảo nhỏ đặc thù, cả tòa đảo nhỏ, diện tích có 5.000 km vuông, trên đảo lùm cây sinh, thực vật rậm rạp, thả hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ, này tòa đảo cơ hồ ở 90% thời gian, là không có gì tầm nhìn. Đây là một tòa cô đảo, chung quanh mấy trăm trong biển chỗ. Không có bất luận cái gì điểm dừng chân, có thể nói, vào nơi này, trừ bỏ chờ đợi phương tiện giao thông đón đưa đi ra ngoài bên ngoài, muốn bằng vào chính mình rời đi, không khác người si nói mộng. Ở Quang Minh đảo truyền ra ma quỷ thí luyện bắt đầu ngày hôm sau, một con thuyền xa hoa du thuyền, đã ngừng ở giữa biển, khoảng cách thí luyện đảo, bất quá 50 trong biển. Này con xa hoa du thuyền, dài đến 360 mễ, khoan 50 mét, cao tới 80 mét, tổng trọng lượng có 25 vạn tấn. Đây là một cái trên biển thế ngoại đào nguyên, du thuyền hóa trang sức xa hoa, sở yêu cầu đồ vật, cái gì cần có đều có, ở du thuyền hạ tầng, thậm chí còn có một cái trong nhà một so một quy cách sân bóng. Này con tàu biển chở khách chạy định kỳ, tổng cộng có thể cất chứa 8.000 người đồng thời lên thuyền, lúc này đây, làm Quang Minh đảo ma quỷ thí luyện tập kết điểm. Du thuyền thượng có một chỗ chuyên môn sân bay, có thể nhìn đến, giờ phút này, không trung đang có vô số phi cơ trực thăng xoay quanh. Một trận lại một trận từng cái ở du thuyền thượng rớt xuống, đương buông người sau, lập tức bay đi. Du thuyền thượng có thất tinh cấp khách sạn phục vụ tiêu chuẩn, đến từ thế giới các nơi tinh mỹ cơm điểm cùng quý báu rượu miễn phí cung lai khách sử dụng. Hiện tại đã có không ít người nhàn nhã nằm ở du thuyền bong tàu thượng, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, hưởng thụ bão táp trước bình tĩnh. Ở vào du thuyền thượng, trừ bỏ phục vụ nhân viên cùng thủy thủ bên ngoài, còn lại đều là tới tham gia lần này ma quỷ thí luyện. Tại đây trên thuyền, một mảnh tường hòa náo nhiệt, nhưng tất cả mọi người minh bạch, một khi thí luyện bắt đầu, sẽ có một nửa người, sẽ rốt cuộc vô pháp từ thí luyện đảo ra tới. Du thuyền một cái bình thường phòng cho khách chung, Đường Hào đang nằm ở to rộng mềm trên giường nghỉ ngơi, ngày mai một quá, hắn liền phải tiến thí luyện đảo liều mạng. Một khác gian trong phòng, Trương Huyền ngồi ở một cái hóa trang kính trước, một người dáng người cao gầy, diện mạo kiều mị mỹ nữ chính cầm hóa trang bút. Không ngừng ở Trương Huyền trên mặt tranh vẽ. Vài phút sau, một Trương Lược hiện tang thương gương mặt xuất hiện ở hóa trang trong gương. Trương Huyền sờ sờ cằm, khen nói, không tồi, ta chính mình đều nhận không ra. Chương 1028, dịch dung. Trương Huyền phía sau, kiều mị khả nhân nhi mỹ nữ che miệng cười, sớm biết rằng ta mới vừa hẳn là mở ra camera, bị ngài khen một câu, đó là vô số người tưởng cũng không dám tưởng sự a. Trương Huyền ha hả cười, đem tay phóng tới chính mình hầu kết ra khấu hai hạ, theo sau dùng sức một xé, một trương da người mặt nạ bị Trương Huyền từ trên mặt xé xuống dưới, Trương Huyền nguyên bản gương mặt một lần nữa lộ ra. Có cơ hội đi, người đến lúc đó đem ta làm đến xoái một chút. Mỹ nữ cười duyên ra tiếng, kia đại nhân, ngài nhưng đến nhớ kỹ điểm ta a, ngàn vạn đừng đem ta đã quên, ta trước đi ra ngoài. Ân, quy củ đều hiểu đi. Yên tâm, mỹ nữ gật đầu. Mãi cho đến thí luyện bắt đầu trước, ta nào đều sẽ không đi, liền đãi ở trong phòng. Cái kia hoàn toàn cách ly tín hiệu phòng. Mỹ nữ nói xong, thu thập một chút chính mình hóa trang dùng đồ vật, bước thon dài hai chân rời đi. Trương Huyền đem mặt nạ thu hảo, theo sau đi tới Đường Hào phòng. Ca, Đường Hào một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy lên. Trương Huyền cười nói, nhìn dáng vẻ, người không có quá nhiều áp lực tâm lý, đây là chuyện tốt, ta từ từ liền đi rồi. Ngày mai buổi tối, sẽ có người tới đối với ngươi tiến hành thân phận phân biệt, đây là chứng minh thư của ngươi. Trương Huyền nói, ném ra một tấm các đến Đường Hào trước mặt, mặt trên có một trương mặt quỷ. Đây là địa ngục hành giả thân phận chứng minh, ngươi thu hảo, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, vào bên trong lúc sau, ngươi chỉ có thể vì chính mình mà sống, minh bạch sao. Sống sót, vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Đường Hào đem này trương mặt quỷ tạp thu hảo, trịnh trọng gật gật đầu, ca.
người yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy liền hảo, Trương Huyền đi lên trước, vỗ vỗ Đường Hào bả vai, người cũng đừng quang ở trong phòng ngốc, mỗi lần ma quỷ thí luyện trước, đều sẽ tổ chức một cái tiệc rượu, liền ở đêm nay, người đi tham gia một chút đi, ở tiệc rượu mặt trên, nhiều chú ý chút chi tiết, khả năng sẽ khởi đến cái gì không tưởng được tác dụng, người phải biết rằng, đại đa số người tính cách, sẽ từ bọn họ làm việc phương pháp giữa thể hiện ra tới. Ta đã biết ca. Hành, nên nói đồ vật, ta đã đều nói xong, mặt sau sự, chính ngươi cố lên đi, nếu có thể thử thí luyện đảo trung tồn tại ra tới, ngươi khẳng định sẽ làm ngươi phụ thân lau mắt mà nhìn. Trương Huyền hướng Đường Hào phất phất tay, ta liền đi trước, 3 tháng sau, ta sẽ đến tiếp ngươi, đừng đến lúc đó làm ta đợi không được người. Đường Hào niết quyền, ta tuyệt đối tồn tại ra tới. Trương Huyền gật gật đầu, để lại cho Đường Hào một cái bóng dáng sau, xoay người rời đi. Ra phòng, Trương Huyền trước tiên mang lên ra người mặt nạ, lắc mình biến hóa, thành một người nhìn qua 35 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Trương Huyền đôi tay cắm vào đâu nội, ở du thuyền qua lại lung lay lên. Hiện tại, khoảng cách thí luyện bắt đầu còn có một ngày thời gian, du thuyền thượng đã tụ tập không dưới 4.000 hào người. Trương Huyền dự đánh giá một chút, này đã tới rồi tuyệt đại đa số, ngày mai một ngày thời gian, căng chết lại đến 1.000 người. Trương Huyền nhàn nhã ở du thuyền thượng tới lui, hắn đương nhiên sẽ không thật sự liền đem Đường Hào phóng tới thí luyện giữa nuôi thả, cái kia ma quỷ thí luyện, Trương Huyền là tham gia quá, hắn biết rõ, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, hắn hoàn toàn tin tưởng, Đường Hào đi đến bên trong, tuyệt đối sống không quá 1 tháng. Trương Huyền quan sát đến, lúc này đây ma quỷ thí luyện, sẽ có phương nào thế lực tới tham gia, đúng lúc vào lúc này, một đạo anh tư tát sảng thân ảnh, xông vào Trương Huyền tầm mắt giữa. Trương Huyền ánh mắt, cũng tại đây một khắc dừng hình ảnh. Hàn Ôn Nhu thay một thân rộng thùng thình hưu nhàn phục, nằm ở bong tàu bể bơi dựa ghế, bên tay phải trên bàn phóng một ly ướp lạnh dưa hấu nước, hưởng thụ đến từ chính biển rộng thượng tắm nắng. Thật là cái hiếu thắng nữ nhân a, Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm. Hàn Ôn Nhu tính cách, Trương Huyền phi thường rõ ràng, không chịu thua 3 chữ, tạo thành hiện tại Hàn Ôn Nhu. Như thế nào, huynh đệ, người cũng coi trọng cái này nữ. Một con bàn tay to ôm Trương Huyền bả vai. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, một người da đen bò ở chính mình bên cạnh, cũng nhìn chằm chằm Hàn Ôn Nhu xem cái không ngừng, đồng thời trong miệng tấm tắc nói, nhìn xem cái này hẻ oi bức nữ, này dáng người, tràn ngập lực lượng cảm, tuyệt đối cực phẩm a, này màu da cũng là ta thích, nghe nói đêm nay có cái tiệc rượu, ta nhất định phải cùng nàng vui sướng một chút. Này người da đen sau khi nói xong, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, anh em, không bằng hai ta đánh cuộc. Hắc, người biết không, ta Phất Mạn Lôi Đức thích nhất đánh đố. Người da đen lộ ra một bộ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng, người tưởng đánh cuộc gì? Liền đánh cuộc nữ nhân này, ta đánh cuộc, người buổi tối tuyệt đối phao không đến nàng, lại còn có sẽ bị nàng tấu một cái mặt mũi bầm dập. Trương Huyền thực tự tin nói. Hảo, cái này đánh cuộc, ta đồng ý, ai thua? Ai liền từ cái kia béo nữ nhân đúng quần hạ chui qua đi thế nào? Phất Mạn Lôi Đức duỗi tay một lóng tay, ở Hàn Ôn Nhu bên cạnh cách đó không xa, đứng một cái cơ bắp cường tráng nữ nhân này thân cao gần 2 mét, cả người cơ bắp nhìn liền cùng cái hùng nhân giống nhau, tương đương biêu hãn. Có thể, Trương Huyền búng tay một cái, kia buổi tối, liền xem ngươi biểu diễn. Hắc, đêm nay khiến cho ngươi kiến thức ta Phất Mạn Lôi Đức bản lĩnh. Du thuyền xa hoa nhất một gian phòng xếp chung, Tổ Hiền ăn mặc một thân màu đen rộng thùng thình phục sức, ngồi ở một chương trước bàn, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể quan sát bong tàu thượng hết thảy, cũng có thể bằng tốt góc độ nhìn ra xa phương xa biển rộng. Tổ Hiền đối diện, ngồi một nữ nhân, đúng là đại niên mùng một ngày đó, ở Ngân Châu cùng Tổ Hiền gặp qua Ninh Châu. Địa ngục quân vương đại nhân, ta nói không tồi đi, chẳng sợ ngươi hiện tại ngồi ở quân vương trên bảo tọa. Như cũng không có người đem ngươi coi như chân chính quân vương, quyết định của ngươi sẽ lọt vào người nghi ngờ, sẽ bị người ngăn trở, liền lần này thí luyện mở ra, đều là cũ vương hạ mệnh lệnh, ngươi cũng chỉ có thể trở thành một cái tham dự giả nhân vật. Ngươi thiếu tại đây nói mấy thứ này, Tổ Hiền sắc mặt không tốt, cái này ma quỷ thí luyện, năm đó Trương Tiên Sinh cũng tham gia quá. Ha ha, hắn cái gì thực lực, ngươi lại là cái gì thực lực? Hắn có thể bằng vào một đôi nắm tay, chấn áp toàn bộ thế giới ngầm, ngươi cũng có thể sao? Ninh Châu lộ ra một bộ cười nhạo bộ dáng, ta biết ngươi lén chiêu nạp một đám tử sĩ, chuẩn bị lần này thí luyện giữa cho ngươi hộ tống,
cũng biết ngươi bức thiết yêu cầu một cái thí luyện danh hào tới củng cố chính mình địa vị. Bất quá, thứ ta nói thẳng, ngươi mang theo trên người những cái đó tử sĩ, chỉ là một đám phế vật mà thôi, nên ngươi chết thời điểm, bọn họ nhưng bảo không được ngươi, hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, đáp ứng cùng ta hợp tác, ta bảo ngươi lần này thí luyện giữa bình yên vô sự. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giết sạch lần này tham dự thí luyện mọi người, chỉ trừ ngươi một người tồn tại ra tới, địa vị của ngươi, tự nhiên liền đi lên. Ninh Châu nói xong lời này sau, nhìn kỹ Tổ Hiền. Tổ Hiền trong mắt, lộ ra mãnh liệt ý động. Chương 1029 đua rượu. Quang Minh đảo ma quỷ thí luyện, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng cho tới nay, như cũ có nhiều người như vậy xua như xua vịt. Là vì cái gì? Chính là bởi vì này siêu cao tỷ lệ tử vong, chỉ cần có thể từ ma quỷ thí luyện tồn tại ra tới người, ở toàn bộ thế giới ngầm, đều sẽ bị người kính sợ, bị người tôn trọng, nếu lần này ma quỷ thí luyện chỉ có một người tồn tại ra tới, kia người này, sẽ ở nháy mắt, khắp cả thế giới ngầm, có được uy vọng cực cao. Thế nào, quân vương các hạ? Ninh Châu vặn vẹo vòng eo, ngồi xuống Tổ Hiền trên đùi, hướng Tổ Hiền bên tai nhẹ nhàng phun tức, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ngươi muốn địa vị, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn kết quả, ta có thể cho ngươi, bao gồm ta, cũng có thể cho ngươi, thế nào? Tổ Hiền trên mặt lộ ra giãy giụa thần sắc, này thật là một cái, nếu chỉ có tự thân hắn ta từ thí luyện đảo đi ra, tuyệt đối có thể củng cố chính mình hiện tại địa vị. Ninh Châu đem bàn tay thượng Tổ Hiền sườn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Tổ Hiền không khỏi run rẩy, đồng thời sắc mặt biến đổi, dùng sức đẩy ra ngồi ở chính mình trên đùi Ninh Châu, ta nói rồi, ta không cần. Ninh Châu hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra có cốt khí, nhưng ngươi này đó cốt khí, ngươi Trương tiên sinh có thể xem tới được sao? Ở trong mắt hắn, ngươi bất quá chính là một cái tùy thời có thể lợi dụng, cũng tùy thời có thể vứt bỏ con rối mà thôi. Đủ rồi, Tổ Hiền hét lớn một tiếng, Ninh Châu, ta cho ngươi nói rõ ràng, ta có hiện tại, là Trương tiên sinh cấp, ta sẽ không lấy Trương tiên sinh cho ta đồ vật đi hại hắn, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi. Hảo, hảo, hảo. Ninh Châu liền than ba cái hảo tự. Quân vương các hạ, ta sẽ tạm thời rời đi, nhưng ta đề nghị, vẫn luôn đều hữu hiệu. Du thuyền thượng, thời thời khắc khắc đều sẽ có phi cơ trực thăng rớt xuống, tái khởi phi, mỗi một lần, đều sẽ có tân gương mặt đi đến du thuyền thượng. Màn đêm dần dần buông xuống, thuộc về đêm nay cuồng hoan, đã dần dần có nghe đoan. Bể bơi party vĩnh viễn là làm người hưng phấn. Đương các mỹ nữ thay gợi cảm bikini, nam nhân cũng đã không tự chủ được bắt đầu cuồng hoan đi lên. Ở chỗ này người, tiến đến tham gia ma quỷ thí luyện, đều đã đem sinh tử không để ý, đại gia tận tình chè chén, lớn mật nữ tính đã ở tìm đêm nay nam bạn. Trương Huyền cầm một chai bia, đứng ở một bên, nhìn Phất Mạn Lôi Đức biểu diễn. Phất Mạn Lôi Đức tiến đến Hàn Ôn Nhu bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi, hắc, mỹ nữ, muốn cùng nhau uống một chén sao? Xem Phất Mạn Lôi Đức này thuần thục bộ dáng, hiển nhiên là một cái tình trường tay già đời. Uống một chén, Hàn Ôn Nhu nhìn Phất Mạn Lôi Đức liếc mắt một cái. Hắc, Lâm Thanh Hạm bên cạnh một người lưỡi dao sắc bén thành viên đi lên trước tới, anh em, đừng tự tìm phiền phức, nơi này muội tử rất nhiều, đổi cái con mồi đi. Phất Mạn Lôi Đức bĩu môi, này đó nữ nhân, làm sao có thể cùng vị này mỹ lệ hè oi bức cô nương so sánh với, đây là tiệc rượu, uống một chén. Hẳn là không quá phận đi. Tên kia lưỡi dao sắc bén thành viên vừa muốn mở miệng, liền nghe Hàn Ôn Nhu nói, uống một chén đương nhiên không quá phận, nhưng nếu chỉ uống một chén nói, vậy quá mức, nếu là tiệc rượu, ta đây tưởng nên hảo hảo uống mới đúng. Phất Mạn Lôi Đức trong lòng vui vẻ, nhiều năm tán gái kinh nghiệm nói cho hắn, chỉ cần đối phương không phải đặc biệt kháng cự chính mình, kia đêm nay xác suất thành công, liền có 90%, điểm này, Phất Mạn Lôi Đức phá lệ tự tin. Phất Mạn Lôi Đức chiều Trương Huyền sở trạm địa phương nhìn thoáng qua, lộ ra một cái đắc ý ánh mắt, lại giơ tay chỉ kia ở bể bơi biên chuẩn bị xuống nước cường tráng nữ nhân. Trương Huyền nhún vai, làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Phất Mạn Lôi Đức tiếp tục. Trương Huyền biết Hàn Ôn Nhu tính cách, cũng biết Lâm Thanh Hạm tử lượng, Phất Mạn Lôi Đức tìm Hàn Ôn Nhu uống rượu, quả thực quá ý nghĩ kỳ lạ. Hàn Ôn Nhu phất phất tay, hướng một người lưỡi dao sắc bén đội viên nói, đi dọn dương rượu tới. Đội trưởng, này, đi dọn. Thực mau, một dương rượu bị dọn lại đây, Hàn Ôn Nhu triển khai tư thế, cho chính mình đảo thượng tràn đầy một ly, hướng Phất Mạn Lôi Đức nói, muốn uống, liền uống cái thống khoái, ta trước làm. Phất Mạn Lôi Đức vừa thấy này tư thế,
trong lòng vui mừng không được, chỉ cần nữ nhân này rượu xuống bụng, hắn có quá nhiều mặt pháp đem nữ nhân này làm tới tay. Hè oi bức nữ nhân, cân quắc không nhường Tu Mi, hào sảng, ta làm hai cái. Phất Mạn Lôi Đức cầm lấy chén rượu, liền làm hai ly. Hảo, lại đến, Hàn Ôn Nhu lại cho chính mình đảo thượng một ly. Một bên vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên thấy như vậy một màn, tất cả đều tiếc nuối lắc lắc đầu, theo sau dùng một loại thương hại ánh mắt, nhìn về phía Phất Mạn Lôi Đức. Trương Huyền đứng ở cách đó không xa, ánh mắt vẫn luôn nhìn bên này, lẩm bẩm nói, người đen, cũng gầy, trên tay vết chai càng nhiều, chỉ là tính cách vẫn là không thay đổi. Trương Huyền đối Hàn Ôn Nhu cảm tình, vẫn luôn đều có chút nói không rõ thành phần ở bên trong. Hai người bắt đầu, kỳ thật chính là một loại sai lầm, nhưng cái này sai lầm nhưng vẫn tiến hành rồi đi xuống, thời gian dài chia lìa, không những không có làm hai người quên nhau trong giang hồ, ngược lại trong lòng trước sau nhớ mong đối phương, hai người kia, trong lòng đều có một cái cộng đồng tín niệm, đều từ từng người trên đường, hướng về chính mình phương hướng, đi biến cường. Hai người cũng đều minh bạch, đối phương trừ bỏ cái gọi là nam nữ cảm tình ở ngoài, còn có càng quan trọng nhân sinh theo đuổi, cho nên... ai đều không có lựa chọn chủ động đi quấy rầy ai. Uống, tiếp tục uống. Hàn Ôn Nhu lại lần nữa thật mạnh nện xuống trong tay chén rượu. Người hiện tại so với ta uống ít 7 ly, chúng ta muốn uống, kia liền hảo hảo uống. Phất Mạn Lôi Đức nhìn trước mắt nữ nhân, cảm giác ra đầu đều có chút tê dại. Hắn cũng tự nhận là tung hoành rượu chàng rất nhiều năm, nhưng như vậy uống rượu nữ nhân, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Độ cao rượu, liền cùng nước sôi để nguội giống nhau, không ngừng hướng trong miệng rót. Căn bản là không có đỉnh quá, liền tại đây ngồi 5 phút thời gian, hai người đã liên tục uống lên mười mấy ly xuống bụng. Kia một chén rượu, nhưng chính là 200ml. Nào có như vậy uống rượu, hơn nữa xem nữ nhân này bộ dáng, hiển nhiên còn tác dụng chậm 10 phần, nhưng chính mình, dạ dày đã khó chịu không được. Như thế nào, uống bất động liền cút đi, Hàn Ôn Nhu không chút khách khí phất phất tay. Phất Mạn Lôi Đức quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Trương Huyền còn chiều chính mình này nhìn, lại nhìn nhìn kia bể bơi biên cường tráng nữ nhân, hít sâu một hơi, có cái gì uống bất động, ta liền sợ người uống bất động nằm sấp xuống đất. Lão nương hôm nay muốn nằm sấp xuống đất, tùy ngươi xử trí. Hàn Ôn Nhu hào khí 10 phần nói. Này một câu, chính là cấp Phất Mạn Lôi Đức đánh cái máu gà, Phất Mạn Lôi Đức hồng mắt nói, hảo, đây chính là ngươi nói. Tiểu nhị, cho ta lấy cái bát lớn tử lại đây. Hai người ở bên này đua rượu, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tại đây mở ra thức tiệc rượu thượng, loại này đua rượu, chính là thực chịu người truy phủng, huống hồ, này đua rượu người chung, còn có một đại mỹ nữ. Chương 1030 liền dùng các người đánh cuộc. Từng trận huýt sáo thanh cùng trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Uống a, Phất Mạn Lôi Đức, ngươi không phải được xưng ngàn ly không say sao, như thế nào liền cái đàn bà đều uống bất quá a, ha ha ha. Một cái nhận thức Phất Mạn Lôi Đức người, phát ra một trận tiếng cười to. Phất Mạn Lôi Đức, người kia còn thiếu đâu, uống bất động liền nói, lão tử giúp ngươi đi bể bơi tắm rửa một cái. Đi con mẹ ngươi, Phất Mạn Lôi Đức trong miệng sao hùng hùng hổ hổ, lại cho chính mình đảo thượng một ly, hắn hiện tại động tác đều có chút thong thả, từng trận choáng váng cảm đánh úp lại, làm hắn cảm giác dạ dày một trận ghê tởm. Hàn Ôn Nhu xử lý ly chung rượu, lại cầm lấy một lọ vặn ra. Lần này Hàn Ôn Nhu đơn giản không hề đảo đến cái ly, trực tiếp đối bình thổi lên. Phất Mạn Lôi Đức nhìn Hàn Ôn Nhu động tác, hai chân đều ở run lên, hắn đừng nói hướng Hàn Ôn Nhu như vậy đối bình thổi, chính là có thể đem chính mình hiện tại thiếu này đó rượu thanh sạch sẽ, kia đều khó khăn. Phất Mạn Lôi Đức, mau uống, một người thúc giục, chờ xem kịch vui. Những người này, kỳ thật căn bản không nghĩ xem Phất Mạn Lôi Đức uống nhiều, càng nhiều, là muốn nhìn đến Phất Mạn Lôi Đức căng đi xuống. Chờ Hàn Ôn Nhu uống nhiều. Không uống, không uống. Phất Mạn Lôi Đức liên tục xua tay, hắn chỉ cảm thấy dạ dày đồ vật không ngừng dâng lên, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Thấy Phất Mạn Lôi Đức nhận túng, chung quanh vang lên một trận thổn thức tiếng động. Nhận túng sau Phất Mạn Lôi Đức, ủ rũ ghé vào trên bàn. Nhưng thật ra Hàn Ôn Nhu, như cũng đem kia một lọ uống rượu cái sạch sẽ, theo sau hướng trên mặt đất một tạp, quát, túng cái gì, lên uống, nhanh lên. Không được không được không được, Phất Mạn Lôi Đức liên tục xua tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Ai, liền điểm này tử lượng còn tới phao muội, huynh đệ, ta khuyên ngươi nhiều luyện luyện đi. Một người lưỡi dao sắc bén thành viên dẫn theo Phất Mạn Lôi Đức cổ áo, đem Phất Mạn Lôi Đức ném đến một bên.
Phất Mạn Lôi Đức Say liền cùng một bãi bùn giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Trương Huyền khóe miệng một liệt, bước đi quá, đá đá nằm trên mặt đất Phất Mạn Lôi Đức, nhìn dáng vẻ ngươi thua a. Anh em, ta này đã uống đến nhiều như vậy, ngươi xem có thể hay không? Không thể, Trương Huyền nói, túm Phất Mạn Lôi Đức chân, đem Phất Mạn Lôi Đức kéo dài tới cái kia cường tráng nữ nhân trước người, chỉ vào cường tráng nữ nhân chân, đến đây đi, chui qua đi. Người chung quanh vừa thấy, tức khắc liền minh bạch, này hai người chi gian khẳng định có nào đó tiền đặt cược, rốt cuộc này ở rượu chàng chính là thường xuyên phát sinh sự. Toàn, toàn, mau toàn, từng đợt ồn ào tiếng vang lên. Phất Mạn Lôi Đức nhìn mắt chung quanh, nghe những cái đó ồn ào thanh, nghẹn đủ một hơi, từ cường tráng nữ nhân hai chân chi gian, chậm rãi bỏ qua đi. Lấy lão nương làm đánh cuộc, con mẹ nó, người tìm chết, cường tráng nữ nhân sắc mặt biến đổi, khom lưng một phen khiêng lên Phất Mạn Lôi Đức. Phất Mạn Lôi Đức thân cao có 1m8, nhưng tại đây cường tráng nữ nhân trước mặt, nhìn liền cùng gà con giống nhau, bị cường tráng nữ nhân nhẹ nhàng kháng trên vai, sau đó đi nhanh hướng phòng đi đến. Ha ha ha, béo nữ, đừng đem người làm đã chết ha, trên thuyền người chết, tiểu tâm quang minh đảo tìm ngươi tính sổ. Sẽ không, cường tráng nữ nhân vỗ vỗ bộ ngực, nhưng bảo đảm làm hắn đăng đảo thời điểm đều chân mềm. Cường tráng nữ nhân trên người, Phất Mạn Lôi Đức biểu tình, có thể dùng một mảnh cho tàn tới hình dung. Bể bơi chung quanh, vang lên một trận ầm ầm tiếng cười to. Một người lưỡi dao sắc bén thành viên tò mò đi đến Trương Huyền bên cạnh, hỏi, anh em, các người đánh cuộc chính là cái gì? Hàn Ôn Nhu cùng còn lại vài tên lưỡi dao sắc bén thành viên, cũng nhìn lại đây. Trương Huyền duỗi tay chỉ Hàn Ôn Nhu, đem một đoàn khí tụ ở hầu kết, thay đổi chính mình nói chuyện thanh âm, nói, đánh cuộc hắn có thể hay không ngủ đến cô nàng này, sau đó hắn thua. Tên này lưỡi dao sắc bén thành viên mày nhăn lại, ngươi là lấy chúng ta tới đánh cuộc. Loại này bị người khác coi như con mồi cảm giác, làm này đó lưỡi dao sắc bén thành viên phi thường không thoải mái. Trương Huyền gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, đúng vậy, chính là đem các ngươi đánh cuộc. Huynh đệ, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Lại một người lưỡi dao sắc bén thành viên đi rồi đi lên. Hàn Ôn Nhu cũng là nhăn lại mày liễu. Không thích hợp, có cái gì không thích hợp? Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái bộ dáng, ta nói, các ngươi này đó tay mơ, không phải là bởi vì ta đem các ngươi tới đánh cuộc, liền sinh khí đi. Ngươi nói cái gì? Kia lưỡi dao sắc bén thành viên tức khắc giận dữ. Ta nói các ngươi là tay mơ à? Trương Huyền nhún vai, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nhìn xem các ngươi dáng vẻ này, chỉ là biết ta đem các ngươi đi đánh cuộc, tính tình liền lên đây, nếu các ngươi là tham gia thí luyện, ta khuyên các ngươi, hiện tại liền chạy nhanh cấp người trong nhà gọi điện thoại, bởi vì các ngươi nhất định sẽ chết ở bên trong, tin tưởng ta. Thả ngươi sao thí, một người mắng to một tiếng. Ta đánh giám, Trương Huyền vẻ mặt cười nhạo, ta nói, các ngươi là còn không hiểu biết, chính mình rốt cuộc muốn tham dự như thế nào thí luyện đi. Ma quỷ thí luyện, tỷ lệ tử vong vì 50% ma quỷ thí luyện, tham gia cái này thí luyện, chứng minh các ngươi đã đem một chân bước vào quỷ môn quan, mà có đi hay không đi vào, tắc không về các ngươi lựa chọn, chỉ bằng các ngươi bộ dáng này, ta bảo đảm, các ngươi sẽ chết, ở bên trong, đừng nói có người dùng các ngươi đi đánh cuộc, chẳng sợ đem các ngươi coi như con mồi, coi như mồi, kia đều hết sức bình thường. Nhìn dáng vẻ, ngươi tham gia quá ma quỷ thí luyện. Hàn Ôn Nhu lúc này ra tiếng, có thể hay không nói cho chúng ta biết, bên trong là cái dạng gì. Hàn Ôn Nhu lời này vừa ra, những cái đó lưỡi dao sắc bén thành viên tất cả đều nhắm lại miệng. Trương Huyền mở ra đôi tay, ta là tham gia quá, bất quá thí luyện nội dung là cái gì, thực xin lỗi, ở Quang Minh đảo tuyên bố phía trước, ai cũng không biết, bất quá ta có thể nói cho các ngươi một tin tức, đó chính là, thí luyện đảo bên trong, kỳ thật không có gì khu vực nguy hiểm. Không có khu vực nguy hiểm, Hàn Ôn Nhu trong miệng lẩm bẩm Trương Huyền theo như lời những lời này, đột nhiên gian, sắc mặt biến đổi, ngươi là nói. Không tồi, Trương Huyền búng tay một cái, thí luyện đảo, không có bất luận cái gì khu vực nguy hiểm, lại có cao tới 50% tỷ lệ tử vong, này liền thuyết minh, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy mỗi người, kia đều khả năng sẽ là ở thí luyện giết chết các ngươi người, cho nên, đừng nói dùng các ngươi đi đánh cuộc, chính là hiện tại đem các ngươi làm giao dịch, cũng là thực bình thường sự tình, các ngươi nếu bởi vì một chút cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là mặt mũi, khiến cho tâm thái phát sinh biến hóa, vậy các ngươi 100% chết ở bên trong. Cho nên, các ngươi nói cho ta, các ngươi biểu hiện, không phải tay mơ là cái gì.
ngươi không cần tại đây làm bộ làm tịch. Ban đầu tên kia lưỡi dao sắc bén thành viên nói, ngươi tin hay không, chúng ta có thể ở đi vào lúc sau, cái thứ nhất trước làm thịt ngươi. Không tin, Trương Huyền lắc lắc đầu, thả ta khuyên các ngươi, cũng đừng như vậy đi làm, thí luyện đảo, phần lớn đều là độc lang, một người lại đây, mà các ngươi sớm ôm đoàn, tuyệt đối sẽ bị mọi người nhầm vào, đến lúc đó, không phải các ngươi tới vây công ta, mà là các ngươi, đem đã chịu bên trong mọi người vây công, bởi vì, bên trong chết người càng nhiều, các ngươi cái này đoàn thể ưu thế, liền càng cường đại, ai cũng không nghĩ lưu các ngươi cái này tai họa ngầm, minh bạch sao. Chương 1031 thí luyện quy tắc. Trương Huyền nói cho hết lời, chỉ chung quanh. Hàn Ôn Nhu cùng với vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên theo bản năng chiều chung quanh nhìn lướt qua, này vừa thấy phát hiện, quả nhiên có rất nhiều người đều ôm có một loại căm thù ánh mắt xem ra. Trương Huyền tiếp tục nói, ở thí luyện đảo bên trong, các người địch nhân lớn nhất, chính là còn lại người, cho nên, tay mơ nhóm, tận lực điệu thấp một chút đi, ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng, bước đi xa. Hàn Ôn Nhu đám người trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra chút ngưng trọng hương vị, hiển nhiên, Trương Huyền nói, đã nói đến bọn họ trong lòng đi. Trương Huyền đi đến một góc chung, cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, ánh mắt lại chiều Hàn Ôn Nhu nơi địa phương nhìn lại, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình thông qua lần này thí luyện đi, lấy ngươi tính cách, nếu ta ra tay giúp ngươi, ngươi cũng sẽ không cam tâm đi. Vừa mới xuất hiện này đó, vô luận là đua rượu vẫn là về phất mạn lôi đức cùng người đánh đố tiểu nhạc đệm, đều sẽ không ảnh hưởng đến còn lại người nhã hứng, cuồng hoan còn ở tiếp tục. Thân xuyên màu đen rộng thùng thình trường bào tổ hiển xuất hiện ở tiệc rượu thượng, bốn gã mặt mang màu đen mặt quỷ mặt nạ người, đi theo hắn phía sau. Đường này bốn trương mặt quỷ mặt nạ xuất hiện nháy mắt, còn ở cuồng hoan người, thống nhất ngừng tay thượng động tác, ngay cả âm nhạc đều vào giờ phút này đình chỉ, những cái đó đã uống nhiều quá ở la to người, bị bên cạnh người một cái tát chiều thanh tỉnh, vừa định tức giận, kết quả vừa thấy đến kia bốn trương mặt quỷ mặt nạ, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tụ tập qua đi. Tổ Hiển đứng ở mọi người ánh mắt sở tập chỗ, tại đây một khắc, hắn biết, chính mình chính là nơi này, hoàn toàn xứng đáng vai chính, như vậy cảm giác, làm Tổ Hiển phá lệ hưởng thụ. Gặp qua địa ngục quân vương, một người dẫn đầu ra tiếng, lập tức quỳ một gối xuống đất, làm ra thế giới ngầm nhất cao thượng lễ tiết. Này một tiếng, làm ở đây đại đa số nhân tâm đầu cả kinh, tại đây thế giới ngầm, chân chính gặp qua địa ngục quân vương người, cũng không nhiều, bao gồm Quang Minh đảo Hành Hương, Trương Huyền vẫn là mấy năm gần đây lần đầu hiện thân. Mà Trương Huyền đem đảo chủ một vị truyền cho Tổ Hiển thời điểm, ở đây, càng là đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh, hiện tại tới tham gia thí luyện người, cơ hồ chỉ có mấy cái biết Tổ Hiển thân phận. Quang Minh đảo chủ, địa ngục quân vương. Ở đây những người này, cơ hồ là ở đồng thời, quỳ một gối xuống đất, tề hô, gặp qua quân vương. Còn đứng ở nơi đó, trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, chính là lưỡi dao sắc bén Hàn Ôn Nhu đám người. Lưỡi dao sắc bén tuy rằng cũng là thế giới ngầm thế lực, nhưng lệ thuộc với phía chính phủ, cái này làm cho bọn họ vô pháp giống còn lại người như vậy, quỳ xuống vấn an. Đến nỗi Trương Huyền, hắn đôi tay cắm vào đâu nội, lảo đảo lắc lư đi xa. Nhìn thấy địa ngục quân vương, vì sao không quỳ? Một người quát lớn hướng Hàn Ôn Nhu đám người nơi địa phương, hướng Tổ Hiển kỳ hảo. Hàn Ôn Nhu ánh mắt giữa, tràn ngập nghi hoặc, người khác không biết địa ngục quân vương trông như thế nào, nhưng nàng, quá rõ ràng bất quá. Lưỡi dao sắc bén là thu được Quang Minh đảo Tân Vương tiền nhiệm tin tức, bất quá tin tức này, cũng không có chuyên môn hạ phát đi xuống, cho nên Hàn Ôn Nhu, cũng không biết Quang Minh đảo quân vương đổi mới một chuyện. Hảo, Tổ Hiển đôi tay hơi hơi vừa nhấc, chư vị, lúc này đây, ta cũng muốn tham gia ma quỷ thí luyện, cho nên, ta và các ngươi giống nhau, đều là một người bình thường thí luyện giả mà thôi, không cần nhiều như vậy lễ tiết, các vị đứng dậy đi. Tổ Hiển lời này vừa ra, làm rất nhiều người biểu tình sửng sốt, theo sau trong mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều xuất hiện chút nghi hoặc, Quang Minh đảo chủ, muốn tham gia thí luyện. Ở các loại nghi hoặc giữa, mọi người sôi nổi đứng dậy. Đại gia tiếp tục, ta liền không quấy rầy các ngươi nhã hứng. Tổ Hiển ha hả cười, hắn thực vừa lòng chính mình quyền lên tiếng phân lược, xuất hiện, bọn họ tức quỳ, chính mình nói cái gì, bọn họ liền sẽ nghe theo cái gì. Du thuyền một gian phòng cho khách chung. Ninh Châu cùng một người thân cao chỉ có 1m5 thấp bé nam nhân đứng ở phòng cho khách cửa kính sát đất trước, nhìn tiệc rượu thượng phát sinh hết thảy. Cái này tân quân vương, thật đúng là cái ngu xuẩn a. Thấp bé nam nhân trên mặt lộ ra cười nhạo,
thanh âm khàn khàn nói. Này bất chính hợp chúng ta tâm ý sao? Ninh Châu khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười, hắn hiện tại, vẫn luôn cự tuyệt chúng ta, chỉ là còn vô pháp thuyết phục chính mình mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể cho hắn tìm một cái phản bội lý do, hắn sẽ ở trước tiên liền làm ra lựa chọn. Thấp bé nam nhân nghiêng đi thân, từ trên xuống dưới đem Ninh Châu quét một lần, theo sau phát ra khàn khàn thanh âm, kia cái này lý do, liền giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng a. Đại nhân yên tâm, Ninh Châu cúi đầu, quỳ một gối, ở thí luyện bên trong, ta có quá nhiều biện pháp, làm hắn tìm được cái này thích hợp lý do. Du thuyền thượng cuồng hoan, ở đêm khuya là lúc kết thúc. Cơ hồ mỗi người, đều uống say mềm, coi trọng mắt cả trai lẫn gái, đã trở lại phòng, phàm là tới tham gia ma quỷ thí luyện người, đều làm tốt sốt cuộc không thể quay về chuẩn bị, cho nên, mỗi người đều phát tiết ra chính mình toàn bộ nhu cầu. Nương ngày hôm sau bình minh, rất nhiều người còn cảm giác choáng váng, rất ít có người còn sẽ thích ý đãi ở bong tàu thượng, lại chờ đến màn đêm buông xuống hết sức, một trận còi hơi tiếng vang lên, du thuyền chậm rãi xử động. Người trên thuyền minh bạch, lần này thí luyện, liền phải bắt đầu rồi. Du thuyền chạy tốc độ phá lệ thong thả, cơ hồ này đây mỗi giờ năm trong biển tốc độ ở dần dần di động tới. Nương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên, có người chú ý tới, chung quanh, đã tràn ngập sương mù, một tòa hải đảo hư ảnh, dần dần xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Đó chính là, thí luyện đảo sao? Hàn Ôn Nhu đứng ở bên cửa sổ, nhìn dần dần tiếp cận kia tòa hải đảo. Thí luyện đảo, Tổ Hiển đứng ở tối cao tầng, nhìn ra xa phương xa, Trương Tiên Sinh đã từng cũng đã tới nơi này. Đều nghe đồn, Quang Minh đảo là địa ngục, không nghĩ tới, này tòa đảo, mới là chân chính nhân gian địa ngục, Hoàng Kim Thành cùng nơi này so sánh với, đều chỉ có thể xem như người lương thiện tụ tập địa. Trương Huyền thở dài. Kia tòa giấu ở sương mù dày đặc bên trong hải đảo, an tĩnh tọa lạc ở nơi đó, nó giống như là một cái ngượng ngùng hài tử, sẽ không chủ động lên tiếng. Du thuyền dần dần cập bờ, người trên thuyền, không hẹn mà cùng tụ tập đến bong tàu thượng, trong mắt chỉ có kia tòa hải đảo. Chư vị, phía dưới, tuyên bố một chút lần này thí luyện quy tắc. Một đạo thanh âm, ở du thuyền bong tàu khuếch đại âm thanh khí thượng vang lên. Bong tàu thượng mọi người, tất cả đều cẩn thận nghe. Lần này thí luyện, tổng cộng liên tục thời gian là 3 tháng. 3 tháng, đám người giữa, xuất hiện một ít nghi hoặc thanh âm, cơ hồ mỗi người, ở tới phía trước, đều hỏi thăm quá quan với ma quỷ thí luyện quy tắc, thí luyện thời gian vẫn luôn là nửa năm, lần này lại chỉ có 3 tháng. Chỉ có 3 tháng, chẳng phải là nói khó khăn hạ thấp. Có người có chút kinh hỉ nói. Không, có người cau mày, ma quỷ thí luyện, khó khăn sẽ không hạ thấp, thời gian ngắn lại, chỉ biết nhanh hơn lần này thí luyện tiến trình cùng hung ác trình độ. Khuếch đại âm thanh khí thanh âm, ở ngắn ngủi tạm dừng sau, lại lần nữa vang lên. Các vị, thí luyện quy tắc rất đơn giản, 3 tháng sau, có thể tồn tại ra tới, liền tính các ngươi thông qua thí luyện. Chương 1032 đăng đảo. Tiến đảo phía trước. Các ngươi yêu cầu tuân thủ dưới mấy cái quy tắc. Đệ nhất, mỗi người, không thể mang theo 10 cân trở lên đồ vật. Đệ nhị, chúng ta sẽ mỗi cách nửa tháng, tiến hành một lần vật tư nhảy dù, thả xuống địa điểm tùy cơ, số lượng thưa thớt. Đệ tam, điểm này không phải quy tắc, mà là kiến nghị, có thể giết người thời điểm, ngàn vạn không cần nương tay. Các vị, từ giờ trở đi, muốn chúc đại gia vận may, hiện tại, mọi người đến bong tàu bên trái rời thuyền. Hơn nữa tiếp thu tùy thân vật phẩm kiểm tra, ấm áp nhắc nhở một chút, nơi này mang theo vật phẩm trọng lượng, bao gồm các ngươi binh khí, nếu mang theo vật phẩm vượt qua 10 cân, chẳng sợ chỉ có một khắc nói, cũng là sẽ lập tức chết ở trên thuyền Nga. Bong tàu tiến lên đây tham gia thí luyện người, không tự giác đánh cái dùng mình, Quang Minh đảo nói giết người, kia tuyệt đối không phải nói giỡn. Một ít người lập tức liền bắt đầu di trừ trên người đồ vật, nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý người. Là một chút may mắn cũng không dám có. Mọi người dỡ xuống trang bị, theo thứ tự đăng đảo. Đường Hào đứng ở một bên, cũng không có sốt ruột đăng đảo, mà là quan sát mỗi một cái đăng đảo người, sở mang theo đồ vật. Trương Huyền dựa vào một góc, ánh mắt có chút tán dương nhìn chằm chằm Đường Hào, không khỏi gật gật đầu. Rất nhiều người, cũng không biết Quang Minh đảo yêu cầu mỗi người chỉ có thể mang 10 cân vật phẩm nguyên nhân, trên thực tế, từ điểm này, là có thể nhìn ra mỗi người tính cách. Muốn ở trên đảo sinh hoạt 3 tháng, trước không nói sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là ăn cơm uống nước, liền sẽ trở thành một cái thực mấu chốt vấn đề. Ở mang lên đảo này 10 cân vật phẩm chung, lựa chọn thủy cùng áp súc lương khô,
đều thuộc về một ít phái bảo thủ, sẽ ở tiến đảo sau căn cứ tình huống mà làm ra quyết định. Mà cái loại này vứt bỏ lương khô cùng thủy, lựa chọn mang binh khí tiến đảo, tất cả đều là phái cấp tiến, từ bắt đầu liền làm một loại giết người cướp của tính toán, loại người này, giống nhau đối thực lực của chính mình cũng tương đối tự tin. Đường Hào hiện tại đứng ở nơi đó, chính là ở phân chia này hai loại người, căn cứ giết người cướp của tính toán, tất cả đều là một ít tàn nhẫn độc ác hạng người, làm khởi sự tới, cũng sẽ càng thêm âm tuyến, không từ thủ đoạn. Không từ thủ đoạn cái này nghĩa xấu, dưới mặt đất thế giới, lại là lời ca ngợi, bởi vì chỉ có không từ thủ đoạn người, mới có thể sống được càng tốt, này vốn là không phải một cái giảng đạo lý thế giới. Trương Huyền lại ở trong đám người tìm thấy được Hàn Ôn Nhu bóng dáng, Hàn Ôn Nhu cùng vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên, đang ở cùng nhau phân phối đồ vật, đem vật tư cùng vũ khí tận lực mang bình quân một chút. Thấy như vậy một màn, Trương Huyền không khỏi lắc lắc đầu, Hàn Ôn Nhu kinh nghiệm, vẫn là quá mức với thiếu thốn, bọn họ như vậy phân phối, thật là có thể đem tài nguyên hợp lý nhất ứng dụng, nhưng mấu chốt là, này không phải nhất thành bất biến huấn luyện, một khi đăng đảo, tình huống bên trong, thay đổi trong nháy mắt, sẽ phát sinh cái gì, ai đều nói không chừng, vật tư phân phối đều đều, một khi một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, ở bên trong, nhưng đều sẽ làm bọn họ tiếng lòng rối loạn. Phải biết rằng, càng là tinh tế đồ vật, xảy ra vấn đề, giải quyết lên, liền càng phiền toái. Theo thời gian trôi qua, một người lại một người bước lên đảo, Hàn Ôn Nhu đám người, đã trải qua một phen kiểm tra sau, mang theo đồ vật thượng đảo. Trên đảo toàn là sương mù, đăng đảo sau, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền sẽ mất đi bóng dáng. Đường Hào quan sát không sai biệt lắm sau, cũng lập tức đăng đảo, hắn không dám cuối cùng lại đi, càng buổi tối đảo, trên thực tế cũng liền càng bị động. Tổ Hiển ở hơn 10 người mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả hộ tống chung, cũng bước lên đảo, bọn họ thượng đảo, không mang bất cứ thứ gì, cũng không ai đi kiểm tra. Mỗi người xem Tổ Hiển ánh mắt, đều mang theo kiêng kỵ, bởi vì đừng nói địa ngục quân vương, chỉ là kia địa ngục hành giả, liền cũng đủ đáng sợ. Bọn họ không biết chính là, này địa ngục hành giả, đều không phải là chân chính địa ngục hành giả, đều là một ít Tổ Hiển ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra tới tử sĩ, kỳ thật lực, cùng địa ngục hành giả kém khá xa, mà địa ngục quân vương, cũng đều không phải là cái kia uy danh khắp thiên hạ địa ngục quân vương. Lần này đăng đảo người chung, nếu nói thực lực kém cỏi nhất, chính là vị này địa ngục quân vương. Đường bong tàu người trên đã toàn bộ đi quang sau, Trương Huyền lúc này mới đôi tay cắm túi, lảo đảo lắc lư đăng đảo, hắn trên người, không có mang bất cứ thứ gì, vô luận là vật tư vẫn là vũ khí. Thí luyện đảo bị một mảnh sương mù dày đặc sở bao phủ, chẳng sợ du thuyền cập bờ, đứng ở bong tàu thượng, đều không thể thấy rõ trên đảo hoàn cảnh, trực tiếp đường bước lên này tòa đảo nhỏ kia một khắc. Mới có thể thấy rõ này đảo nhỏ nhập khẩu, rốt cuộc là bộ dáng gì. Đường Trương Huyền đăng đảo sau, phía sau du thuyền, phát ra một trận còi hơi thanh, theo sau chậm rãi xử lý. Trương Huyền hít sâu một hơi, tại đây một khắc, hắn phảng phất lại về tới rất nhiều năm trước, đó là hắn lần đầu tiên bước lên này tòa thí luyện đảo, cũng là hắn lần đầu tiên cảm giác, chính mình khoảng cách tử vong gần nhất thời điểm. Thí luyện đảo nhập khẩu, là một cái dài đến 1 km sơn cốc, hai sườn vách núi. Có thượng 100 mét cao, giống như đao tước, căn bản vô pháp leo lên, muốn tiến đảo, chỉ có xuyên qua này 1 km lớn lên sơn cốc mới được. Ở sơn cốc lối vào, có một đạo cửa đá thượng, bị không biết người nào trước mắt hai chữ, ở 5 tháng phong sương ăn mòn hạ, này hai chữ như cũng mơ hồ có thể thấy được. Sinh tử. Trương Huyền lẩm bẩm niệm ra cửa đá thượng hai chữ, bước vào này đạo môn, một chân sinh, một chân chết. Trương Huyền rảo bước tiến lên cửa đá kia một khắc, đó là hoàn toàn tiến vào này sơn cốc trong phạm vi, trước mắt sương mù dày đặc, làm có thể thấy được phạm vi không đến 10 mét, chẳng sợ có người giấu ở 10 mét ngoại sương mù dày đặc giữa đánh lén, người đều không thể phát hiện. Đường Trương Huyền đi vào sơn cốc 20 mét tả hữu, một đạo tiếng xé gió, đột nhiên từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, mang theo cung tiễn đăng đảo. Phân biệt là cái thứ tư cùng thứ 627 cái, nhìn dáng vẻ, người thống kê tham dự lần này thí luyện mọi người, tính toán ra ta là cuối cùng một cái đăng đảo đi. Trương Huyền đang nói chuyện đồng thời, cánh tay giống nhau, một phen tôi độc mũi tên nhọn, liền bị hắn nhẹ nhàng chộp vào trong tay, kia mũi tên nhọn mũi tên, khoảng cách Trương Huyền đôi mắt, chỉ còn không đến 2 cm khoảng cách. Ở bong tàu thượng khi, Trương Huyền quan sát Hàn Ôn Nhu cùng Đường Hào đồng thời. Đồng dạng cũng chú ý mỗi một cái đăng đảo người, hắn thậm chí đều nhớ kỹ đại bộ phận người đặc thù, bao gồm thượng đảo trình tự.
nhìn dáng vẻ, người đối chính mình thực tự tin. Một đạo thanh âm từ trong sương mù vang lên, khó phân tả hữu. Người nói chuyện, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng hắn trong lòng kinh hãi một chút đều không ít, chính mình này một mũi tên, lựa chọn tốt nhất thời cơ đánh lén, lại bị đối phương như vậy nhẹ nhàng tiếp được, hơn nữa, hắn rõ ràng nói ra chính mình đăng đảo con số. Làm một cái thống kê quá toàn bộ thí luyện nhân số người, người này phi thường minh bạch, như vậy con số thống kê, có bao nhiêu quan trọng, mà có thể rõ ràng ghi nhớ mỗi một con số người, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, tuyệt đối là một cái quái vật cấp bậc tồn tại. Người đều đã sợ, ta tự tin không tự tin, lại có bao nhiêu quan trọng đâu. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau cánh tay vung lên, kia bị hắn chộp vào trên tay mũi tên nhọn, bỗng nhiên chiều sương mù dày đặc trung chạy trốn. Chương 1033 châm chọc. Trương Huyền lần này, thay hình đổi dạng, tham gia ma quỷ thí luyện, không vì giết người, chỉ vì thay người hộ đạo mà đến, nhưng thật nếu có người chủ động trêu chọc đến hắn, lấy Trương Huyền tính cách, tự nhiên sẽ không cái gì đều không làm. Trương Huyền từ đi lên con đường này cho tới bây giờ, trước nay đều sẽ không đối địch nhân nương tay, một lần đều sẽ không. Mũi tên nhọn cắt qua sương mù dày đặc, thẳng đến một phương hướng mà đi, kia tốc độ gần đây khi đều phải mau thượng vài phần. Tránh ở sương mù dày đặc bên trong người, chỉ nghe nói một đạo vèo thanh âm, kia đem tôi độc mũi tên nhọn liền xuất hiện ở hắn trước mắt, người này thần sắc biến đổi, muốn né tránh, lại đã không kịp, mũi tên nhọn tự hắn giữa mày sỏ xuyên qua, lưu lại một đạo vết máu, mà người này, tắc thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Từ đầu tới đuôi, người này không có thấy rõ Trương Huyền bộ dáng, Trương Huyền cũng không thấy rõ hắn, cứ như vậy, lấy tánh mạng của hắn. Hiện tại Trương Huyền, so nửa năm trước hắn, không biết cường đại rồi nhiều ít cái cấp bậc, đừng nói lần này tới tham gia thí luyện người, chính là nửa năm trước chính mình, Trương Huyền cũng có tin tưởng, một kích mất mạng. Trương Huyền còn nhớ rõ lúc trước Quang Minh đảo thượng, cái kia một lóng tay liền đem chính mình bắn bay nam nhân. Không biết hiện tại ta cùng với hắn, ai sẽ càng cường. Trương Huyền lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục chiều sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Sơn cốc cuối. Hàn Ôn Nhu chờ một chúng lưỡi dao sắc bén thành viên, đã đi ra sơn cốc, lưỡi dao sắc bén lúc này đây, tổng cộng tới 8 người tham gia ma quỷ thí luyện, có thể thấy được, này 1 km, bọn họ có vẻ cũng không nhẹ nhàng, mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, một người lưỡi dao sắc bén đội viên phía sau lưng, bị khai một đạo miệng máu, trói lại một vòng băng gạc, mới miễn cưỡng ngừng đổ máu, lúc này mới vừa đăng đảo liền đã chịu như vậy thương, này không thể nghi ngờ làm hắn dư lại 3 tháng rất khó vượt qua. Ở bong tàu thượng, Hàn Ôn Nhu đám người tiến hành vật tư phân phối khi, đều không phải là Trương Huyền một người thấy được. Nếu là ở thể chế nội nói, Hàn Ôn Nhu đám người cách làm, tuyệt đối là chọn không ra bất luận cái gì tỉ vết, bọn họ làm việc có giếng có điều, suy xét chu toàn, nhưng đặt ở thế giới ngầm tới nói, Hàn Ôn Nhu bọn họ loại này cách làm, chính là tay mơ một đám. Như vậy một đám tay mơ, tự nhiên sẽ bị người theo dõi, Sơn Cốc hiển nhiên là đánh phục kích hảo địa phương. Ngắn ngủn 1 km khoảng cách, làm lưỡi dao sắc bén 8 người bị 2 lần phục kích, tuy rằng chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng mau, nhưng mỗi một lần đều phá lệ hung hiểm, rốt cuộc ở chỗ này, không có người sẽ thủ hạ lưu tình, người đánh lén mục đích chỉ có một, đó chính là tể rớt trước mắt người. Đường đi ra sơn cốc sau, một cái ngã rẽ bãi ở Hàn Ôn Nhu đám người trước mặt, cùng bọn họ lựa chọn. Đây là một cái ngã ba đường, lập tức về phía trước, hai bên như cũ là vách núi chót vót. Như cũ là một cái nhìn không tới cuối sơn cốc, mà ở ngã rẽ bên tay trái, là rậm rạp rừng cây, ở sương mù giữa, mông lung, hơi có chút nhiệt đới rừng mưa cảm giác, đến nỗi lối rẽ bên phải, đây là một mảnh bình thản bình nguyên, kia sương mù dày đặc tràn ngập, thấy không rõ mặt trên đều có cái gì. Vô cùng đơn giản một cái ngã ba đường, làm người khó có thể lựa chọn, vô luận là bình nguyên, hoặc là rừng mưa, vẫn là sơn cốc, đều sẽ làm mọi người gặp phải bất đồng trình độ nguy hiểm, loại này nguy hiểm. 7 tên lưỡi dao sắc bén đội viên, đem ánh mắt tất cả đều đặt ở Hàn Ôn Nhu trên người. Lưỡi dao sắc bén lần này sở tới, tổng cộng 7 nam 1 nữ, làm duy nhất một người nữ tính Hàn Ôn Nhu, đảm nhiệm đội trưởng nhân vật. Hàn đội, chúng ta tuyển nào điều? Hàn Ôn Nhu phân biệt nhìn quét này 3 điều lối rẽ, lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng, các người phân tích một chút đi. Ta cho rằng rừng mưa sẽ hảo chút, một người ra tiếng nói. Ta ở trên thuyền quan sát quá lần này tiến đến tham gia thí luyện người, không thể không nói, bọn họ cá nhân thực lực, đích xác đều là đứng đầu trình tự, nhưng cũng không có trải qua hệ thống tính huấn luyện, ở điều tra cùng phản trinh sát năng lực thượng, kém chúng ta không ngừng một đoạn,
rừng mưa giữa, chúng ta có thể càng tốt phát huy ra bản thân ưu thế. Sơn Cốc liền không cần suy xét, lại một người mở miệng, chúng ta nhân số nhiều, mục tiêu lớn hơn nữa, ở Sơn Cốc loại này địa hình chung, đã chịu phục kích rất khó toàn bộ bận tâm đến, vừa mới sự liền tính ví dụ, phục kích chúng ta người ở tổng hợp trên thực lực không bằng chúng ta, lại như cũ đem chúng ta làm như vậy chật vật. Bên phải Bình Nguyên cũng có thể suy xét, rộng lớn địa hình càng thích hợp phạm vi lớn chiến đấu, điểm này chúng ta giống nhau chiếm cứ ưu thế. Ta cũng cho rằng bên phải Bình Nguyên hảo một chút, trên đảo này sương mù dày đặc quá lớn, tầm nhìn rất thấp, ở rừng mưa giữa, chúng ta ưu thế sẽ đã chịu hạn chế. Ta cũng cảm thấy bên phải. Bảy tên lưỡi dao sắc bén đội viên, tất cả đều phát biểu chính mình cái nhìn, nhưng cuối cùng quyền quyết định, vẫn là ở Hàn Ôn Nhu trên tay, rốt cuộc chuyến này, Hàn Ôn Nhu mới là đội trưởng. Hàn Ôn Nhu nhanh chóng phân tích một chút lợi và hại, theo sau duỗi tay chỉ hướng bên phải, vừa định làm quyết định, liền nghe một đạo thanh âm, ở bọn họ phía sau vang lên. Ai nha, không phải ta nói các ngươi này đàn tay mơ, đều là hè oi bức người, ta thật thế các ngươi cảm thấy mất mặt. Trương Huyền đôi tay ôm ở cái gáy, lảo đảo lắc lư đi tới, nếu ta xem không sai, các ngươi là lưỡi dao sắc bén người đi, này phía chính phủ phía dưới người, chính là mỗi ngày huấn luyện đem chính mình đầu óc luyện hỏng rồi, không hiểu biến báo. Trương Huyền này buổi nói chuyện, tự nhiên lại là đưa tới một trận tràn ngập tức giận ánh mắt. Trương Huyền vẫy vẫy tay, các ngươi đều đừng như vậy nhìn ta, nếu không có đều là hè oi bức người, ta thật lười đến nhắc nhở các ngươi, ngươi nói, các ngươi muốn lựa chọn bên phải nói đi, này không phải đầu óc có phao là cái gì. Liên tục hai lần bị Trương Huyền giáo dục, một người lưỡi dao sắc bén đội viên không chịu thua nói, ngươi thiếu ở kia cho ta làm bộ làm tịch, chính chúng ta rõ ràng hơn chính mình ưu thế ở nơi nào. Các ngươi ưu thế, Trương Huyền ha hả cười, các ngươi tưởng nói, đơn giản chính là phía chính mình người nhiều, Bình Nguyên chống trải, càng thích hợp các ngươi chiến đấu mà thôi, đúng không? Tự nhiên, một người lưỡi dao sắc bén đội viên không chút nào che giấu lớn mật thừa nhận. Thật là ánh mắt thiển cận tới rồi cực hạn, Trương Huyền bĩu môi, nhìn xem các ngươi hiện tại dáng vẻ này, một đám trên người quải thải nghiêm trọng, ta xem các ngươi, trên người mang dược phẩm cũng hữu hạn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta xem các ngươi những người này dã ngoại sinh tồn huấn luyện, tất cả đều là luyện đến cẩu trên người đi. Trương Huyền không lưu tình chút nào châm chọc nói, tiến đảo thời gian dài như vậy, các ngươi lại liền chuyện quan trọng nhất đều cấp xem nhẹ, chẳng lẽ các ngươi huấn luyện thời điểm? Các người huấn luyện viên không có nói cho ngươi, tại đây loại trên đảo nhỏ, lớn nhất nguy hiểm, không phải địch nhân, mà là thiên nhiên sao. Bốn phía vách đá băng hàn, thuyết minh ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, các người thương thành như vậy, còn lựa chọn chống trải Bình Nguyên mảnh đất, chỉ sợ nếu không hai ngày, thứ này liền bò trên mặt đất khởi không tới đi. Trương Huyền duỗi tay chỉ vào tên kia phía sau lưng cột lấy băng gạc lưỡi dao sắc bén đội viên. Hàn Ôn Nhu tám người, nghe trong lòng giật mình. Nếu không có Trương Huyền nhắc nhở, bọn họ thật đúng là liền xem nhẹ vấn đề này, tiến đảo ngắn ngủn 1 km khoảng cách, làm cho bọn họ đối mặt 2 lần tập kích, dẫn tới bọn họ toàn bộ trọng tâm, đều là đặt ở như thế nào đối kháng trên người địch nhân. Chương 1034 nơi trốn nguy cơ. Tại dã ngoại sinh tồn, xem nhẹ địa mạo tồn tại nguy hiểm, là một cái phi thường nguy hiểm hành vi. Trương Huyền tiếp tục nói, các ngươi nhân số nhiều, có một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Rừng mưa tuyệt đối là các ngươi như một lựa chọn, tại đây tòa trên đảo, tài nguyên phong phú nhất địa phương, không gì hơn rừng mưa, các ngươi chuyên nghiệp tri thức, hẳn là có thể cho các ngươi phân biệt ra tới cơ bản hoang dại thực vật đi. Bao gồm thảo dược, loại này tuyệt hảo ưu thế không đi lợi dụng, lại nghĩ như thế nào cùng người đánh nhau, ta không biết nên nói các ngươi là khờ, vẫn là nói các ngươi xuẩn. Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Lưỡi dao sắc bén 8 người, tất cả đều lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Bọn họ cũng ý thức được, trước mặt người này nói một phen lời nói, phi thường có đạo lý. Trương Huyền đem tay cắm vào túi quần nội, quơ quơ đầu, thở dài, các ngươi những người này, quả thực chính là tay mơ tới rồi cực điểm, nói thật, tới tham gia cái này thí luyện, đơn giản chính là tìm chết hành vi. Nói đến này, Trương Huyền duỗi tay chỉ đầu mình, đa dụng điểm đầu óc, ta tưởng các ngươi có thể sống được càng tốt, nếu không, vẫn là tìm một cơ hội tự vận đi, như vậy còn thiếu chịu điểm tra tấn. Trương Huyền nói xong này đó, lảo đảo lắc lư, chiều tam lối rẽ chính phía trước đi đến, là kia chỗ sơn cốc. Ngươi tên là gì? Một người lưỡi dao sắc bén đội viên đột nhiên gọi lại Trương Huyền. Ta, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ một bộ suy tư thần sắc, theo sau nói, tại đây tòa trên đảo,
các ngươi có thể xưng hô ta vì Chúa Tể. Chúa Tể hai chữ vừa ra, một cổ mãnh liệt tự tin, từ Trương Huyền trên người lan tràn ra tới. Lưỡi dao sắc bén mọi người một đầu cả kinh, bọn họ đương nhiên minh bạch, Chúa Tể hai chữ này, đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Ngươi thực tự tin, cũng thực cuồng vọng, một người lưỡi dao sắc bén đội viên nhìn về phía Trương Huyền, tuy rằng ta thực khó chịu ngươi cuồng vọng, nhưng lần này, vẫn là muốn đa tạ tạ ngươi. Trương Huyền không nói gì, bước đi xa. Bụi cây dày đặc rừng mưa chung, Đường Hào chính quan sát đến trước mặt thảm thực vật, đồng thời ghi tạc chính mình trong đầu, ở luyện ngục đã hơn một năm sinh hoạt, Đường Hào mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, liền thích xem một ít phản tổ minh lưu lại sinh vật giới thiệu, cũng coi như là làm hắn bị động tiếp nhận rồi rất nhiều thực vật thân thảo thưởng thức, đối rừng mưa nội một ít sinh trưởng thực vật, cũng coi như là có trọng đại nhận chi độ. Làm một cái ở luyện ngục sinh hoạt lâu như vậy người, Đường Hào thực minh xác rõ ràng, đồ ăn cùng thủy có bao nhiêu quan trọng, Quang Minh đảo kia nửa tháng mới tùy cơ thả xuống một lần vật tư, căn bản là không thể đem hy vọng đặt ở kia mặt trên, tại đây tòa trên đảo, đầu tiên muốn giải quyết, là nên như thế nào sinh hoạt. Vô luận làm chuyện gì, sống sót, mới là quan trọng nhất. Lấy Đường Hào thực lực mà nói, chỉ cần hắn cũng đủ cẩn thận, tuyệt đối có thể nghiền áp này tòa trên đảo mọi người. Đang lúc Đường Hào chuẩn bị đem một khối dã nấm nhét vào chính mình ba lô khi, một đạo tiếng kinh hô vang ở Đường Hào bên tai. Cứu mạng, đây là một đạo giọng nữ, thanh âm giữa tràn ngập kinh hoàng thất thố, liền từ Đường Hào cách đó không xa truyền đến. Đường Hào mày nhăn lại, theo bản năng chiều thanh âm truyền đến địa phương đi đến, không đi hai bước, Đường Hào liền ở một thân cây hạ, nhìn thấy một người bất quá 20 tuổi tả hữu tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân là hẻ oi bức người, tướng mạo kiều mỹ. Lại là đầy mặt hoảng loạn. Đường Hào đi phía trước đi rồi vài bước, ngự khí cảnh thực lực làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến, nữ nhân kia lộ ở trong không khí cẳng chân thượng, có một đạo rất nhỏ miệng vết thương, năm trước một năm đối sinh vật tư liệu học tập, làm Đường Hào một chút liền nhận ra, kia nữ nhân trên đùi miệng vết thương, đến từ chính một cái rắn độc. Đồng thời, nữ nhân cũng thấy được Đường Hào, lập tức phát ra cầu cứu thanh âm, ca, giúp giúp ta, cầu ngươi, ta không muốn chết. Một hàng thanh lệ từ nữ nhân khóe mắt chảy xuống, nữ nhân thanh âm giữa hỗn loạn một tia run rẩy, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, làm Đường Hào nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn. Ngươi chờ hạ, ta vừa vặn hái điểm giải độc thảo dược. Đường Hào từ chính mình ba lô nhảy ra một phen cỏ xanh, đây là quỷ châm thảo, cơ hồ ở phần lớn khu vực đều có sinh trưởng, hơn nữa có nhiều mặt hiệu quả, đem này thảo dược đặt ở trong miệng nhai lạn sau. Đường Hào đi ra phía trước, thật cẩn thận đắp ở nữ nhân cẳng chân miệng vết thương. Đường Hào cong lưng ánh mắt tụ tập ở nữ nhân cẳng chân thượng nháy mắt, nữ nhân trong mắt sợ hãi nháy mắt biến mất không thấy, ngược lại xuất hiện một mà tàn nhẫn, một đạo mũi nhọn từ nàng đầu lưỡi chỗ hiện ra, đây là một cái bị nàng giấu ở dưới lưỡi dao. Đang lúc nữ nhân chuẩn bị động thủ khi, lại thấy Đường Hào đột nhiên ngẩng đầu lên. Một màn này làm nữ nhân vội vàng đem lưỡi dao một lần nữa tàng cãi lại chung, động tác cực kỳ nhanh chóng. Ai, Đường Hào cũng không có chiều nữ nhân nhìn lại, mà là nhìn về phía sau, hét lớn một tiếng. Ở Đường Hào phát ra tiếng quát đồng thời, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chiều Đường Hào bay vút mà đến. Đường Hào ánh mắt không sợ, trở tay một chưởng đánh ra. Liên thực lực mà nói, ở cái này ma quỷ thí luyện giữa, Đường Hào chính là một cái mãn cấp đại hào. Còn lại người, bất quá đều là vừa từ tân thủ thôn ra tới mà thôi, căn bản không có khả năng từ chính diện cấp Đường Hào tạo thành cái gì uy hiếp. Đường Hào chuẩn bị ở sau đánh ra một chưởng, trực tiếp đem đánh lén người đánh bay ngược đi ra ngoài, đâm đoạn một cây đại thụ mới ngừng lại được. Lúc này, Đường Hào cùng nữ nhân cũng thấy rõ đánh lén người tướng mạo, này vừa thấy, làm tuổi trẻ nữ nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người này nàng có ấn tượng, ở phía trước tới tham gia thí luyện mấy ngàn người chung, người này thực lực. Tuyệt đối có thể bài đến trước 100, dưới mặt đất thế giới cũng coi như là lừng lẫy nổi danh, nhưng hiện tại, lại là như vậy nhẹ nhàng đã bị người bị thương nặng. Nữ nhân kia viên tính toán đánh lén Đường Hào cướp đoạt vật tư tâm, cũng lập tức thu trở về, nàng khẳng định, tại đây loại cao thủ trước mặt chơi đánh lén, chết trước khẳng định là chính mình. Đường Hào hừ lạnh một tiếng, tùy tay nhặt lên một khối nhánh cây, thủ đoạn vung, này nhánh cây tựa như một viên đạn, xỏ xuyên qua đánh lén người đầu. Đường Hào nhớ rõ người này, thuộc về quang mang vũ khí thượng đảo, trên người không có gì vật tư. Đến nỗi vũ khí, Đường Hào không cần, hắn khí, chính là tốt nhất vũ khí. Được rồi, người bị rắn độc cắn thương, tốt nhất không cần lộn xộn,
kia sẽ làm độc tố nhanh hơn ở ngươi trong cơ thể lan tràn. Đường Hào đem dược cấp nữ nhân đắp hảo sau, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cái kia, nữ nhân gọi lại Đường Hào, một đôi mắt to đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Đường Hào, ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta kêu. Đường Hào vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy nữ nhân này đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chiều chính mình vọt tới. Đường Hào cơ hồ theo bản năng liền đem khí ngưng tụ lên. Cẩn thận, nữ nhân kinh hô một tiếng, bổ nhào vào Đường Hào trước mặt. Đường Hào trợn mắt nhìn, một cái rắn độc từ nhánh cây thượng vụt ra, cắn ở nữ nhân cổ, nếu không có nữ nhân này đột nhiên che ở chính mình trước người, này rắn độc mục tiêu, chính là chính mình. Nữ nhân một tay đem phía sau lưng rắn độc kéo xuống, nàng trắng nõn trên cổ, lộ ra rắn độc nhìn thấy ghê người dấu cắn. Ngu xuẩn, Đường Hào mắng to một tiếng, này rắn độc căn bản là sẽ không cho nàng tạo thành cái gì thương tổn, nhưng đối nữ nhân này tới nói, chính là chí mạng. Chương 1035 sẽ không đơn giản như vậy. Nữ nhân sắc mặt, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên tái nhợt lên, thân thể cũng không chịu khống chế về phía trước tải đi. Đường Hào vội vàng đỡ lấy nữ nhân, lại hoảng loạn từ trong bao nhảy ra quỷ châm thảo, nhai lạn sau giúp nữ nhân đắp ở miệng vết thương. Người yên tâm, người tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đường Hào lấy một cái công chúa ôm đem nữ nhân ôm vào trong ngực, tả hữu nhìn thoáng qua sau, lựa chọn một phương hướng, đi nhanh chạy tới. Đường Hào không có nhìn đến, cái kia cắn thương nữ nhân rắn độc, ở nữ nhân một cái thủ thế hạ, giống như một cái ngoan ngoãn hài tử, chậm rãi bỏ lại trên cây. Tam lối rẽ bên phải, to rộng bình nguyên thượng. Tổ Hiền mồm to thở hổn hển, bên cạnh hắn đã nằm xuống bốn gã mang mặt quỷ mặt nạ tử sĩ. Còn lại mười mấy người, cũng đều là một bộ kiệt lực bộ dáng. Ở Tổ Hiền trước người, vây quanh không dưới 30 người, tất cả đều vẻ mặt đắc ý nhìn Tổ Hiền. Nguyên lai, trong truyền thuyết địa ngục hành giả, cũng chỉ là giống nhau a. Thực lực nhỏ yếu bất kham, còn được xưng là từ địa ngục giữa bò ra tới, theo ta thấy, chính là một đám nhược kê, ha ha ha. Này địa ngục quân vương, càng là mua danh chuộc tiếng. Nhìn dáng vẻ, năm đó vương sẽ một trận chiến, người đã phế đi đi, chỉ là che giấu thực hảo thôi. Này đó vây quanh Tổ Hiền người, đang nói chuyện khi, đều mang theo một loại như có như không hưng phấn. Giết chết địa ngục quân vương, đối bọn họ tới nói, đó là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn có cái này khả năng. Các huynh đệ, không cần lại cùng hắn nhiều lời, làm thịt hắn. Sát! Hơn 30 danh đến từ chính thế giới ngầm cao thủ. Đồng thời chiều Tổ Hiền bên này vọt tới. Này hơn 10 người Tổ Hiền ở vội vàng bên trong bồi dưỡng ra tới tử sĩ, căn bản là không phải này đó thế giới ngầm cường giả đối thủ, ở mấy cái đối mặt giữa, đã bị kể hết chém giết. Mới đầu, này đó thế giới ngầm người, còn kiêng kỵ địa ngục hành giả, không dám lộ ra át chủ bài, mà khi bọn hắn phát hiện này đó địa ngục hành giả bất quá là một đám thái kê cùi bắp lúc sau, một đám ra tay đều trở nên tàn nhẫn lên. 10 giây không đến thời gian, Tổ Hiền bên người tử sĩ đã toàn bộ bỏ mạng, chỉ chưa Tổ Hiền, ở vòng vây chung. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Tổ Hiền có chút vô pháp tiếp thu, chính mình dùng nhiều tiền bồi dưỡng tới tử sĩ, như thế nào nhẹ nhàng như vậy đã bị người giải quyết. Khanh khách, nhìn dáng vẻ, người yêu cầu hỗ trợ a. Một đạo cười khẽ thanh ở sương mù dày đặc trung vang lên, Ninh Châu thân ảnh từ sương mù dày đặc trung hiện ra, không thể không nói, người cái này địa ngục quân vương, thật sự không có gì tồn tại cảm. Này đó tới giết ngươi nhân, đều là đã từng thề nguyện trung thành quá Quang Minh đảo, giờ phút này lại đối với ngươi ra tay, nếu không có người an bài, ngươi cho rằng bọn họ có cái này lá gan, tới thử địa ngục quân vương sâu cạn sao? Ngươi có ý tứ gì? Tổ Hiền mồm to thở dốc. Rất đơn giản lạc, Ninh Châu vẻ mặt bộ dáng thoải mái, Quang Minh đảo thượng, có người không nghĩ ngươi ngồi vị trí này, tới diệt trừ ngươi bái, khanh khách, nếu không phải có người sau lưng sai xử, bọn họ những người này... Nhìn thấy địa ngục quân vương, tự nhiên sớm quỳ xuống vấn an, ai dám động thủ. Người A, trước sau chỉ là một cái bị bồi dưỡng lên con rối, không riêng cũ vương đem ngươi trở thành một con chó, chẳng sợ Quang Minh đảo còn lại vương giả, cũng đem ngươi trở thành một cái cẩu. Ha ha, vị này mỹ nữ nhưng thật ra có thể thấy rõ tình thế A. Một người vây công Tổ Hiền người mở miệng, bất quá, thấy rõ thì thế nào, liền người này, dựa vào cái gì tọa ủng Quang Minh đảo chủ chi vị. Đó là thế giới ngầm chí cao vô thượng quyền lợi, chẳng sợ Quang Minh đảo muốn trọng tuyển thánh vương, cũng là từ vương giới người sở hữu bên trong chọn lựa, liền hắn.
Thánh giới mang ở trên tay hắn, hắn còn không xứng. Làm thịt hắn, trở về lĩnh thưởng. Sát! Mọi người cầm đao bước tới. Ở trước mặt ta giết người, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ninh Châu khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó, liền nghe một tiếng bạo vang. Tổ Huyền còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác một trận gió nghênh diện đánh úp lại, chờ hắn thấy rõ khi, phát hạ chính mình đang bị Ninh Châu khiêng một đường chạy như điên. Ngươi, Tổ Huyền há miệng, ít nói nhảm, Ninh Châu quát, ta thật sự tưởng không rõ, ngươi người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, rõ ràng một chút thực lực không có, phi luôn muốn chứng minh chính mình, ngươi dựa vào cái gì? Tại đây trên đảo, ai có thể bảo ngươi? Ninh Châu khi nói chuyện, từ trên người móc ra hai quả bom cay ném ở sau người, chặn mặt sau đuổi theo người. Ta có thể bảo ngươi, chỉ có lúc này đây, không có khả năng vẫn luôn bảo ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ninh Châu đem Tổ Hiển buông, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn vô pháp tiến bộ, ngươi cũng không xứng cùng chúng ta hợp tác rồi. Tổ Hiển nhìn trước mặt nữ nhân, nghe nàng theo như lời nói, biểu tình sửng sốt. Ninh Châu hiện tại theo như lời, liền cùng ngày đó ở tiệm cơm Tây khi, Chu Ninh nói với hắn giống nhau như đúc. Ta đợi ngươi mấy năm, đã chờ không được, ta sẽ đi làm càng tốt lựa chọn, mà ngươi, như cũ đương một cái không có tiền đồ trước đài đi. Tổ Hiển lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, ta không phải không có tiền đồ, ta vẫn luôn ở nỗ lực, ta không phải chỉ nghĩ làm một cái trước đài a. Ninh Châu mày nhăn lại, ngươi đầu óc hỏng rồi, cái gì trước đài không trước đài, có bệnh. Ở Tổ Hiển bọn họ phía sau cách đó không xa, kia hơn 30 danh vây công Tổ Hiển người, cũng không có thâm truy. Hảo, đại nhân đã đem người mang đi, kế tiếp, chúng ta chỉ cần hảo hảo phối hợp đại nhân diễn kịch là được. Ha ha, một người phát ra cười lạnh, từ Tổ Hiển mang đến những người đó thi thể thượng, bái hạ mặt quỷ mặt nạ, chính mình mang hảo, phát ra trầm thấp thanh âm, ngầm thế lực giả xong rồi, kế tiếp, nên giả địa ngục hành giả. Đây là tiến vào thí luyện đảo ngày đầu tiên, mấy nghìn người này lên đảo nhỏ, cơ hồ có 1/10 người, tại đây một ngày, hoàn toàn lưu tại trên đảo, bọn họ thi thể, huyết nhục, sẽ biến thành thổ nhưỡng phân bón. Đội trưởng, nơi này đích xác tài nguyên phong phú, chúng ta tìm được không ít có thể dùng ăn dã nấm, hơn nữa chúng ta tự thân mang theo nguyên liệu nấu ăn, ở vật tư thả xuống phía trước, hẳn là không có gì vấn đề, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể chậm rãi thăm dò nơi này địa hình, tận lực nhiều làm một ít vật tư. Thảo dược cũng góp nhặt rất nhiều, giống nhau đau thương đều có thể chữa khỏi, ta tìm được rồi một cái hạ phong khẩu, thích hợp buổi tối nghỉ ngơi, có thể dựng một cái cơ sở dùng để phòng lạnh. Một người lưỡi dao sắc bén đội viên nói, lần này thí luyện, chủ yếu mục đích là sống sót, chúng ta nhân số so còn lại người đều phải nhiều, chỉ cần không phải lâm vào bị vây công hoàn cảnh, làm đâu chắc đấy, tuyệt đối có thể thông qua thí luyện. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Hàn Ôn Nhu lắc lắc đầu, phân tích nói, ta vừa rồi đến trên ngọn cây quan sát một chút, này rừng mưa diện tích phi thường đại, không chút nào khoa trương nói, chúng ta mấy ngàn người, chẳng sợ chỉ dựa vào này phiến rừng mưa, cũng đều có thể cầu đến 3 tháng sau, lấy loại này điều kiện tới giảng, này tòa trên đảo thí luyện, căn bản là không có khả năng vẫn luôn bảo trì như vậy cao tỷ lệ tử vong, lần này thí luyện, tuyệt đối không đơn giản sẽ là như thế này. Chương 1036 hiện tại thay đổi. Hàn Ôn Nhu này buổi nói chuyện, làm kia 7 tên lưỡi dao sắc bén đội viên, trên mặt toàn mang theo một tia ngưng trọng. Kỳ thật, bọn họ cũng có nghĩ tới lần này thí luyện quy tắc, quang minh đảo cấp ra quy củ, thật sự là quá đơn giản, đơn thuần sống sót. Sống sót phương pháp có rất nhiều, chẳng sợ ngồi ở đảo biên chảo cá, cũng có thể sống sót. Lần này thí luyện nhất khủng bố địa phương, rốt cuộc là cái gì? Khi màn đêm buông xuống, tại đây trên đảo, có thể nhìn đến không trung đầy sao điểm điểm. Hàn Ôn Nhu xúc ở một cái túi ngủ giữa, này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, sẽ làm người cảm thấy phi thường không khỏe, một khi ở chỗ này sinh bệnh, bình thường cảm mạo còn hảo, cần phải phát sốt nói, đó là có thể muốn mạng người. Lúc này đây thí luyện, làm mỗi người trong lòng cũng chưa đế, bởi vì này thí luyện quy tắc nói, thật sự là quá chẳng qua. Sống sót, vô cùng đơn giản ba chữ bên trong, lại chất chứa nhiều ít nguy cơ. Nếu là cho mọi người chỉ định nào đó nhiệm vụ, nào đó đạt thành điều kiện, bọn họ còn có mục tiêu có thể đi tới, nhưng hiện tại, mỗi người nội tâm giữa, đều là mờ mịt, đều đang chờ đợi tùy thời khả năng phát sinh biến cố, này đối mỗi người tới nói, kia đều là dày vò, không riêng gì thân thể sẽ ở trên tòa đảo nhỏ này đã chịu tra tấn, càng nghiêm trọng, là ở tinh thần thượng. Một đêm qua đi,
Sơ thần ánh mặt trời dâng lên, trên đảo mỗi người, cơ hồ đều hồng con mắt, tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Bao gồm lưỡi dao sắc bén thành viên, cũng là như thế, dù cho phân công minh xác, có người trực đêm, nhưng nội tâm dày vò, làm cho bọn họ cũng không pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Một cái trong sơn động, Đường Hào thật cẩn thận giúp tóc ngắn nữ nhân đổi đi cổ chỗ thảo dược, nữ nhân của miệng vết thương còn có vẻ có chút đen nhánh, nhưng nguy hiểm kỳ đã vượt qua. Yên tâm, ngươi vì cứu ta mà thương, ta bảo đảm, ở bên trong này, ai đều không thể thương đến ngươi. Đường Hào trịnh trọng, đối với trước mặt nữ nhân mở miệng. Tổ Hiền một người chật vật ở mênh mông vô bờ bình nguyên thượng chạy trốn, ở Tổ Hiền phía sau, ba gã mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, không nhanh không chậm đi theo, lấy thực lực của bọn họ, có thể một giây đuổi theo Tổ Hiền, lại không có làm như vậy. Tổ Hiền cũng biết, những người này, không nóng nảy sát chính mình, bọn họ càng muốn phải làm, là nhục nhã chính mình. Lấy bọn họ hành giả thân phận, nhục nhã chính mình cái này quang minh đảo vương. Ngươi ở trên đảo Diễu Võ Dương Oai, nơi trốn muốn chúng ta quỳ xuống, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, chúng ta có thể suy xét, muốn hay không tha cho ngươi một cái mệnh. Một đạo thanh âm từ Tổ Hiền phía sau truyền đến. Ngươi thật cho rằng chính mình chính là trên đảo vương, còn tới tham gia ma quỷ thí luyện, ngươi bất quá chính là một cái cẩu mà thôi, một cái chó săn. Chúng ta quang minh đảo thượng, chỉ kính cường giả, bất kính phế vật, ngươi loại người này, chỉ là đãi ở trên đảo, đối quang minh đảo mà nói, đều là một loại sỉ nhục. Thật muốn không rõ, này quang minh đảo là cũ vương đại nhân dùng mệnh đua ra tới, vì cái gì sẽ giao cho ngươi cái này rác rưởi trong tay, bất quá không sao cả, chẳng sợ ngươi ngồi trên lại cao vị trí. Chúng ta trong lòng cũng đều rõ ràng, ngươi chỉ là một cái con rối thôi, có thể là cũ vương đại nhân xem ngươi đáng thương, đối với ngươi bố thí đi. Đang ở chạy trốn Tổ Hiền, đột nhiên ngừng bước chân, xoay người lại, hét lớn một tiếng, không. Không phải bố thí, ta cũng không phải con rối, không phải. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta có tư cách ngồi trên cái này đảo chủ vị trí. Tư cách, ngươi chờ kiếp sau đi. Một người hừ lạnh một tiếng, đột nhiên làm khó dễ. Nhanh chóng vào tới Tổ Hiền trước mặt, trong tay một phen lưỡi dao sắc bén, cũng chiều Tổ Hiền ngực đâm tới. A, Tổ Hiền khuôn mặt vặn vẹo rít gào một tiếng, cũng không có né tránh, mà là từ chính mình bên hông rút ra một phen che giấu chủy thủ, cũng thứ hướng đối phương. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt mặt đất, thực mau liền khô cạn, Tổ Hiền mồm to thở hổn hển, sắc mặt của hắn tái nhợt, bên cạnh, ba gã mang màu đen mặt nạ thân ảnh ngã xuống. Mỗi người cổ chỗ, đều có một đạo nhìn thấy ghê người vết thương. Mồ hôi như hạt đậu theo Tổ Hiền khuôn mặt không ngừng chảy xuống, Tổ Hiền phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, liền ở vừa mới, hắn phảng phất đã thấy được địa ngục đại môn hướng chính mình mở ra. Một phen nguyên bản thứ hướng Tổ Hiền ngực lưỡi dao sắc bén, xỏ xuyên qua Tổ Hiền bả vai. Ta đã nói, ngươi ở chỗ này, căn bản là không có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Ninh Châu đứng ở một bên. Kia ngã xuống ba người cổ miệng vết thương, tất cả đều là từ Ninh Châu tạo thành. Ta đây nên làm cái gì bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ, ngươi nói a? Tổ Hiền hét lớn một tiếng, lúc trước ở Lâu Lan trong sa mạc cái loại này tuyệt vọng, lại một lần nảy lên trong lòng, ở chỗ này, ai đều có thể khinh nhục chính mình, có thể tùy tiện vũ nhục, giống chiêu chọc con mồi giống nhau, đuổi theo chính mình nơi nơi chạy loạn, đến bọn họ nị thời điểm, liền sẽ hướng chính mình múa may dao mổ. Chính mình có thể sống sót, tất cả đều là dựa trước mặt nữ nhân này bố thí, hoặc là nói, dựa nàng thương hại. Ta nói, Ninh Châu khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường tươi cười, ta nên nói đồ vật, đã sớm đã cho ngươi nói, chỉ là ngươi chậm chạp không làm ra lựa chọn mà thôi, ta minh bạch ngươi đối cũ vương cảm tình, hắn đối với ngươi, giống như tái tạo, nhưng hiện tại, phần cảm tình này, cứu không được ngươi mệnh, có người muốn giết ngươi, ngươi nguyện ý bởi vì cái này cảm tình, lựa chọn đi tìm chết sao. Ngươi chết ở chỗ này, ngươi mồ thậm chí đều sẽ không xuất hiện trên thế giới này, thân thể của ngươi, sẽ trở thành này tòa đảo chất dinh dưỡng, khi đó ngươi, liền chân chính liền cái rác rưởi đều không bằng, rác rưởi, người khác còn sẽ phiên thượng một chút, nhìn xem có hay không cái gì có thể lợi dụng, mà thi thể, sẽ trở thành nơi này nhất thường thấy đồ vật. Ninh Châu đi rồi hai bước, chính diện nhìn Tổ Hiền, chẳng sợ ngươi không để bụng này đó, vậy ngươi đã chết lúc sau đâu? Ngươi sẽ thực mau nhìn thấy bị ngươi thân thủ giết chết nữ nhân kia, nàng sẽ tiếp tục cười nhạo ngươi, ngươi không phải cho rằng có được toàn thế giới sao, như thế nào nhanh như vậy liền xuống dưới bồi ta. Ngươi là cái rác rưởi, ngươi trước sau là cái rác rưởi. Tổ Hiền nhìn trước mắt nữ nhân này, hoảng hốt gian, Chu Ninh giống như lại một lần đứng ở hắn trước mặt.
Ninh Châu duỗi tay chỉ vào Tổ Hiển cái mũi, ngươi chính là một cái con rối, ta Chu Ninh lúc trước rời đi ngươi, không có làm sai, ta biết ta là đi đương một cái tiểu tam, nhưng cho dù đương một cái tiểu tam, cũng so cùng ngươi ở bên nhau cường, ta hoài người khác hài tử, ta lựa chọn xóa sạch cũng không đi tìm ngươi, bởi vì ngươi, liền dưỡng hắn hài tử, đều không xứng. Ngươi chính là một cái phế vật, rõ đầu rõ đuôi phế vật. Ngươi hắn sao đánh giám, Tổ Hiền một cái tát chịu ở Ninh Châu trên mặt, ta không phải con rối. Ta không phải phế vật, bọn họ muốn giết ta không sai, nhưng ta không chết, ta còn sống, ta còn có giá trị, ta có thể lợi dụng giá trị, ta có thể sử dụng này đó, phá hủy sở hữu khinh thường ta người, ta sẽ nói cho bọn họ, ta Tổ Hiền, là quan trọng nhất, ta sẽ là thế giới này vai chính, chẳng sợ không có kia tòa đảo, ta như cũ có thể. Ha ha ha, ha 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 ha. Ninh Châu đột nhiên cười, Tổ Hiển này một cái tát, không làm nàng sinh nửa điểm khí, hảo, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận điểm này, vậy từ giờ trở đi thay đổi đi, nói, này tòa trên đảo, ngươi muốn giết ai? Tổ Hiển cắn răng, cả người run rẩy siết chặt nắm tay, quang minh đảo, toàn sát. Đệ nhất 1037 đến 1038 chương. Chương 1037 truy đuổi trò chơi. 10 dư thiên thời gian, thoảng qua, mới đầu. Tới tham gia thí luyện mọi người, còn biết tính toán mỗi ngày nhật tử, mà khi nhật tử một ngày quá khứ, đã không có người biết tính toán thứ này, mỗi ngày đều có người chết sự tình phát sinh, mỗi ngày đều sẽ có nguy hiểm xuất hiện, thời gian, đã không ở mọi người suy xét trong phạm vi. Một mảnh rừng mưa giữa, lưỡi dao sắc bén mấy người rửa sạch trước mặt mấy thi thể, đây là một ít đói điên rồi người, coi trọng bọn họ ngắt lấy những cái đó đồ ăn, muốn phân một ly canh. Đội trưởng, chúng ta không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, hiện tại rất nhiều người đều đem lực chú ý phóng tới này phiến rừng mưa, không phải mỗi người đều có phân biệt thực vật thân thảo năng lực, bọn họ sẽ lựa chọn tới đoạt, này đã là chúng ta hôm nay đụng tới nhóm thứ ba. Đúng vậy, Hàn Ôn Nhu ở chính mình cánh tay thượng đắp chút thảo dược, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, theo thời gian trôi qua, mọi người mang tiến vào vật tư, đều đã tiêu hao không còn, bọn họ có thể làm, chỉ có đoạt. Dù sao đội trưởng, cái này địa phương là không thể đãi, ngày hôm qua bị một người chạy thoát, chúng ta tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài, hôm nay tới này ba đợt người, tất cả đều là lâm thời tổ kiến đến cùng nhau có bị mà đến, kế tiếp chúng ta đối mặt địch nhân số lượng, khả năng sẽ càng nhiều. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, ở thảo dược phía trên vây quanh một vòng băng gạc, giật giật cánh tay, vẫn là có thể cảm giác được một cổ xé rách đau đớn, có thể tham gia thí luyện người, đều không phải kẻ yếu, bọn họ gặp phải chiến đấu. Nhưng một chút đều không thoải mái. Đi thôi, nên đổi vị trí. Hàn Ôn Nhu xách lên một cái ba lô, vừa mới chuẩn bị nhích người, liền sắc mặt biến đổi, bước chân nhanh chóng lui về phía sau. Một chi mũi tên nhọn, từ Hàn Ôn Nhu trước mặt thoáng qua, chát ở Hàn Ôn Nhu bên cạnh trên thân cây. Ai nha nha, không tồi không tồi, đều nhiều như vậy thiên, còn có thể bảo trì loại này độ cao lực chú ý. Một đạo thanh âm, từ nơi không xa rừng rậm giữa vang lên. Nghe thế thanh âm nháy mắt, Hàn Ôn Nhu đám người, một chút liền nghe ra thanh âm chủ nhân. Là ngươi. Trương Huyền từ một thân cây làm thượng nhảy xuống tới, hắn phía sau có một phen cung tiễn, chứng minh vừa mới đánh úp về phía Hàn Ôn Nhu kia chi mũi tên nhọn, xuất từ hắn tay. Trương Huyền ánh mắt ở Hàn Ôn Nhu đám người ba lô thượng nhìn quét một vòng, không tồi sao, các ngươi chuyên nghiệp tri thức thật đúng là không có bạch học, này đó thảo dược cùng hoang dại đồ ăn. Các ngươi hẳn là phế đi không ít sức lực mới thu thập đến đi, thật là làm ta thực vui vẻ đâu. Hàn Ôn Nhu khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền, mở miệng nói, bằng hữu, chúng ta thực cảm tạ ngươi phía trước đề nghị, vì tỏ vẻ cảm tạ, mấy thứ này, chúng ta có thể lấy ra tới phân ngươi một ít, nhưng số lượng hữu hạn, ngươi hẳn là biết, ở chỗ này, mấy thứ này, đại biểu cho cái gì. Đương nhiên minh bạch lạc, Trương Huyền nhún vai, khoảng cách quang minh đảo thả xuống vật tư, còn có 3 ngày thời gian. Hơn nữa ai cũng không biết sẽ ở đâu thả xuống nhiều ít, cho nên này 3 ngày, sẽ rất khó vượt qua a, trùng hợp ta người này lượng cơm ăn lại đại, các người này đó vật tư, ta toàn muốn. Cuồng vọng, một người lưỡi dao sắc bén đội viên hét lớn một tiếng, ngươi tự xưng chúa tể, liền thật sự có thể chúa tể này tòa đảo. Ngươi chỉ có một người, dựa vào cái gì từ chúng ta trong tay đem đồ vật cướp đi. Bằng cái này, Trương Huyền không có lại dư thừa vô nghĩa. Trực tiếp nâng lên trong tay mộc cung, kéo Huyền, bắn tên. Mũi tên nhọn bỗng nhiên về phía trước bay đi, thẳng lấy một người lưỡi dao sắc bén đội viên đầu, tên này lưỡi dao sắc bén đội viên hiểm chi lại hiểm tránh đi này một mũi tên.
Sát, này lưỡi dao sắc bén đội viên vừa định phản kích, lại không thấy Trương Huyền bóng dáng. Đừng xúc động, Hàn Ôn Nhu vội vàng duỗi tay cản lại muốn đuổi theo ra đi một chúng đội viên, hắn không phải ngốc tử, dám một mình tới, liền có hắn tự tin, chúng ta ngàn vạn không thể bị hắn nắm cái mũi đi, không cần để ý đến hắn, chúng ta trước rút lui nơi này. Vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng, nhưng cũng minh bạch, hiện tại như vậy đuổi theo ra đi, thật sự là quá mức nguy hiểm. Tránh ở một thân cây làm sao Trương Huyền, rõ ràng nghe được Hàn Ôn Nhu hạ quyết định, cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Ôn Nhu, rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm quá ít, nàng còn không có ý thức được cái này thí luyện tính tàn khốc, còn đối kia cái gọi là nhảy dù vật tư ôm có một phen ảo tưởng, cho rằng bọn họ hiện tại đồ ăn cũng đủ chống đỡ đến nhảy dù tới thời điểm, căn bản là không suy xét đến đoạt không đến sẽ làm sao, càng không có suy xét đến, Quang Minh Đảo nói nhảy dù, rốt cuộc là cái gì? Thật là đồ ăn sao? Trương Huyền còn ký ức hãy còn mới mẻ, năm đó chính mình tham gia cái này thí luyện khi đó thí luyện tổ chức giả, vẫn là vương sẽ nhảy dù xuống dưới đồ vật, không có đồ ăn, có chỉ là một ít gia vị liêu, cùng với một phen đem dao mổ. Cuối cùng, đi đoạt lấy nhảy dù người, đem dao mổ huy hướng về phía bên cạnh người, những cái đó gia vị liêu, cũng là chiếu vào đồng loại trên người. Người lớn nhất sợ hãi, đều là nơi phát ra với không biết. Đương một người thời khắc sống ở sống hay chết kẹp cảnh chung khi, liền sẽ dễ dàng trở nên hỏng mất, có chút người sẽ tại đây hỏng mất giữa điên mất, mà có một số người, sẽ hoàn toàn phóng thích trong lòng ma quỷ. Trương Huyền nhìn chằm chằm Hàn Ôn Nhu rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, mục tiêu của ngươi, là làm chính mình biến cường, ngươi nếu lựa chọn con đường này, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, từ giờ trở đi, ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính ma quỷ thí luyện, tân thủ thôn lữ hành, đến bây giờ bắt đầu. Nên kết thúc. Trương Huyền lại lần nữa cử cung, nhắm chuẩn Hàn Ôn Nhu phía sau lưng, ngay sau đó, Tùng Huyền. Một chi mũi tên nhọn mang theo một trận phá tiếng gió, thứ hướng Hàn Ôn Nhu phía sau. Còn ở phía trước hành Hàn Ôn Nhu, ở thời khắc mấu chốt cảm nhận được nguy cơ, thân thể cơ hồ là theo bản năng né tránh, kia chi mũi tên nhọn, xoa nàng bả vai qua đi, mang theo một mảnh huyết nhục. Chớ có trách ta, Trương Huyền lại lần nữa cử cung, ta chỉ là không nghĩ ngươi. Chết ở 3 ngày lúc sau mà thôi. Lại là một chi mũi tên nhọn từ Trương Huyền trong tay phát ra, vừa rồi chịu tập lưỡi dao sắc bén thành viên, lần này sớm có dự phòng, không có lại làm này chi mũi tên nhọn thực hiện được. Mau, người kia đuổi theo, chúng ta mục tiêu đại, không thích hợp cùng hắn ở chỗ này khai chiến, hắn có viễn trình vũ khí, chúng ta tận lực lựa chọn thân cây dày đặc địa phương, tìm cơ hội xử lý hắn. Hàn Ôn Nhu thực mau liền làm ra phân tích. Không kịp thế Hàn Ôn Nhu băng bó. Này đó lưỡi dao sắc bén đội viên tất cả đều nhanh hơn bước chân, điên cuồng xuyên qua tại đây phiến rừng rậm giữa. Bọn họ muốn ném rớt Trương Huyền, nhưng khăng khăng muốn truy Trương Huyền, sao là bọn họ có thể ném rớt? Một chi lại một chi mũi tên nhọn từ phía sau bay tới, lại là một người lưỡi dao sắc bén đội viên ở né tránh không kịp lúc sau quải thải. Rừng cây truy đuổi chiến, đã bắt đầu. Đáng chết, hắn như thế nào còn có mũi tên? 1 giờ sau... Vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên đã tinh bì lực tấn, loại này rừng cây hoàn cảnh, chạy lên yêu cầu hao phí thật lớn thể lực, hơn nữa thỉnh thoảng từ phía sau phóng tới mũi tên nhọn, làm cho bọn họ tiêu hao thật lớn. Không thể chạy, Hàn Ôn Nhu đột nhiên dừng lại bước chân, chúng ta này một đường, đều ở hướng một phương hướng chạy, này ngược lại cho hắn cơ hội, này một mũi tên bất đồng với viên đạn cái loại này dùng một lần tiêu hao phẩm, hắn có thể lặp lại lợi dụng, như vậy đi xuống, chúng ta sẽ bị hắn hoàn toàn ma chết. Chương 1038 tiến bộ. Hàn đội, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liều mạng với ngươi. Không vội, Hàn Ôn Nhu lắc lắc đầu, ta mới vừa chạy thời điểm quan sát quá, cái này trong phạm vi thụ, đều là ôm đoàn sinh trưởng, như vòng tròn, chúng ta hiện tại, chỉ cần vòng quanh này đó thụ tới né tránh, tận lực lộ ra một ít sơ hở, tiêu hao trên người hắn mũi tên chi, đừng quên, tiến đảo ngày đó chúng ta đã gặp mặt, trên người hắn không mang thứ gì. Mà lần này thí luyện giữa, sử dụng cung tiễn người, tổng cộng chỉ có 2 người, trong đó một người mũi tên thượng tôi có nọc độc, các ngươi xem ta miệng vết thương. Mặt trên thương là từ kim loại tạo thành. Hàn Ôn Nhu chỉ vào vừa mới bị mũi tên nhọn hoa thương bả vai, này thuyết minh hắn dùng mũi tên, cũng không phải dùng mộc chi chế tạo, mà là từ bên ngoài mang tiến vào, thả ta chạy như điên hơn 1 giờ, cũng không có độc phát dấu hiệu, này mũi tên không độc, kim loại mũi tên. Sẽ làm mũi tên chi trọng lượng gia tăng rất nhiều lần, hắn vừa mới lộ diện khi,
trong tay cung tiễn trường 70cm, chẳng sợ tận lực giảm bớt trọng lượng, vì bảo đảm cường độ, cũng sẽ ở 8 cân tả hữu, mà một mũi tên tính thượng mũi tên. Trọng lượng đại khái có thể đạt tới 50 khắc, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang theo 20 chi mũi tên, cái này cũng chưa tính khả năng sẽ có tiêu hủy. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần một người tránh thoát 2 chi mũi tên, hơn nữa đem này phá hủy, hắn liền không có biện pháp. Hàn Ôn Nhu dùng quá ngắn thời gian làm ra phân tích, hiện tại, tản ra. 8 gã lưỡi dao sắc bén đội viên nháy mắt phân tán. Tránh ở chỗ tối Trương Huyền, trong mắt nhiều ti khen ngợi. Không tồi, này thật là một cái phản kích hảo địa phương, nhìn dáng vẻ, ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít a, chỉ là phản ứng vẫn là có chút chậm, ở phía trước ít nhất có 2 cái địa phương, có thể làm ra phản kích, đây là bạch bạch lãng phí rất nhiều thể lực a. Những cái đó lưỡi dao sắc bén đội viên quay chung quanh Mộc Lâm vòng tròn né tránh, Trương Huyền nơi nào không rõ ràng lắm bọn họ tưởng chính là cái gì, trong tay 18 chi mũi tên chi liên tục bắn ra, hắn bắn ra mũi tên chi, chát đến trên thân cây. Tất cả đều bị lưỡi dao sắc bén người gỡ xuống, tiêu hủy. Rừng rậm chung truy đuổi chiến, tại đây 18 cái mũi tên chỉ bắn ra lúc sau, lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa. Lưỡi dao sắc bén 8 người giấu đi, không hề thò đầu ra, Trương Huyền cũng giấu đi. Đột nhiên, lại là một đạo thân ảnh thoáng hiện. Trương Huyền tại đây nháy mắt khởi cung, một chi mũi tên nhọn bắn ra, mệnh chung mục tiêu, kết quả bắn chúng, chỉ là một kiện áo trên mà thôi. Có thể. Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, theo sau lớn tiếng nói, vài vị, các ngươi tuy rằng phản ứng chậm điểm, nhưng còn tính không tồi, ta mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại chơi. Trương Huyền nói xong, che giấu đến rừng rậm giữa, hắn chân trước mới vừa đi, liền có 2 gã lưỡi dao sắc bén đội viên sờ đến hắn vừa mới nói chuyện khi vị trí. Chạy! Người này có rất mạnh phản trinh sát ý thức, hắn cơ hồ mỗi bắn ra một mũi tên, đều sẽ đổi một vị trí. Một giờ truy đuổi, làm 8 gã lưỡi dao sắc bén đội viên tất cả đều tinh bì lực tấn, bọn họ lựa chọn một cái góc chết chỗ tiến hành nghỉ ngơi điều chỉnh. Hàn Ôn Nhu thấp giọng nói, người này lai lịch thần bí, hơn nữa quan sát hắn vừa mới bộ dáng, có vẻ thành thạo, chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy ở vào bị động giữa, này rừng rậm hoàn cảnh không thích hợp chúng ta, hắn hiện tại đã không có viễn trình vũ khí, rộng lớn mảnh đất càng thích hợp chúng ta, tìm cái quang điểm, phân biệt một chút phương hướng. Chúng ta chiều chống trải địa phương đi. Minh bạch, lưỡi dao sắc bén 8 người phân biệt đổi mới nghỉ ngơi, một giờ sau, mỗi người đều điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu đi tới. Mới đi vài bước, Hàn Ôn Nhu liền sắc mặt biến đổi, cẩn thận, người kia, lại tới nữa. Một chỗ vách núi giữa sườn núi thượng. Đường Hào cùng một người tóc ngắn nữ nhân sóng vai đứng ở chỗ này, trước mắt như cũ là sương mù dày đặc tràn ngập. Chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Nữ nhân đứng ở Đường Hào phía sau, còn có vẻ có chút suy yếu. Tính thượng hôm nay, thứ 12 thiên, mấy ngày hôm trước còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có người xuất hiện, 2 ngày này nơi này cơ hồ đã không ai, nhìn dáng vẻ, mọi người đều hướng đảo nội chạy, chúng ta cũng đến nhanh hơn tiến độ, ăn đồ vật đã không có, tại như vậy đi xuống, người sẽ khiêng không được. Đường Hào xoay người, nhìn tóc ngắn nữ nhân, trên mặt lộ ra một mạt đau lòng chi sắc. Tóc ngắn nữ nhân lắc lắc đầu. Ngươi không cần mang theo ta, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể ở trên tòa đảo nhỏ này hoành hành, mang theo ta, bất quá là nhiều một cái trói buộc. Ta đương nhiên muốn mang theo ngươi. Đường Hào hít sâu một hơi, lần này thí luyện, ngươi chỉ lo tránh ở ta phía sau là được. Ân, nữ nhân khẽ gật đầu, về phía trước một bước, đôi tay ôm Đường Hào vòng eo, đồng thời một trương mặt đẹp dán ở Đường Hào phần lưng, nhẹ giọng nói, ca, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi. Ở hơn 10 ngày trước, ta khả năng cũng đã chết. Đường Hào thân thể rõ ràng phát ra một trận run rẩy, hắn hít sâu một hơi, tùy ý nữ nhân ôm chính mình, ôn nhu nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. To như vậy bình nguyên thượng, tổ hiền thân thủ đem một phen mang huyết lưỡi dao sắc bén rút ra. Nằm trên mặt đất, là một đạo mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, đã trở thành một khối thi thể. Đây là thứ 12 cái. Tổ hiền thần sắc hờ hững đem lưỡi dao sắc bén thu hồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, liệt dương chiếu hạ, làm người cảm giác phá lệ oi bức. Người có thể yên tâm, Ninh Châu đứng ở một bên, lần này quang minh đảo người, một cái đều sống không được, chờ hoàn thành lần này thí luyện lúc sau, chẳng sợ bên ngoài những cái đó, người muốn giết, cũng tùy thời có thể sát. Bên ngoài những cái đó tạm thời phóng một phóng đi, ta còn cần quang minh đảo này khối ván cầu. Tổ hiền vỗ vỗ tay. Chờ ta khi nào không cần,
những người đó, một cái đều sống không được. Kia tùy ngươi lạc, Ninh Châu không sao cả run run vai, dù sao chỉ cần ngươi hoàn thành ta cho ngươi nói sự, điều kiện tùy ngươi khai. Tổ Hiển ánh mắt nhìn về phía Ninh Châu, ánh mắt lộ ra một mặt dày đặc tham lam chi sắc, nếu, ta nói ta muốn ngươi đâu. Khanh khách, Ninh Châu che miệng cười, ta đã sớm cho ngươi nói qua, nếu ngươi thích, ta tùy thời đều có thể là của ngươi. Tổ Hiển vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, duỗi tay chiều Ninh Châu eo nhỏ ôm đi, ta hiện tại liền phải ngươi. Chán ghét, Ninh Châu hờn dỗi một tiếng, tượng trưng tính xô đẩy Tổ Hiển vài cái, theo sau tùy ý Tổ Hiển ôm, ngươi làm gì như vậy gấp gáp sao, không bằng chờ ra đảo, hai ta tìm một chỗ, lại hảo hảo liêu. Không, ta nói hiện tại, liền hiện tại, Tổ Hiển ánh mắt lộ ra một mặt điên cuồng thần sắc, tại chỗ đem Ninh Châu ôm lên, theo sau phóng tới trên mặt đất, ở hai người bên cạnh, kia cổ thi thể, còn máu chảy không ngừng. Ba ngày thời gian, đối với trên đảo người tới nói, đều không hảo quá. Theo thời gian được đến chuyển rời, mỗi người vật tư đều đã thiếu thốn, đại gia có thể nói gặp mặt liền triển khai chém giết, muốn từ đối phương trên người tìm được một chút thức ăn nước uống, này hoàn toàn căn cứ vào nhân loại bản năng, hoặc là nói, sinh vật sinh tồn bản năng. Tại đây một khắc, người cùng động vật, là không có gì khác nhau. Chương 1039 nhảy dù tới. Hàn đội, người này quả thực chính là cái thuốc cao bôi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. Hắn đâu ra như vậy đại trải qua, từ ban ngày, đến buổi tối, hắn không có quy luật đối chúng ta tiến hành đánh lén. Hắn đây là muốn ma chết chúng ta. Chúng ta đồ ăn đã tiêu hao hết, dưới tình huống như vậy, cũng khó lấy được tiếp viện. Hắn chính là người điên, này ba ngày, so với phía trước hơn 10 ngày có vẻ còn muốn dài lâu. Trong bóng đêm, vài tên lưỡi dao sắc bén đội viên ngồi ở cùng nhau, nhìn rỗng tuếch ba lô, đều cảm thấy phá lệ lo âu. Ba ngày thời gian, mọi người đã rời đi kia phiến rừng mưa, dựa vào một chỗ vách núi, nơi này tầm nhìn có vẻ càng trống trải một ít, đối với bọn họ mà nói, càng có lợi cho chiến đấu. Người này thực quỷ dị, hắn thậm chí có thể biết được chúng ta đi tới lộ tuyến, sẽ trước tiên đối chúng ta tiến hành phục kích. Hắn cơ hồ đem sở hữu có thể lợi dụng đến đồ vật, toàn bộ lợi dụng, ta hiện tại còn hoài nghi, rốt cuộc có thứ gì, là không thể bị hắn coi như vũ khí. Người này quá khủng bố. Hắn giống như thật chính là này tòa đảo nhỏ chúa tể giống nhau, ta căn bản không biết hắn khi nào liền chạy tới chúng ta phía trước, ở chúng ta phía trước thiết hạ bẫy dập. Hắn chỉ là so với chúng ta càng chú trọng chi tiết. Hàn Ôn Nhu trầm giọng nói, người này sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, trong đó bao gồm cùng ngày nhiệt độ không khí, hướng gió, thậm chí mỗi một cái bất đồng thời gian điểm ánh mặt trời cường độ, tới bắt ra nhất thích hợp lúc này công kích, đừng quên, có bao nhiêu thứ. Hắn rõ ràng liền xuất hiện ở chúng ta trước mặt, lợi dụng ngược sáng, chúng ta lại không có phát hiện hắn, người này chân thật thực lực sờ không chuẩn, nhưng hắn thủ đoạn, là viễn siêu chúng ta, hoặc là nói, hắn quá hiểu biết loại này dã ngoại tác chiến thủ đoạn. Bất luận cái gì một cái đồ vật, hắn đều có thể đủ lợi dụng, này phân kinh nghiệm, vừa lúc là chúng ta sở khuyết thiếu, cho nên, hắn ở đánh lén chúng ta đồng thời, cũng là chúng ta một cái học tập cơ hội, ta nhưng thật ra hy vọng, hắn liền như vậy vẫn luôn đi xuống. Ba ngày thời gian, Trương Huyền cơ hồ sẽ không ngừng lại đi quấy rối bọn họ, lấy bất luận cái gì thủ đoạn, ban ngày, ban đêm, lợi dụng địa lý hoàn cảnh, khí hậu, ánh mặt trời cường độ, phàm là hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, đều bị Trương Huyền lợi dụng một cái biến. Mà Hàn Ôn Nhu đám người, ở ban đầu thời điểm, hoàn toàn là bị Trương Huyền nắm cái mũi đi, cho tới bây giờ, mỗi người trong lòng cảnh giác, đều đề cao không ngừng một phân, thả cẩn thận trình độ, cũng viễn siêu phía trước. Ánh trăng tươi xuống, Trương Huyền nằm ở một cây to rộng nhánh cây thượng, nhắm hai mắt. Này ba ngày thời gian, cũng đủ đền bù các ngươi phía trước hơn 10 ngày lười nhác, từ ngày mai bắt đầu, tân một vòng chiến đấu liền tới rồi, dừng ở đây đi, hy vọng có thể sống sót, đường hào bên kia, tạm thời không cần đi quản, Tổ Hiền, cũng không chết được, nhưng thật ra còn lại một ít người, đến đi rửa sạch một chút, lần này thí luyện, phiền toái thật đúng là nhiều a, thần ẩn hội người, phản tổ minh người. Trương Huyền ngáp một cái. Đêm nay liền trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Nửa tháng thí luyện sinh hoạt, đem trên đảo người ma đến phá lệ mỏi mệt. Đương sáng sớm, mấy giá phi cơ trực thăng mang theo tạp âm, đem những cái đó còn ở ngủ say giữa người bừng tỉnh. Vật tư, đội trưởng, vật tư tới. Lưỡi dao sắc bén các đội viên chỉ vào bầu trời phi cơ trực thăng. Đường Hào nhìn mắt ngủ ở bên cạnh nữ nhân, ngẩng đầu nhìn không trung, tới vật tư sao, sẽ có không ít người tranh đoạt a.
bất quá ngươi yên tâm, nơi này, cần thiết có thuộc về ta một phần. Tới vật tư, Tổ Hiển môi khô nứt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ninh Châu quần áo bất chỉnh ghé vào Tổ Hiển phía sau lưng, lười biếng nói, ngươi muốn đi đoạt lấy sao? Ta yêu cầu ngươi vì ta tạo thế. Tổ Hiển vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, này vật tư, ta cần thiết muốn. Phi cơ trực thăng vẫn luôn ở trên đảo nhỏ không qua lại xoay quanh, cánh quạt mang theo tạp âm vang lên một lần lại một lần, làm toàn đảo người đều nghe được rành mạch, mỗi người đều biết, vật tư muốn tới. Giờ khắc này, trên đảo vô luận đang làm cái gì người, đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Tổng cộng 5 giá phi cơ trực thăng, ở trên đảo nhỏ không lượn vòng tổng cộng nửa giờ, lúc này mới chậm rãi lên không. Ngay sau đó, cabin môn mở ra, tại đây nháy mắt, cơ hồ mọi người đều đề ra một hơi. Theo sau, một cái đầu gỗ cái dương, bị người từ cabin nội đẩy ra tới, ở đầu gỗ cái dương rớt xuống là lúc, một cái loại nhỏ dù để nhảy ở cái dương phía trên mở ra, cái dương chậm rãi rơi xuống. Còn lại 4 giá phi cơ trực thăng nội, cũng phân biệt có cái dương rơi xuống, chậm rãi chiều mặt đất bay tới. Lúc này, đã có người đỏ đôi mắt, suy tính cái dương rớt xuống địa điểm, bắt đầu chạy đến. Mà những cái đó khoảng cách lạc điểm gần người, đã đang tìm kiếm tốt nhất mai phục điểm, mỗi người đều biết, này vật tư, không có khả năng bãi ở ngươi trước mặt, tùy ý ngươi tùy tiện đòi lấy, muốn bắt được trong dương vật tư, một phen tinh phong huyết vũ, đó là tuyệt đối không thiếu được. Nếu nói, trên đảo này có một người không để bụng vật tư nói, kia đó là Trương Huyền. Trương Huyền nhàn nhã đi ở trên đảo, đi trước giải quyết phản tổ minh đi, này đó rác rưởi, sớm sát sớm hảo. Một đội hơn 10 người. Chính cộng đồng đi trước một cái vật tư điểm dừng chân, xem này hơn 10 người biểu tình, có vẻ phi thường nhẹ nhàng, cũng không giống như là thực để ý trên đảo này nguy cơ giống nhau. Cả mấy cái, xem các người bộ dáng, rất nhàn nhã a, đây là muốn nấu cơm dã ngoại đi đâu. Trương Huyền đứng ở phía trước, nhìn trước mặt hơn 10 người. Này hơn 10 người, toàn bộ mang theo địa ngục hành giả mặt nạ. Người nào, liền chúng ta quang minh đảo lộ đều dám cản. Đi tuốt đàng trước mặt một người sủng Trương Huyền mở miệng. Các vị, thứ ta nói thẳng a. Trương Huyền cười nói, địa ngục hành giả sẽ không giống các ngươi nói như vậy, các ngươi có điểm ra diễn. Nga, có ý tứ, vậy ngươi nói cho ta, địa ngục hành giả, nên nói như thế nào lời nói? Phía trước nhất người kia hỏi nói. Trương Huyền hơi hơi lắc lắc đầu, địa ngục hành giả không nói lời nào, hoặc là sát, hoặc là không giết, liền này hai loại lựa chọn. Các ngươi lựa chọn loại nào đâu? Kia phiền toái hỏi hạ, giống nhau che ở địa ngục hành giả trước mặt, địa ngục hành giả đều sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Dẫn đầu người hỏi lại. Khẳng định là sát lạc, Trương Huyền nhún vai, dù sao cũng là địa ngục hành giả sao, không giết, như thế nào làm người sợ hãi, bất quá các ngươi phản tổ minh muốn như thế nào lựa chọn, ta đã có thể nói không hảo. Phản tổ minh này 3 chữ vừa ra, này hơn 10 người, đều là cả kinh. Trầm mặc vài giây sau, dẫn đầu người mở miệng, ta biết ngươi là ai. Có chút hậu chi hậu giác a. Trương Huyền duỗi người, nói đi, nói cho ta, các ngươi tưởng như thế nào lựa chọn. Nếu chúng ta giả dạng làm địa ngục hành giả, kia làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng cùng địa ngục hành giả giống nhau. Địa ngục cũ vương, nghe nói người cường thế chấn áp tam đại thị tộc, không biết có phải hay không thật sự có này phân thực lực. Mười mấy danh mang mặt quỷ mặt nạ phản tổ minh thành viên. Cơ hồ là ở cùng thời gian, đem eo cung khởi, bọn họ động tác, giống như là sắp muốn đi vồ mồi mãnh thú giống nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.